đô thị mạnh nhất hoàn khố, diệp thần phong. chương 321, Bi Thúc Lâm Trung Hổ. Xác định đầu phiếu. Bốn người các người thật muốn phải ly khai phi dược bộ đội theo ta lăn lộn. Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt hỏi. Lâm Trung Hổ gặp Diệp Thần Phong có ý động, trong lòng là càng vô cùng lo lắng, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là phi dược bộ đội huấn luyện viên A. Mặc dù nói Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An bọn họ bốn người này là phi dược bộ đội trung thủ lĩnh, thế nhưng bốn người này không riêng gì thủ lĩnh, với lại thân thủ đặc biệt tốt, cũng coi là cái này một nhóm tham gia phi dược bộ đội huấn luyện tinh anh. Nếu như Hàn Vĩ bọn bốn người theo Diệp Thần Phong ly khai phi dược bộ đội, như vậy cái này một nhóm phi dược bộ đội thành viên tướng hội cực kỳ mất màu, hắn nhượng Diệp Thần Phong tới được mục đích, chẳng qua là muốn giáo huấn một chút Hàn Vĩ bọn họ mà thôi, ai biết đạo sự tình hội lộng khéo thành vụng thần phong, người không nên ở chỗ này quấy rối người tiểu thúc điều không phải uống sai sao. Hai ngày nữa phải trở về kinh thành, người đi chiếu cố một chút người tiểu thúc đi. Thuận tiện các người hai chú cháu nhiều tâm sự, Lâm Trung Hổ vội vàng không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Thần Phong chi khai. Lâm huấn luyện viên, chúng ta bốn người đã quyết định phải ly khai phi dược bộ đội, trừ phi ngươi có thể đánh bại chúng ta vị sư huynh này, vị sư huynh này thế nhưng ngươi Lâm huấn luyện viên mang tới, nếu sư huynh đã từng cũng là tại phi dược bộ đội trung tốt nghiệp, như vậy ta muốn đây đối với lâm huấn luyện viên mà nói cũng không là việc khó đi. Đầu óc cơ chí viên an nhìn lâm trung hổ nói rằng. Lâm trung hổ khóe miệng một trận cay đắng, từ trước hắn liền không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, chớ nói chi là hiện tại Diệp Thần Phong thực lực đại mức độ đề thăng sau, trong lòng là cái kia hận a. Sớm biết rằng hắn cũng sẽ không nhượng Diệp Thần Phong tới bang chuyện này. Lâm huấn luyện viên, người yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Diệp thần phong thấp giọng với Lâm Trung Hổ nói rằng, ngược lại nhìn hàn vĩ bọn bốn người. Nói rằng, bốn người các ngươi nếu muốn theo chúng ta, như vậy thì đi theo ta. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Hàn Vĩ đám người trên mặt thoáng hiện một vòng vui sướng, đối với bọn hắn mà nói, trong lòng bội phục nhất chính là có cường hãn thực lực người, rất rõ ràng Diệp Thần Phong vừa rồi bày ra thực lực đã cũng đủ nhượng bốn người bọn họ nhìn lên. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn theo ngươi lăn lộn, cũng mang theo ta đi. Đúng vậy, ta từ trong đáy lòng sùng bái ngươi, Lâm huấn luyện viên cùng ngươi so lên quả thực lại yếu bạo. Mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên gặp Diệp Thần Phong muốn dẫn Hàn Vĩ đám người ly khai, lập tức không nhẫn nại được xung động trong lòng, phía sau tiếp trước muốn theo Diệp Thần Phong ly khai phi dược bộ đội. Lâm Trung Hổ sắc mặt là trướng đến đỏ bừng, nhất là nghe được Lâm huấn luyện viên cùng ngươi so lên quả thực lại yếu bạo những điều như vậy lời nói, mặc dù nói Lâm Trung Hổ biết dùng thực lực của hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt thật đúng là thiếu nhét kẻ giang ni. Thế nhưng bị hắn thuộc hạ học viên như vậy trần chuồng khinh bỉ, hắn làm sao có thể lại thong dong bình tĩnh đi. Lâm Trung Hổ trực tiếp đem kêu gào lợi hại nhất một gã thành viên cấp giải quyết ở trên mặt đất, quát dẹp đường cấp ta toàn bộ câm miệng. Nơi này là phi dược bộ đội không phải là các ngươi có thể dương oai trên mặt đất, nơi này là có tổ chức, có kỷ luật. Lâm Trung Hổ bạo phát có thể dùng mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên thanh âm nhỏ xuống, dù sao bọn họ không có Hàn Vĩ bọn bốn người thực lực, tại Lâm Trung Hổ trước mặt căn bản là thiếu nhìn, bị Lâm Trung Hổ như thế gầm lên giận dữ. Một đôi ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Hàn Vĩ bọn bốn người, Hàn Vĩ bọn họ đã quyết định muốn theo Diệp Thần Phong ly khai, cho nên bọn hắn bây giờ nào có tâm tư quản cái khác nhàn sự. Gặp Hàn Vĩ bọn họ đều không lên tiếng, Mấy trăm tên bay vào thành viên từ 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 ngậm miệng lại, nguyên bản những. Này người có dũng khí cùng Lâm Trung Hổ vị huấn luyện viên này làm trái lại. Còn điều không phải bởi vì Hàn Vĩ bọn họ cái này bốn cái thực lực tương đối cường hãn, cá tính lại tương đối phách lối người mà. Cường binh huấn luyện doanh, Lâm Trung Hổ trong phòng làm việc. Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An một loạt đứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mặt Diệp Thần Phong. Tính tình nhất vội vàng sao động hàn vĩ người thứ nhất không nhịn được, nói rằng Diệp Sư Huynh, người thật nguyện ý nhượng chúng ta bốn người theo ngươi. Bởi vì Diệp Thần Phong là thượng một nhóm tham gia phi dược bộ đội thành viên, hàn vĩ đám người không biết nên dùng cái gì xưng hô, cho nên liền trước xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp Sư Huynh. Một bên Lâm Trung Hổ còn lại là vẫn thận trọng nhìn Diệp Thần Phong, hai ánh mắt hình như là tại đề phòng tiểu thâu độc nhất vô nhị. Diệp thần phong ý vị sâu xa cười nói, các người biết ta là làm nghề gì không? Các người tự xác định như vậy muốn theo ta lăn lộn. Theo ngươi, thực lực của chúng ta có thể biến được cường hãn hơn, đây là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Bốn người trả lời cực kỳ nhất trí. Nếu như ta là lăn lộn thế lực dưới đất, các người còn muốn theo ta không? Kỳ thực ta là thiên hải một cái thế lực dưới đất bang hội hội trưởng, các người cũng đều là quân nhân, nếu như theo ta, cuộc sống của các ngươi sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất các ngươi có thể tiếp thu như vậy chuyển biến sao diệp thần phong lạnh nhạt nói lâm trung hổ kinh ngạc nhìn diệp thần phong kinh ngạc hỏi thần phong người chừng nào thì bản thân làm cho khởi bang hội tới người bang hội tên gọi cái gì tại thiên hải nên có điểm nhũ danh khí đi diệp thần phong điểm gật đầu hồi đáp còn được đi ta sáng lập bang hội là thắng thiên hội thắng thiên hội Lâm Trung Hổ thần tình lại một lần nữa trong nháy mắt ngốc trệ, tuy rằng hắn vẫn ngây ngô tại cường binh huấn luyện doanh trong, thế nhưng thiên hải chuyện đã xảy ra hắn là có nghe thấy, nhất là thắng Thiên hội cái này vừa thống nhất toàn bộ thiên hải thế lực dưới đất bang hội. Rất rõ ràng Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An đồng dạng nghe nói qua thắng Thiên hội, trong lúc nhất thời bốn người trên mặt biểu tình biến được vô cùng đặc sắc. Diệp sư huynh người nói bây giờ thống nhất thiên hải thế lực dưới đất thắng thiên hội là ngươi sáng lập hàn vĩ chút nào không có cách gì che giấu nội tâm kích động diệp sư huynh người thật là thần tượng của ta a à. thảo nào thắng thiên hội có thể thống nhất nguyên bản thập phần lộn xộn thiên hải thế lực dưới đất phương huy thần thái sáng láng nhìn chằm chằm diệp thần phong nhượng diệp thần phong trong lòng cảm giác một trận sợ hãi ta đối diệp sư huynh người thật là tâm phục khẩu phục ta nhậm hồng đời này không có bội phục qua người nào hôm nay là thật bị diệp sư huynh cấp thuyết phục a à. nhậm hồng phát ra từ nội tâm cảm thán nói thắng thiên hội tại thiên hải thuộc về là một cái kiểu mới bang hội diệp sư huynh ngươi có thể nhượng thắng thiên hội tại trong thời gian ngắn ngủi tại thiên hải quật khởi thậm chí thống nhất toàn bộ thiên hải thế lực dưới đất sợ rằng ngoại trừ diệp sư huynh ngươi cái này trên thế giới không có người có thể làm được biến thái như vậy sự tình đi viên an tràn ngập cơ chí con ngươi mang theo nồng đậm hứng thú Hàn Vĩ bọn bốn người biểu tình sôi nổi rơi vào rồi Diệp Thần Phong trong mắt của, lẽ nào các người hiện tại còn muốn theo ta không? Theo ta, các người nhất định phải muốn gia nhập thắng thiên hội, thiên hải chỉ là thắng thiên hội bước ra đi bước đầu tiên mà thôi, tương lai thắng thiên hội muốn thống nhất toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới thế lực dưới đất, cho nên các người còn là ngoan ngoãn lưu tại phi dược bộ đội huấn luyện đi. Diệp Thần Phong nói chưa dứt lời, vừa nói Hàn Vĩ bốn người bọn họ trong lòng tức khắc nhiệt huyết dâng trào, thanh niên nhân có người nào không muốn làm một phen đại sự nghiệp. Diệp thần phong chiêu này là lạt mềm buộc chặt, hắn đối hàn vĩ bọn họ bốn người này rất có hảo cảm, dù sao hiện tại thuộc hạ đang thiếu có thể dùng nhân tài, ngày hôm nay lâm trung hổ góc tường hắn là đào định rồi. Diệp sư huynh, ta nguyện ý theo ngươi gia nhập vào thắng thiên hội, còn thỉnh diệp sư huynh ngươi đồng ý. Hàn vĩ thở hồn hển, xem ra hắn trong lòng thật là kích động vạn phần. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần diệp sư huynh không ngại ta ta phương huy cũng nguyện ý gia nhập vào thắng thiên hội phương huy sắc mặt đỏ lên nói rằng diệp sư huynh ta tự không nói thêm cái gì ngươi thật là thần tượng của ta a à. bất luận kẻ nào cùng ngươi so sánh liền lông hút cũng không tính nhậm hồng lòng tràn đầy mong đợi nói rằng ta tuyệt đối có thể giúp được diệp sư huynh ngươi chiếu cố ta cũng rất chờ mong nhìn đến thắng thiên hội leo lên đỉnh cao ngày nào đó viên an xứng đáng là cơ chí hình nhân tài nói tới nói lui cũng cùng ba người kia bất đồng. Ta có thể cho các ngươi một cái theo ta cơ hội, ta hai ngày này hội lưu tại cường binh huấn luyện doanh, nếu như bốn người các ngươi có thể tại trong vòng hai ngày, đơn đả độc đấu đánh thắng lâm huấn luyện viên lời nói, ta tự đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Mặc dù nói Diệp Thần Phong trong lòng đã quyết định muốn nhượng hàn vĩ bốn người bọn họ theo hắn, thế nhưng hắn muốn nhìn một chút hàn vĩ bốn người bọn họ tiềm lực làm sao. Người chỉ có tại bức thiết mong muốn hạ tài năng đủ kích thích ra tiềm năng, nếu bốn người bọn họ nghĩ như vậy phải ly khai phi dược bộ đội, như vậy khẳng định có thể kích thích ra bốn người bọn họ trong thân thể tiềm năng. Hai ngày sau trong cuộc sống, Lâm Trung Hổ biến được đặc biệt bi thúc, mỗi ngày nhận lấy Hàn Vĩ bốn người bọn họ thay phiên khiêu chiến, với lại Hàn Vĩ công kích của bọn họ rõ ràng muốn so dĩ vãng sắc bén nhiều, có đôi khi một cái không lưu ý Lâm Trung Hổ liền gặp nhiều thua thiệt trong lòng đối Diệp Thần Phong là oán hận không ngớt, bất quá chỉ cần thẳng hai ngày nữa, không cho Hàn Vĩ bọn họ đánh bại, như vậy Hàn Vĩ bốn người bọn họ tựu sẽ không theo Diệp Thần Phong ly khai, nghĩ đến cái này một điểm thời gian Lâm Trung Hổ trong lòng mới có thể biến thật tốt thụ một ít. Không biết bất kể cuối cùng kết quả làm sao, Diệp Thần Phong cũng sẽ mang theo Hàn Vĩ bốn người bọn họ rời đi, nếu để cho Lâm Trung Hổ đã biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, thật không biết hắn có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết chương 322, có vẻ như thẳng như bê. Xác định đầu phiếu. Hai ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, ngày hôm nay cũng là Diệp Đông Kiện ly khai cường binh huấn luyện doanh trở lại kinh thành cuộc sống. Trong sân huấn luyện, Lâm Trung Hổ hai ngày này vẫn nhận lấy hàn vĩ bốn người bọn họ thay phiên khiêu chiến, thân thể mỗi cái các đốt ngón tay đau nhức không gì sánh được, xoay xoay thắt lưng, cổ họng trong phát sinh một tiếng sảng khoái thanh âm, nói rằng, Đông Kiện, người cái này làm thiếp thúc có thể thật tốt quản giáo thần phong tiểu tử kia, nhìn hắn ra cái gì siêu chủ ý. Bất quá, hàn vĩ bốn người bọn họ đơn đả độc đấu đừng hòng muốn thắng ta, bọn họ là không thể có thể theo thần phong ly khai phi dược bộ đội. Diệp Đông Kiện thập phần lý giải Diệp thần phong đứa cháu này, hắn tổng cảm giác lâm trung hổ cuối cùng nhất định hội đặc biệt buồn bực, cái này thuần túy chỉ là một loại trực giác mà thôi, mở miệng nói rằng, trung hổ, người có thể không nên cao hứng quá sớm, Nói không chừng đến cuối cùng thần phong hội cấp một mình ngươi hết ý kinh nghỉ ni. Trên bầu trời Thái Dương dần dần tây hạ, ban ngày nóng rực nhiệt độ từ từ rút đi, Diệp Đông Kiện đặt là muộn lên phi cơ phiếu, cách đó không xa hàn vĩ. Phương Huy, nhậm hồng cùng Viên An lần thứ hai hướng Lâm Trung Hổ đã đi tới. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng tới khiêu chiến Lâm Trung Hổ. Qua ngày hôm nay Diệp thần phong cũng phải ly khai cường binh huấn luyện doanh. Diệp Thần Phong ngồi trồm hổm ở cách Lâm Trung Hổ cùng Diệp Đông Kiện cách đó không xa trên mặt đất, híp mắt nhìn Hàn Vĩ bốn người bọn họ, căn cứ hai ngày này quan sát, Diệp Thần Phong có thể khẳng định Hàn Vĩ bọn họ tiềm lực là khá vô cùng, nếu như Diệp Thần Phong thân thủ bồi dưỡng bọn họ lời nói, bọn họ tương lai tuyệt đối sẽ trở thành thực lực cường hãn cấp chiến tướng nhân vật. Lâm huấn luyện viên, động thủ đi, Hàn Vĩ ngôn ngữ hết sức đơn giản, dẫn đầu bước ra một bước hướng Lâm Trung Hổ phát khởi khiêu chiến. Bất quá, Lâm Trung Hổ thực lực rõ ràng muốn so hàn vĩ bọn họ mạnh hơn không ít. Thì là hàn vĩ bọn họ tiềm năng bị kích phát ra một bộ phận, ngắn ngủi hai ngày thời gian cũng không thể có thể đơn đả độc đấu chiến thắng Lâm Trung Hổ. Hàn vĩ đang cùng Lâm Trung Hổ qua 30 chiêu sau. Liên bại hạ trận tới, Phương Huy đang cùng Lâm Trung Hổ qua 35 chiêu sau, cũng bại hạ trận tới, Nhậm Hồng đang cùng Lâm Trung Hổ qua 40 chiêu sau, cũng bước lên Hàn Vĩ cùng Phương Huy theo gót đi ngang qua một phen xa luân chiến sau, Lâm Trung Hổ lực lượng trong cơ thể tiêu hao phi khoái, đang cùng Viên An đối chiến thời gian, thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn, hoàn hảo cuối cùng đúng lúc ổn định, tại 50 chiêu thời gian tướng Viên An cấp đánh bại. Bất quá, Lâm Trung Hổ mắt phải bị Viên An đánh một quyền, một vòng xanh tím sắc ứ tổn thương nhìn qua hết sức buồn cười. Lâm Trung Hổ trong lòng phiền muộn vạn phần, phẫn nộ nhiên mở miệng nói tốt, hai ngày thời gian các ngươi không có có thể đánh bại ta, sau đó các người bốn người còn là an tâm lưu tại phi dược bộ đội huấn luyện đi tại mặt trời chiều làm nổi bật hạ hàn vĩ phương huy nhậm hồng cùng viên an khuôn mặt đều lộ vẻ thất lạc thần sắc nắm tay sôi nổi nắm chặt trong lòng tràn đầy không cam lòng bọn họ thật đặc biệt khát vọng theo diệp thần phong ly khai phi dược bộ đội sau đó đi làm một phen nam nhân nên làm sự nghiệp ngồi trồm hổm ở cách đó không xa diệp thần phong từ trên mặt đất đứng lên sân vắng như bước đi tới Hàn Vĩ trước mặt bọn họ. Nói rằng, sau đó các ngươi không nên gọi Diệp Sư Huynh, các ngươi có thể gọi Lão Đại ta. Diệp Thần Phong thình lình xảy ra lời nói, những người ở chỗ này có chút không nghĩ ra, còn là tương đối cơ chí viên an phản ứng đầu tiên qua đây, Lão Đại. Sau đó hướng về phía bên cạnh Hàn Vĩ đám người nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lão Đại nguyện ý nhượng chúng ta theo hắn, Nguyên bản thất lạc không gì sánh được hàn vĩ đám người ở viên an nhắc nhở hạ, cái này mới phản ứng lại. Thanh âm to hô đạo, lão đại. Một màn này nhượng lâm trung hồ tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ phun huyết, hỏi thần phong. Người cái này là hội có ý tứ, người không thể đủ không tuân thủ hứa hẹn a. À. Hàn vĩ bọn họ có thể không có ở trong vòng hai ngày đánh thắng ta. Lâm huấn luyện viên, lần này xin lỗi ngươi, cái này góc tường ta diệp thần phong là đào định rồi, thật sự là ta hiện tại thiếu khuyết có thể dùng người, người cũng phải hiểu ta a. À. Ta có thể không có buộc bốn người bọn họ theo ta ly khai, hết thảy đều là tự nguyện. Tiểu thúc, tối hôm nay ta sẽ không tiến người đi sân bay, qua một đoạn thời gian nữa ta cũng có thể hội trở lại kinh thành. Nói xong, Diệp Thần Phong liền trực tiếp hướng tới cường binh huấn luyện doanh bên ngoài đi. Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An lập tức thí điên thí điên đi theo Diệp Thần Phong nhịp bước cổ họng trong hưng phấn dị thường hô đạo, lão đại, người chờ chúng ta một chút, người chờ chúng ta một chút. Trong sân huấn luyện, Lâm Trung Hổ hai mắt trừng to đại, cảm thụ được mắt phải thượng đau đớn, mắng thần phong tiểu tử này đều không phải ý định đùa giỡn ta đó sao. Nếu như hắn đã sớm nhất định phải mang theo hàn vĩ bốn người bọn họ ly khai, còn chơi cái này nhất ra làm gì? Hồi tưởng lại hai ngày này luân phiên bị hàn vĩ bọn họ khiêu chiến thống khổ, Lâm Trung Hổ ngực tựu chắn được khó chịu, Diệp Đông Kiện nhìn Diệp Thần Phong từ từ đi xa hình bóng, vỗ vỗ lâm Trung Hổ vai, nói rằng, Trung Hổ, ta muốn Thần Phong hiện bên người thật là thiếu khuyết có thể dùng người, chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đi, theo ta đi uống vài chén, đợi một lát ta sẽ phải rời khỏi thiên hải. Theo Diệp Đông Kiện ly khai thiên hải, Diệp Thần Phong cũng an bài hàn vĩ bốn người bọn họ ra nhập thắng thiên hội, cuộc sống nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, hai tháng lại đã qua. Tại hai tháng này trong thắng thiên hội tại thiên hải thế lực là càng tới càng vững chắc, Diệp Thần Phong cũng đang suy nghĩ cái gì không sai biệt lắm có thể cho thắng thiên hội thế lực ra bên ngoài phát triển, mà hắn qua một đoạn thời gian nữa cũng muốn trở lại kinh thành, thắng thiên hội mở rộng đến kinh thành thế lực, hắn dự định bản thân tự mình phụ trách, dù sao kinh thành thủy tương đối sâu, muốn nhượng thắng thiên hội thống nhất kinh thành thế lực dưới đất có thể điều không phải người bình thường có thể làm được. Trung tuần tháng 6, ánh dương quang đã là đặc biệt gay độc, toàn quốc thi vào trường cao đẳng cũng vừa vừa kết thúc không bao lâu, xa tại kinh thành võ kiệt tại thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, lập tức mua vé máy bay đuổi tới Thiên Hải. Bây giờ ở trong lòng hắn mặt tỷ phu của hắn Diệp Thần Phong chiếm vô cùng trọng yếu địa vị, có thể nói võ kiệt sùng bái Diệp Thần Phong là sùng bái đến thức chất bên trong đi, cho nên hắn mới lựa chọn như thế hứng thú vội vã đuổi tới thiên hải. Cùng võ kiệt bình thường đi gần vô cùng vài cái bạn tốt, cũng theo võ kiệt cùng đi thiên hải, dù sao thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc cũng không có việc gì làm, bọn họ những. Này bình thường ăn no không có chuyện gì công tử tiểu thư, coi như làm là tới thiên hải du lịch. Nhất giá từ kinh thành bay đi thiên hải trên phi cơ, coi là võ kiệt, lần này tới thiên hải tổng cộng có 5 người. 4 nam nhất nữ, một gã lớn lên thập phần hèn mọn nam sinh là Trần Văn Xuyên, một gã mang nhất cặp mắt kiếng nam sinh là Trịnh Đình, một gã khác tướng mạo có chút đẹp trai. Khuôn mặt mơ hồ có chút cao ngạo nam sinh tên là Vương Diệp, bốn gã trong nam sinh còn lại tên nam sinh liền là Võ Kiệt. Lần này trong năm người duy nhất nhất tên nữ sinh tên là Dương Tiểu Ninh, mặc cả người trắng sắc váy liền áo, ngũ quan hết sức tinh xảo, thành cái khả ái búp bê thông thường, ngoại trừ Võ Kiệt bên ngoài, cái khác ba cái nam sinh đều ở đây thỉnh thoảng lấy lòng Dương Tiểu Ninh, nhìn ra được cái này ba cái nam sinh đối Dương Tiểu Ninh có hảo cảm. Lần trước tại kinh thành Tây Hải ngạn hội sở, Võ Kiệt cùng người khác phát sinh xung đột, cuối cùng là Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đúng lúc chạy tới, mới không có nhượng Võ Kiệt thua thiệt, lần kia Trần Văn Xuyên, Trịnh Đình, Vương Diệp cùng Dương Tiểu Ninh cũng đều ở đây trường, lúc đó đều bị Diệp Thần Phong biểu hiện ra cường hán cấp kinh sợ đến, nguyên bản bọn họ đều cho rằng Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái được kinh hoàng chứng kẻ ngu si mà thôi, từ lần kia sau đó, bọn họ đối Diệp Thần Phong cái này kinh thành người người trong miệng trò cười là rất là đổi mới. Võ Kiệt, tỷ phu ngươi tại Thiên Hải là làm cái gì? Thiên Hải có thể không bằng kinh thành, vẫn có thể cầm suốt thân phần tới dọa dọa người, bất quá, ta tại Thiên Hải vừa vặn có người quen, các ngươi có biết hay không gần nhất Thiên Hải thế lực dưới đất bị thắng thiên hội cấp thống nhất. Ta một cái biểu ca tại thắng thiên hội chung có nhất định địa vị, ta đã liên lạc với hắn, đến lúc đó hắn hội giúp chúng ta an bài hành trình. Tướng mạo đẹp trai, từ đầu đến cuối có chút cao ngạo Vương Diệp mở miệng nói rằng. Vương Diệp, vậy lần này chúng ta thiên hải hành trình, cũng đều phải nhờ vào ngươi, chiếu ngươi nói như vậy, người vị kia biểu ca tại thiên hải có vẻ như còn thẳng như bê mà. Mang kính mắt Trịnh Đình nói rằng, Trịnh Đình, cái gì gọi là có vẻ như thẳng như bê? Phải là rất như bê, Vương Diệp nhíu mày một cái cải chính nói. Phó Kiệt đối với Vương Diệp nói khoác cũng không ghét, bởi vì hắn đặc biệt rõ ràng Vương Diệp chính là người như vậy, đương nhiên võ kiệt còn không biết thống nhất thiên hải thế lực dưới đất thắng thiên hội chính là hắn tỷ phu diệp thần phong sáng lập. Vương Diệp, người còn là thiếu khoác lác, chờ ngươi nhượng chúng ta thật thấy được ngươi vị kia biểu ca nghiêu bê sau đó rồi hãy nói. Dương Tiểu Ninh gỡ gỡ bên tai sợi tóc, khẽ cười nói. chương 323, đưa đến ta ghế lô đi. Xác định đầu phiếu. Thiên hải sân bay. Phó Kiệt tại tới Thiên Hải trước trước đó gọi một cú điện thoại cho Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đã biết Phó Kiệt bọn họ đại khái đạt được Thiên Hải thời gian sau, liền tới đến Thiên Hải sân bay đợi. Phó Kiệt tiểu tử này tại trong điện thoại là tỷ phu, tỷ phu làm cho vô cùng nhiệt tình, có thể dùng Diệp Thần Phong không tự mình đến một chuyến Thiên Hải sân bay đón hắn đều có chút ngượng ngùng. Tỷ phu, chúng ta tại ở đây, chúng ta tại ở đây. Phó Kiệt khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau, nguyên vốn không phải rất tăng vọt tâm tình, tức khắc tăng vọt lên, hào hứng chạy chậm đến Diệp Thần Phong trước mặt. Trần Văn Xuyên, Trịnh Đình, Vương Diệp cùng Dương Tiểu Ninh theo sau võ kiệt đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, Diệp Thần Phong như thế nào đi nữa nói cũng là kinh thành Diệp ra đại thiếu, huống chi lần trước tại kinh thành bọn họ đều thấy được Diệp Thần Phong thân thủ, nên cũng không dám đối Diệp Thần Phong quá mức khinh thị. Diệp Thần Phong hôm nay mặc nhất áo sơ mi trắng, nửa người dưới ăn mặc nhất điều quần thường, đường viền rõ ràng khuôn mặt có vẻ thập phần đẹp trai, phảng phất là từ chuyện cổ tích trong đi ra bạch mã vương tử thông thường. Dương Tiểu Ninh đôi má hơi phiếm hồng, Diệp Thần Phong đẹp trai cùng với trên người tán phát thành thục nam nhân vị đạo tức khắc hấp dẫn nàng, nếu như nói Diệp Thần Phong là thành thục nam nhân lời nói, Trần Văn Xuyên, Vương Diệp đám người hoàn toàn là tiểu hài tử xấu xa, đối với ngây ngô thiếu nữ đương nhiên là đối thành thục nam nhân càng hứng thú, huống chi trước mặt cái này thành thục nam nhân dáng dấp xoái rơi cha thần phong ca ca, lần này chúng ta theo võ kiệt tới thiên hải chơi vài ngày, thật là làm phiền ngươi. Dương Tiểu Ninh thẹn thùng xả váy liền áo một góc nói rằng. Dương Tiểu Ninh cử động nhường võ kiệt đám người là mở rộng tầm mắt, nhất là đối Dương Tiểu Ninh có ý tứ Trần Văn Xuyên, Trịnh Đình cùng Vương Diệp. Đừng xem Dương Tiểu Ninh lớn lên giống cái khả ái búp bê, phải biết rằng tại bọn họ trong cái vòng này Dương Tiểu Ninh tính tình là nổi danh mạnh mẽ, bọn họ nơi nào thấy qua Dương Tiểu Ninh cái này phó nũng nịu dáng dấp trong lòng bình giấm chua tức khắc đổ. Audio điện tử võ tấn bền Tại Vương Diệp đi đầu hạ, bọn họ cái này ba cái nam sinh chỉ là không mặn không nhạt xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng Diệp Thiếu, Diệp Thần Phong cũng không có cần phải cùng những. Này tiểu hài tử xấu xa không chấp nhặt võ kiệt cảm nhận được Vương Diệp đám người bất thiện thái độ sau, trên mặt biểu tình lạnh vài phần, bất quá cũng không có trở mặt tại chỗ. Diệp Thiếu, không biết ngươi có nghe nói hay không qua thắng thiên hội ni. Thắng thiên hội tại gần nhất thế nhưng thống nhất thiên hải thế lực dưới đất, ta một cái biểu ca vừa lúc ở thắng thiên hội chung có nhất định địa vị. Hắn vậy cũng lập tức sẽ tới đây, hôm nay hành trình ta cái kia biểu ca đã giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi, diệp hiếu không bằng cùng chúng ta cùng đi vui đùa một chút đi. Ta cũng vừa vặn đem ta vị kia biểu ca giới thiệu cho ngươi nhận thức, nói không chừng sau đó tại thiên hải vẫn có thể đến giúp diệp thiếu ngươi chiếu cố ni. Vương Diệp giọng nói chuyện chung mang theo nhàn nhạt cao ngạo, hắn truy cầu Dương Tiểu Ninh có đủ hai năm, mà Dương Tiểu Ninh chưa từng có ở trước mặt hắn biểu hiện ra tiểu nữ sinh tư thái tới, nhất thời trong lòng không thăng bằng. Vương Diệp hoàn khố tử đệ tính tình tựu lên đây, trong đầu đã đã quên đã từng Diệp thần phong bày ra thân thủ. Dương Tiểu Ninh mày liếu hơi nhíu nhíu, Phó Kiệt vừa định muốn mở miệng quát lớn đã bị Diệp thần phong cấp kéo lại, mà Trần Văn Xuyên cùng Trịnh Đình đồng dạng đối Dương Tiểu Ninh có ý tứ cái này thời gian bọn họ đương nhiên là yên lặng lựa chọn đứng tại Vương Diệp bên này. Thắng thiên hội ta đảo cũng đã nghe nói qua, nếu biểu ca ngươi đã tại tới rồi, như vậy hôm nay hành trình để biểu ca ngươi an bài đi. Diệp thần phong đảo muốn nhìn Vương Diệp biểu ca là người ra sao cũng. Thắng thiên hội trung thành viên trung tâm hắn đều cũng có một ít ấn tượng. Diệp thần phong đám người ở thiên hải ngoài phi trường đợi không bao lâu, một chiếc hắc sắc thương vụ xe đình tại Diệp thần phong trước mặt bọn họ, bước xuống xe một gã 25-26 tuổi thanh niên, thanh niên giữ lại ngay tóc dài, mặc trên người hắc sắc bóp ra khắc, tháng 6 phần thiên hải nhiệt độ không khí đã là đặc biệt cao, lẽ nào thanh niên này một điểm đều không chê nhiệt sao? Cái này trang B cũng trang quá ngu bê đi. Diệp thần phong khi nhìn rõ sở thanh niên tướng mạo sau. liền không còn có hứng thú, hắn đối diện trước người thanh niên này một chút ấn tượng cũng không có, có thể nghĩ thanh niên tại Thắng Thiên hội trong căn bản không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Thanh niên lắc lắc đầu vai tóc dài, nói rằng, ta là Tôn Diệu, là Vương Diệp biểu ca, lần này các ngươi tới Thiên Hải tất cả phí dụng toàn bộ ta bao, ta Tôn Diệu tại Thiên Hải vẫn còn có chút năng lượng. Tại Thiên Hải gặp phải chuyện gì cứ việc cùng ta mở miệng. Vương Diệp vội vã đi lên hai bước, hỏi, Diệu ca, ngày hôm nay ngươi cho chúng ta an bài tiết mục gì? Tôn Diệu cực kỳ tự ngạo nói rằng, sau đó ta mang bọn ngươi đi trí tôn ngu nhạc thành vui đùa một chút, trí tôn ngu nhạc thành bây giờ là chúng ta thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp. Cũng là ta phụ trách quản lý địa phương. Trí tôn ngu nhạc thành tại thiên hải thuộc về nhất lưu chỗ ăn chơi, vốn là hổ khiếu hội danh hạ sản nghiệp, tại hổ khiếu hội bị thắng thiên hội chiếm đoạt sau đó, cái này trí tôn ngu nhạc thành tự nhiên mà vậy trở thành thắng thiên hội. Trí tôn ngu nhạc thành một gian trong bao xương sang trọng, vương diệp, Trần Văn Xuyên cùng Trịnh Đình phía sau tiếp trước đốt hát, Phó Kiệt cùng Dương Tiểu Ninh ngồi ở Diệp Thần Phong hai bên, Vương Diệp biểu ca tôn diệu ngồi ở Diệp Thần Phong đối diện. Huynh đệ, người nếu là ta biểu đệ bằng hữu tỷ phu, như vậy sau đó người ở đây thiên hải gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể tới tìm ta tôn diệu, ta cam đoan giúp người xử lý thỏa đáng. Tôn diệu dường như một cái đại nhân vật thông thường khẩu suất cuồng ngôn, nếu là cho hắn biết ngồi đối diện hắn Diệp Thần Phong là thắng thiên hội hội trưởng, thật không biết hắn có thể hay không bị sợ đến đại tiểu tiện không khống chế ni. Phó Kiệt chân mày là nhíu càng ngày càng gấp, biết sớm như vậy, hắn trước đây tuyệt đối sẽ không đồng ý nhượng vương diệp bọn họ theo cùng đi, trước mặt cái này giữ lại tóc dài ngu ngốc, có tư cách gì đối tỷ phu của hắn dùng loại giọng nói này nói. Hắn biết tỷ phu của hắn một đầu ngón tay là có thể nghiền mì chưa lên men trước cái này buồn nôn người. Diệp thần phong trái lại không thèm để ý chút nào, đối bên cạnh Dương Tiểu Ninh hỏi, Tiểu Ninh, người tại sao không đi hát? Dương Tiểu Ninh lắc đầu, thẹn thùng nói rằng, thần phong ca ca, ta hát không dễ nghe, nếu không ngươi hát một bài ca cho ta nghe nghe đi. Đang nói ra những lời này sau, Dương Tiểu Ninh mới phát giác được có chút không thích hợp, dù sao nàng và Diệp thần phong căn bản tựu chưa quen thuộc nghi. Trong lúc nhất thời rất là quẫn bách, Tôn Diệu gặp Diệp thần phong căn bản cũng không có để ý tới hắn, nụ cười trên mặt cùng tự ngạo tiêu thất, giữa lúc hắn chuẩn bị nói hai câu thời gian, cửa bao xương bị đẩy ra, một gã lưng hùm vai gấu, chừng 40 tuổi nam nhân đi đến, tại tôn diệu nhìn đến tên nam tử này người sau, liền không còn có không đi bận tâm diệp thần phong, vội vã hoảng hốt đứng lên, hô một tiếng, báo ca tốt. Tên này lưng hùm vai gấu nam nhân tên là Hắc Báo, kỳ thực Hắc Báo mới là trí tôn ngu nhạc thành người phụ trách, mà cái này vương diệp biểu ca tôn diệu chỉ là Hắc Báo thuộc hạ một gã côn đồ mà thôi. Diệp thần phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt tôn diệu trong miệng báo ca, đối cái này cái gọi là báo ca vẫn là không có một chút ấn tượng, xem ra bất kể cái này tôn diệu còn là hắc báo cũng chỉ là thắng thiên hội ngoại vi nhân vật mà thôi. Hắc báo tại ghế lô trong quét mắt một vòng, khi nhìn đến lớn lên giống búp bê dương tiểu ninh sau, trong con người phóng xuất ra một chút cũng không có pháp che giấu tham lam, sau đó vỗ vỗ tôn diệu vai, hỏi, diệu tử, nơi này đều là bằng hữu của ngươi sao? Tôn Diệu liền vội vàng gật đầu hồi đáp, báo ca, ngày hôm nay ta kinh thành biểu đệ tới thiên hải chơi, những thứ này đều là ta biểu đệ bằng hữu. Kỳ thực cái này Tôn Diệu cùng Vương Diệp xem như là họ hàng xa, Tôn Diệu biết Vương ra tại kinh thành có điểm thế lực, cho nên mới vẫn cùng Vương Diệp vẫn duy trì liên lạc, lần này nghe nói Vương Diệp muốn tới thiên hải. Tôn Diệu liền lập tức mở miệng đem chuyện này cấp thừa bao xuống. Ghế lô trong người nhìn đến đối hắc báo cúi đầu khom lưng Tôn Diệu, trên mặt biểu tình các không có cùng, Vương Diệp sắc mặt còn lại là biến được có chút khó coi, hắn biểu ca tôn diệu điều không phải tại thắng thiên hội chung rất có địa vị sao. Thế nào tùy tiện đi tới một người, sẽ lệnh hắn biểu ca cúi đầu khom lưng. Phó Kiệt khuôn mặt tràn đầy nồng đậm chẳng đáng, hắn đã sớm nhìn ra cái này tôn diệu nhiều lắm chỉ là cái ma cà cá bông mà thôi. Dương Tiểu Ninh cảm nhận được hắc báo ánh mắt tham lam, thân thể không tự chủ được hướng tới Diệp Thần Phong bên người lại gần dựa vào, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cái này hắc báo tuyệt đối điều không phải đồ tốt. Quả nhiên, hắc báo mở miệng lần nữa, ngón tay chỉ vào Dương Tiểu Ninh, khóe miệng ngăn cùng nhau dáng tươi cười, nói rằng, diệu tử, cô nàng này ngươi cấp ta đưa đến ta ghế lô đi, ngày hôm nay nơi này tất cả phí dụng ta cho các ngươi toàn miễn, ta muốn các ngươi sẽ không có ý kiến chứ. chương 324, nhiều người thì ngon sao. Xác định đầu phiếu, không có ý kiến. Vương Diệp, Trần Văn Xuyên cùng Trịnh Đình cái này ba cái thích Dương Tiểu Ninh Nam sinh ý kiến cũng lớn, Diệp Thần Phong vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, Võ Kiệt tâm tình đồng dạng biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, bởi vì hắn biết chỉ cần tỷ phu của hắn Diệp Thần Phong tại ở đây, Dương Tiểu Ninh tự tuyệt đối không có chuyện gì. Báo ca, ngài xem chuyện này ngài không thể cấp ta một cái thể diện. Ta biểu đệ ra tại kinh thành có chút thế lực, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà. Tôn Diệu cúi đầu nơm nớp lo sợ nói rằng. Đi con mẹ ngươi, ngươi Tôn Diệu có cái dám thể diện. Muốn ta hắc báo cho ngươi thể diện, ngươi ngày hôm nay đều không phải uống lộn thuốc chứ. Còn có nơi này là thiên hải, cũng không là kinh thành, bây giờ thắng thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất. Ta hắc báo giàu gì cũng là trí tôn ngu nhạc thành người phụ trách, bây giờ đi tới trí tôn ngu nhạc thành có ai không để cho ta hắc báo thể diện. Ngươi chẳng qua là ta hắc báo một tiểu đệ mà thôi, người có cái dám tư cách nói với ta những lời này. Hắc báo trực tiếp một cước tướng tôn diệu đạp trở mình ở trên mặt đất, một đôi hung ác con người tại ghế lô trong đảo qua, quát dẹp đường, các ngươi thức thời để cô nàng này bồi báo ca ta nhạc A nhạc A. Ngày hôm nay chuyện này ta có thể không cùng các ngươi tính toán, tự coi như các ngươi không đồng ý, các ngươi cho rằng đi tới ta hắc báo trên địa bàn, vi phạm ý của ta, các ngươi vẫn có thể hoàn hảo vô khuyết đi ra ngoài sao. Diệp thần phong chân mày không tự chủ nhíu nhíu, xem ra thắng thiên hội phát triển quá nhanh, tổng hội xuất hiện một ít tệ đoan, theo diệp thần phong hắc báo như vậy rác rưởi căn bản không có tư cách quản lý trí tôn ngu nhạc thành, thắng thiên hội nhất định phải tiến hành một lần đại thanh lý mới được, tượng hắc báo người như vậy nên toàn bộ muốn đá ra thắng thiên hội. Dương Tiểu Ninh nhìn người gây sự hắc báo, thực chất bên trong mạnh mẽ kình toàn bộ bộc phát ra. Hướng về phía hắc báo quát dẹp đường, người biết ta là ai không? Bản tiểu thư điều không phải ngươi loại phế vật này có thể đụng. Dương gia tại kinh thành quân khu chung có một chút thế lực, Dương Tiểu Ninh từ nhỏ ngay quân khu trong viện lớn lên, lâu ngày trên người tự nhiên mà vậy bồi dưỡng được cái này cổ mạnh mẽ tính tình. Ha 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 hắc báo cất tiếng cười to lên, không nghĩ tới còn là một có tính cách cô nàng. Ta hắc báo thích nhất. Vương Diệp thật sự là nhìn không được, vốn cho là hắn biểu ca tại thắng thiên hội chung có lợi hại dường nào ni. Đến bây giờ mới biết hắn biểu ca tôn diệu chỉ là của người khác một tiểu đệ mà thôi, Vương Diệp mặt triệt để vứt xuống Tây Bá Lợi Á đi. Bị hắc báo một cước đạp trở mình trên mặt đất tôn diệu, nhìn đến Vương Diệp nóng lòng muốn thử dáng dấp, té từ dưới đất đứng lên, kéo lại Vương Diệp tay cánh tay, nói rằng tiểu diệp, người có thể nhìn vạn không nên vọng động. Báo ca thế nhưng trí tôn ngu nhạc thành người phụ trách, nếu như ngươi nhà hắn không vui, coi như là biểu ca ta cũng không giúp được ngươi. Tôn Diệu cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn thay đổi một người, nếu như nói mới vừa rồi là lời của gia gia như vậy hắn hiện tại triệt để biến thành tôn tử hơn nữa còn là đặc biệt biệt khuất tôn tử tôn diệu người cút ngay cho ta còn nói mình tại thắng thiên hội chung có bao nhiêu cao địa vị ni nguyên lai người cũng chẳng qua là một con chó mà thôi vương diệp trong lòng nộ giận không chỗ phát tiết tại người mình thích trước mặt mất mặt hắn hận không thể đem trước mặt tôn diệu bảo đánh một trận nghe được vương diệp mắng hắn là cẩu Tôn diệu sắc mặt đổi đổi, buông lỏng ra vương diệp tay cánh tay, lạnh giọng nói rằng, vương diệp, nếu ngươi nhìn như vậy không khởi ta, như vậy sự tình hôm nay ta bất kể, báo cam muốn xử trí như thế nào các ngươi, tự xử trí như thế nào các ngươi. Tôn diệu cùng vương diệp quan hệ vốn là không sâu, trước tôn diệu nguyên do vẫn cùng vương diệp vẫn duy trì liên hệ, hắn là nhìn có thể không thể đủ dựa vào vương diệp quan hệ đi kinh thành phát triển, bây giờ nếu ra mặt đều xé rách như vậy tôn diệu cũng không kịp nhiều như vậy, chính như hắc báo mới vừa nói giống nhau, nơi này là thiên hải, cũng không là kinh thành, thì là vương ra tại kinh thành có thế lực thì tính sao? Tốt ngươi cái tôn diệu, ta vương diệp cùng ngươi không để yên. Ba, nhất thanh thúy hưởng, vương diệp vừa dứt lời, tôn diệu trực tiếp phiến đối phương một bà tai, quát dẹp đường, vương diệp, các ngươi hay nhất lập tức đem cô nàng kia trái lại đưa đến báo ca trong phòng, sau đó hướng báo ca quỷ xuống xin lỗi. Bằng không ngày hôm nay có các người khỏe chịu. Hỗn đàn, Vương Diệp thế nào cũng không nghĩ ra Tôn Diệu lại đột nhiên phiến hắn bà tai. Lập tức đối Tôn Diệu động khởi song xuôi tới, một bên Trần Văn Xuyên cùng Trịnh Đình cũng gia nhập vào tranh đấu chung. Ngoài cửa tức khắc lại vào ba gã thân thể to tráng hán tử, tại hắc báo dưới chỉ thị, ba gã hán tử ngắn ngủi một hồi công phu đã đem Vương Diệp đẳng ba cái nam sinh đánh nằm trên đất. Khuôn mặt bị Vương Diệp bọn họ đánh hai quyền Tôn Diệu khó chịu hướng chấm đất thượng ói ra miệng nước bọt phi, vương diệp, người đều không cho là cái này biểu ca, tụ không nên trách ta không khách khí. Bang 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 bang, tôn diệu nhấc chân liên tục đá vào vương diệp, trịnh đình cùng Trần Văn Xuyên trên người, đau đến cái này ba cái nam sinh cổ họng trong không ngừng phát sinh tiếng kêu rên, Trần Văn Xuyên cùng trịnh đình oán hận nhìn chằm chằm vương diệp. Nếu không Vương Diệp tìm tới cái ác tâm như vậy biểu ca, bọn họ tới thiên hải như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy nhi? cô nàng, ngươi là muốn bản thân trái lại theo ta đi ni? Hay là muốn nhượng ta dùng thủ đoạn cứng rắn? Hắc báo nhìn Dương Tiểu Ninh cười nói. Dương Tiểu Ninh nhìn đến nằm trên mặt đất bị đánh được sưng mặt sưng mũi vương diệp đám người, trong lòng một trận trột dạ, ở đây dù sao điều không phải kinh thành, thì là nàng báo ra thân phận của mình tới, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Giữa lúc nàng thất kinh thời gian, Diệp thần phong thanh âm tại ghế lô trong vang lên, cho các người một phút, lập tức từ ghế lô trong tiêu thất, ngày hôm nay ta không muốn động thủ. Dương Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong, tim đập trở tăng nhanh không ít, trong đầu vang lên tại kinh thành thời gian, Diệp Thần Phong bày ra thân thủ, nguyên bản hoảng loạn tâm đột nhiên an định xuống. Vừa rồi Vương Diệp đám người bị người thu thập, Phó Kiệt cũng không có đứng ra, thật sự là Vương Diệp đám người thái độ đối với Diệp Thần Phong, nhượng hắn đặc biệt khó chịu, để cho bọn họ bị thu thập một trận cũng tốt hắc báo còn chưa mở miệng nói, tôn diệu trái lại cướp trước một bước, hắn còn nhớ rõ vừa rồi Diệp Thần Phong không nhìn hắn chàng cảnh ni. Cười đi lên hai bước, nói rằng, ngươi cho là mình là thắng thiên hội hội trưởng sao. Ngươi nhượng chúng ta tiêu thất chúng ta sẽ tiêu thất, ngày hôm nay có báo ca tại ở đây, ta xem ngươi là chán sống, ngươi. Phanh, một tiếng, lời còn chưa nói hết, tôn diệu thân thể trống rỗng nặng nề đánh vào ghế lô trên vách tường, Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế salon cũng chưa hề đụng tới, hình như toàn bộ ghế lô trong không ai động thủ, tôn diệu thân thể là bản thân đụng bay ra ngoài. Phanh, 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 tại hắc báo khiếp sợ chi tế, bên cạnh hắn ba gã to tráng hán tử thân thể, đồng dạng không có dấu hiệu nào đụng vào trên vách tường, quỷ dị như vậy hình ảnh liên tục phát sinh, nhượng hắc báo bắt đầu có chút hoảng hốt. Ngươi, ngươi, là ngươi làm, hắc báo thanh âm run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần phong hỏi người cứ nói đi diệp thần phong không có trực tiếp trả lời khóe miệng lộ ra một vòng tả ý dáng tươi cười người biết ở đây là địa phương nào sao nơi này là thắng thiên hội địa bàn đắc tội thắng thiên hội người chắc là sẽ không có tốt kết quả hắc báo mạnh mẽ chấn định lại tay phải duỗi vào bến túi thông qua một cái khẩn cấp điện thoại cú điện thoại này bắt sau khi ra ngoài thủ hạ của hắn rất nhanh thì hội chạy tới nơi này hắn còn chưa tin bằng vào trước mặt người thanh niên này thật có thể đủ tại trí tôn ngu nhạc thành lật lên cái gì cành hoa tới ni. Thắng thiên hội, yên tâm đi, đêm nay qua đi người tướng không hội lại là thắng thiên hội thành viên. Diệp thần phong giọng nói bình thản không gì sánh được. Hắc báo lấy can đảm cười lạnh nói, ngươi cho là mình là ai? Ngươi nói ta đều không phải thắng thiên hội thành viên thì không phải là sao? Tuy rằng ta không biết ngươi chuyện mới vừa rồi là làm sao làm được thế nhưng ngày hôm nay người đắc tội ta hắc báo, đắc tội thắng thiên hội, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ muốn bước ra trí tôn ngu nhạc thành. Lộn xộn tiếng bước chân tại cửa bao xương bên ngoài vang lên, rất nhanh chừng 30 tên thân thể to tráng hán tử, như ong vỡ tổ ủng nhập ghế lô trong, từng hán tử trong tay đều mang theo một thanh khảm đao. Khi nhìn đến thủ hạ của mình đến sau đó, hắc báo khóe miệng dáng tươi cười biến được không chút kiêng kỵ lên, ta đảo muốn nhìn ngươi vẫn có thể xử suốt cái gì quỷ dị thủ đoạn tới các ngươi lên cho ta, không nên thương tổn được cái kia cô nàng tuộc tốt, cái khác người chết sống ta bất kể. Hắc báo ra lệnh, Diệp Thần Phong đối mặt với chừng 30 tên khí thế hung hăng hán tử, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, bưng lên ly rượu trước mặt, hơi nhấp một miếng rượu, hí ngược nói rằng, ngươi cho là nhiều người thì ngon sao. chương 325, Lão Đại, Ngài thế nào tới? Xác định đầu phiếu, Ghế lô trong không khí khẩn trương rồi đột nhiên thăng tới cực điểm, Dương Tiểu Ninh hai tay lẫn nhau nắm chặt, đôi môi đỏ thắm chăm chú khép lại, trước mặt thế nhưng có hơn 30 danh thủ cầm khảm đao đại hán, Dương Tiểu Ninh trong lòng không lo lắng mới là lạ chứ. Phó Kiệt trái lại có vẻ dễ dàng nhiều, hồi tưởng lại trước đây Diệp Thần Phong tại võ gia hậu hoa viên đột phá chấn động tràng cảnh, trước mặt cái này hơn 30 tên đại hán sợ rằng còn chưa đủ tỷ phu của hắn nhét kẻ giang ni. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, toàn bộ cút cho ta ra ghế lô, tại ta còn không có chân chính phẫn nộ trước. Diệp thần phong cầm tại chén rượu trong tay nhẹ nhàng đung đưa, hắc báo loại hành vi này thực tại nhượng hắn tức giận, nhìn đến nữ nhân xinh đẹp tựu như muốn áp tại thân thể hạ, cái này loại hoàn toàn dùng nửa người dưới suy nghĩ rác rưởi, thật không biết trước đã mạnh mẽ làm bẩn qua bao nhiêu thiếu nữ. Diệp thần phong trên người tán phát ra lạnh giá khí thế, nhượng hơn 30 tên hung ác đại hán lưng không tự chủ bốc lên ra nhất cổ mồ hôi lạnh, sùng sục, sùng sục, sùng sục, thậm chí có người cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt. Mà ngươi, Diệp Thần Phong đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ hướng đồng dạng sửng sốt hắc báo, nói rằng, ngươi chẳng những không có tư cách lưu tại thắng thiên hội, với lại cũng không có tư cách làm nam nhân, ngươi là muốn bản thân phế bỏ nửa người dưới đồ chơi kia ni. Hay là muốn ta động thủ? Diệp thần phong đưa lên tay cử đủ trong lúc đó biểu hiện là phong đạm vân khinh, hắc báo từ ngây người chung phản ứng lại, trong thân thể thịnh nộ là càng thịnh vượng, quát dẹp đường, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ cho ta, cấp ta lập tức động thủ, hắn toán cái thứ gì? Hắn nói ta không có tư cách lưu tại thắng thiên hội tựu không có tư cách sao? Ta đảo muốn nhìn cuối cùng là ai bảo ai làm thái giám? hắc báo một tiếng bạo A, à, nhượng hơn 30 tên hán tử lần thứ hai khôi phục hung ác khí thế. Bọn họ là hắc báo chính là thủ hạ, đồng dạng biết nếu như không dựa theo hắc báo mệnh lệnh đi chấp hành, cuối cùng kết quả sợ rằng sẽ rất thê thảm. Xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tạp trùng, người ngay cả chúng ta báo ca đều dám đắc tội, xem ta không nạo đầu của ngươi. Đứng tại trước mặt nhất một gã giữ lại dâu quai nón đại hán, cổ họng trong phát sinh gầm lên giận dữ, hắn nhìn ra được báo ca là thật phẫn nộ rồi, hắn không để ý tại cái này thời gian vỗ vỗ báo ca mã thí, dù sao bọn họ nơi này có hơn 30 người, lẽ nào liền một người dáng dấp tượng tiểu bạch khuôn mặt thanh niên đều không giải quyết được sao? Bất quá, rất nhanh tên này dâu quai nón nam tử biết mình nghĩ cách là sai nhiều lắm sao ngoại hạng, bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài mà ra, lại há là những người bình thường này có thể chống cự, phu phu, phu phu, phu phu. Trong lúc nhất thời hơn 30 tên đại hán liên đới hắc báo sôi nổi không tự chủ quỳ xuống, trên người dường như bị đè ép một tòa vô hình đại sơn, nặng nề áp lực có thể dùng bọn họ hai chân phải uốn lượn quỳ xuống đất. Vừa rồi tôn diệu cùng với ba gã hán tử thân thể vô cớ bay rất ra ngoài, đã nhượng người ở chỗ này cảm giác thập phần quỷ dị, mà bây giờ hơn 30 tên hán tử cùng hắc báo đồng thời hướng diệp thần phong quỳ xuống. Tràng diện này tự có vẻ càng hoa lệ, phải biết rằng trước một phút hắc báo còn khí thế hung hăng tại đối diệp thần phong kêu gào ni. Mà diệp thần phong trong tay bưng ly rượu, thủy chung là cũng chưa hề đụng tới khóe miệng chứa một vòng như có như không cười nhạt. Dương Tiểu Ninh miệng hơi mở, búp bê như khả ái khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, đôi mắt đẹp bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tim đập tốc độ không ngừng nhanh hơn lại thêm nhanh, trong lúc nhất thời Diệp Thần Phong thân ảnh tại cái này tiểu nữ sinh trong lòng biến được cao lớn lên. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh đợi xem kịch vui võ kiệt cũng ngây dại, hắn còn tưởng rằng đối phó cái này hơn 30 tên đại hán, tỷ phu của hắn ít nhất phải động thủ ni ai biết đạo từ đầu đến cuối Diệp Thần Phong liền không nhúc nhích. Hơn 30 tên đại hán cùng hắc báo tự hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống. Cái này, cái này được muốn nhiều như bê tài năng đủ làm được. Phó Kiệt Hưng phấn kích động sắc mặt đỏ lên, trong lòng không ngừng gầm rú đạo, tỷ phu thật là nghịch thiên, tỷ phu thật là nghịch thiên. Nằm trên mặt đất bị đánh được sưng mặt sưng mũi vương Diệp, Trịnh Đình cùng Trần Văn Xuyên đã sớm tại tôn diệu cùng ba gã hán tử vô cớ bay rất ra ngoài thời gian liền ngây dại, ai biết đạo kế tiếp tràng diện là một lần so một lần quỷ dị, một lần so một lần để cho bọn họ khiếp sợ, bây giờ ba người bọn hắn trong lòng hối hận, hối hận ngay từ đầu bởi vì ghen đối diệp thần phong không tôn kính. Kỳ thực Dương Tiểu Ninh cùng Diệp Thần Phong căn bản không việc gì a. À. huống Cuống hồ bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong đã là có vị hôn thê người, Dương Tiểu Ninh cùng Diệp Thần Phong lại tranh lệch nhiều như vậy tuổi ba người bọn hắn hoàn toàn là vớ vẫn ghen. Chí tôn ngu nhạc thành lầu một. Hổ ca, Nhiêu ca, các người đêm nay lại tới tuần tra. Chí tôn ngu nhạc thành đại đường quản lý về mùa đông như sợ hướng trước mặt hai gã nam nhân chào hỏi. Tên này đại đường quản lý cũng không dám có chút qua loa, phải biết rằng trước mặt hổ ca cùng thiết nghiêu là thắng thiên hội thành viên trung tâm. Với lại tại thắng thiên hội trung có đặc biệt cao địa vị, đừng nói là hắn một cái tiểu tiểu đại đường quản lý, coi như là trí tôn ngu nhạc thành người phụ trách hắc báo, nhìn thấy hai vị này cũng phải phải cẩn thận hầu hạ. Từ thắng thiên hội thống nhất thiên hải sau đó, thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp cũng trở nên gian gia tăng rồi, hổ ca cùng thiết nghiêu tại phương Nam Tường phân phó hạ, cách mỗi vài ngày tự hội tới thắng thiên hội danh nghĩa vài đại trọng yếu sản nghiệp chung dò xét một lần, dù sao thắng thiên hội tuy nói thống nhất thiên hải, thế nhưng thắng thiên hội tại thiên hải căn cơ còn không sâu, rất nhiều chuyện nhất định phải chăm chú đối đãi Thiết Nghiêu đối mặt đại đường quản lý ân cần thăm hỏi không chút nào ý lên tiếng, hắn vốn cũng không phải là một cái thích nhiều người nói chuyện. Hổ ca khoát tay áo, hỏi, hắc báo ni, hắn đi nơi nào? Đại đường quản lý thành thật trả lời, hổ ca, vừa rồi hình như có người tới chúng ta trí tôn ngu nhạc thành quấy rối, báo ca nên ở trên lầu ghế lô trong, báo ca hơn 30 danh thủ hạ vừa sung đi lên lầu, ta muốn hiện ở trên lầu phiền phức nhất định là giải quyết rồi hổ ca hai con người chừng, nói rằng, Nga, lại có thể có không biết sống chết người dám tới trí tôn ngu nhạc thành quấy rối Người dẫn chúng ta đi trên lầu ghế lô nhìn. Ghế lô trong bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được, dường như không khí đều phải bị động lại thông thường. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị xử trí hắc báo thời gian, cửa bao xương bị lần thứ hai đẩy ra, tên đại đường quản lý mang theo hổ ca cùng thiết nghiêu đi vào ghế lô trong, bởi ghế lô tia sáng hôn ám, Hổ ca cùng thiết nghiêu đường nhìn lại tập trung vào quỳ trên mặt đất hắc báo trên người, trái lại trong lúc nhất thời không có phát hiện ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khi nhìn đến hổ ca cùng thiết nghiêu sau, liền triệt hồi phóng ra ngoài linh hồn lực, trên người trọng áp nhất tiêu thất, hắc báo nhìn đi vào ghế lô hổ ca cùng thiết nghiêu, té đứng lên, nói rằng, hổ ca, nghiêu ca, có người tới trí tôn ngu nhạc thành quấy rối. nguyên bản ta chuẩn bị xong nói khuyên bảo, ai biết đạo cái này không biết sống chết ra hỏa dùng quỷ dị thủ đoạn, hổ ca cùng nghiêu ca các ngươi nhất định muốn thu thập hỗn đản này a à? Là người nào có dũng khí tới nơi này quấy rối hổ ca lớn tiếng hỏi. Hắc báo trên mặt mang như có như không dáng tươi cười, hắn biết hổ ca cùng thiết nghiêu thế nhưng thắng thiên hội trung tâm nhân vật, hổ ca cùng thiết nghiêu xuất thủ coi như là đại biểu cho thắng thiên hội xuất thủ. Như vậy trước mặt tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay vẫn có thể chống lại được toàn bộ thắng thiên hội sao? Hổ ca, chính là hắn, chính là cái này không biết sống chết hỗn đản. Hắc báo ngón tay chỉ vào ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong, trong lòng hung tợn thầm nghĩ, tiểu tử này đến lúc này vẫn có thể trầm trụ khí. Ta đảo muốn nhìn tại hắn biết bản thân đắc tội toàn bộ thắng thiên hội thời gian hội là dạng gì nhất phó biểu tình. Hổ ca cùng thiết nghiêu theo hắc báo ngón tay thấy được vẻ mặt bình thản Diệp Thần Phong, hai người thân thể trong nháy mắt run một cái, sau đó bước đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, khuôn mặt treo thượng dáng tươi cười, hỏi, lão đại, ngài thế nào tới nơi này? Nguyên bản chờ xem kịch vui hắc báo, trong óc ông ông tác hưởng, dùng sức móc móc tai, hắn không thể tin được bản thân nghe được thanh âm, hổ ca cùng thiết nghiêu lại có thể xưng hô trước mặt tên hỗn đản này vì lão đại. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự tình? Tại hổ ca cùng thiết nghiêu hô diệp thần phong vì lão đại thời gian, toàn bộ ghế lô trong lần thứ hai biến được yên tĩnh không tiếng động, với lại tính có chút đáng sợ, tiếng thở hào hển vang vọng tại ghế lô trong, ở đây hát báo cùng với hát báo chính là thủ hạ cũng đều là biết hồ ca cùng thiết nghiêu tại thắng thiên hội trung địa vị, mà hai vị này chủ lại có thể tại diệp thần phong trước mặt như vậy một mực cung kính. Cái này không tự chủ được để cho bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, trong đầu tâm tư đã ở trong nháy mắt bị hút hết, một đám dường như tượng đá thông thường đứng tại chỗ, ở trong thân thể liền muốn hoạt động một bước lực lượng cũng xử không được chương 326, Dũng Mãnh Nhân Sinh không yêu cầu giải thích. Xác định đầu phiếu. Tiểu Hổ, Thiết Nghiêu, Chí Tôn Ngu Nhạc Thành là cái này rác rưởi phụ trách. Diệp Thần Phong nhìn Hổ Ca cùng Thiết Nghiêu hỏi. Hổ Ca liền vội vàng gật đầu đáp, lão đại, Chí Tôn Ngu Nhạc Thành chính là hắn phụ trách, lẽ nào cái này không trưởng ánh mắt ra hỏa đắc tội lão đại ngài sao? Đây rốt cuộc là tôm khô tình huống, trước mặt cái này ngồi ở trên ghế salon hỗn đản lại có thể xưng hô hổ ca vì tiểu hổ. Hổ ca còn vẻ mặt kinh sợ đáp ứng, như vậy tên hỗn đản này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời ghế lô trong người theo đuổi tâm tư của mình, đối với hổ ca cùng thiết nghiêu mà nói, hai người bọn họ muốn xấu hổ tử, Diệp Thần Phong có thể là bọn hắn lão đại A. Trong lòng không gì sánh được tôn kính người, mà bây giờ bọn họ lão đại lại có thể tại trí tôn ngu nhạc thành bị người cho rằng là quấy rối người chuyện này nếu là truyền đi hổ ca cùng thiết nghiêu thật đúng là không mặt mũi tại thắng thiên hội ở lại ni. Hắc báo cái này bang không biết sống chết gì đó, lại còn muốn giáo huấn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tuy rằng đem thắng thiên hội tất cả sự vật giao cho Phương Nam Tường xử lý, hắn cũng để cho Phương Nam Tường đảm nhiệm thắng thiên hội trên mặt nổi hội trưởng. Thế nhưng sớm nhất một đám thành viên trung tâm thế nhưng đều kiến thức qua Diệp Thần Phong thực lực, có thể nói Diệp Thần Phong tại một đám thắng thiên hội thành viên trung tâm trong lòng có không nên hộ địa vị, nếu để cho thắng thiên hội một đám thành viên trung tâm biết Diệp Thần Phong tại trí tôn ngu nhạc thành gặp cái này việc sự tình. Sợ rằng những người đó cần phải muốn đi qua nghiền bình trí tôn ngu nhạc thành không thể. hắc báo bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, trong lòng tại nghĩ ngợi người trẻ tuổi trước mặt này rốt cuộc là ai. Có thể nhường hồ ca cùng thiết nghiêu sưng hô một tiếng lão đại, tại thắng thiên hội trung ngoại trừ hội trưởng bên ngoài, Hình như không có người nào có cái quyền lợi này đi. Ngược lại, Hắc Báo đột nhiên nghĩ đến một việc, tại toàn bộ Thắng Thiên hội trung vẫn lưu truyền như thế một tin tức, có người nói Phương Nam Tường chỉ là Thắng Thiên hội trên mặt nổi hội trưởng, Thắng Thiên hội chân chính hội trưởng là do người khác. Lúc này Hắc Báo căn cứ hổ ca cùng thiết nhiều thái độ, cùng với cái này lưu truyền tại Thắng Thiên hội trung tin tức, hiện tại hắn dám khẳng định tin tức này là thật mà cái kia thắng thiên hội chân chính hội trưởng mới vừa rồi còn bị hắn hắc báo lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp ni Đem cả kiện sự tình nghĩ thông suốt sau đó, hắc báo hận không thể dùng đại bà tai chim phiến tử bản thân, hắn ai không tốt đắc tội. Chỉ có đắc tội thắng thiên hội đích thực chính hội trưởng. Hắn hắc báo chỉ là thắng thiên hội thành viên vòng ngoài chung một cái tiểu đầu mục mà thôi, tuy rằng bình thường phong cảnh vô hạn. Thế nhưng gặp phải thắng thiên hội hội trưởng, hắn hắc báo liền cái rắm cũng không tính. Thảo nào Diệp Thần Phong nói hắc báo không có tư cách làm tiếp thắng thiên hội thành viên, chỉ cần là Diệp Thần Phong cái này vị thắng thiên hội hội trưởng một câu nói, hắn hắc báo từ trước thì là tại thắng thiên hội chung bao nhiêu nghiêu bê, cũng có thể nhượng hắn lập tức cút ra khỏi thắng thiên hội, huống chi hắc báo vẫn chỉ là thắng thiên hội chung một cái tiểu lâu la. Diệp Thần Phong tướng cả kiện sự tình đối hổ ca cùng thiết nghiêu nói một lần, nguyên bản không thích nói nhiều thiết nghiêu, tức khắc nổi giận, Diệp Thần Phong thế nhưng hắn thiết nghiêu ân công hắn phụ thân của thiết nghiu còn là diệp thần phong cứu trở về nhi lập tức một mực cung kính nói rằng ân công chúng tôi nhất định giúp ngài đem cái này quy nhi tử băm cho chó ăn thiết nghiu người cũng không nên cùng ta tranh đoạt cái này quy mạng của con trai nên lưu cho ta thu thập lại dám đắc tội lão đại của chúng ta ta xem hắn là không biết diêm vương điện thượng bộ dáng gì ta tiểu hồ tự tự mình tống hắn đi diêm vương điện thượng khán nhìn phàm là có diệp thần phong ở đây địa phương hổ ca cũng chỉ có thể đủ gọi mình là tiểu hổ. Nghe được thiết nghiêu cùng hổ ca sau, hắc báo trong thân thể là không còn có lực lượng, nhất phần mông tê liệt ngồi ở trên mặt đất, xong, hết thảy đều xong. Lưng hùm vai gấu hắc báo, giờ khắc này thậm chí muốn gào khóc lên, một cái kình hướng diệp thần phong dập đầu, nói rằng, hội trưởng, ta biết sai rồi, hội trưởng, ta biết sai rồi. Cầu ngài tha ta một con chó mệnh đi. Nghe được hắc báo dập đầu xưng hô diệp thần phong vì hội trưởng, ở đây hắc báo chính là thủ hạ cùng với đại đường quản lý, tại trước tiên cũng đoán được thân phận của Diệp Thần Phong, trước mặt vị thanh niên này lại có thể chính là tại thắng thiên hội trung vẫn tung tin việt đích thực chính hội trưởng. Nhất nghĩ đến hổ ca cùng thiết nghiêu đối đãi Diệp Thần Phong thái độ, bọn họ đối với mình cái này đoán rằng không hoài nghi chút nào. Vừa rồi nhục mạ Diệp Thần Phong vì tiểu tạp trùng tên dâu quai nón nam, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn vậy mà nhục mạ thắng thiên hội hội trưởng vì tiểu tạp trùng có thể nghĩ hắn kết quả hội bao nhiêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời hắc báo chính là thủ hạ cùng với đại đường quản lý đều hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống dập đầu, trong miệng một cái kình nói rằng, hội trưởng, cầu ngài phóng qua chúng ta một lần đi. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê tôn diệu, mơ mơ màng màng từ hôn mê thanh tỉnh lại, khi hắn nhìn đến hắc báo cùng với hắc báo chính là thủ hạ một cái kình hướng Diệp Thần Phong tại dập đầu, trong miệng còn xưng hô Diệp Thần Phong vì hội trưởng, mà hồ ca cùng thiết nghiêu rất cung kính đứng ở một bên thời gian, tôn diệu sợ đến lại một lần nữa đã bất tỉnh, tại ngất trước hắn không ngừng nhắc nhở bản thân đây là một cái mộng. Diệp thần phong chỉ chỉ hắc báo, sau đó vừa chỉ chỉ dâu quai nón nam cùng tôn diệu, nói rằng tiểu hồ, thiết nghiêu, cái này gọi hắc báo cấp ta phế bỏ hắn nửa người dưới gì đó, sau đó cắt đứt hắn hai chân, hai người khác cấp phế bỏ một tay, sau đó ném ra thắng thiên hội. Đối với dâu quai nón nam cùng tôn diệu, Diệp Thần Phong không có một chút hảo cảm, dâu quai nón nam tại vừa rồi loại thời gian còn không quên cấp hắc báo vuốt mông ngựa, người như thế căn bản không xứng làm thắng thiên hội thành viên, tôn diệu cái này loại rác rưởi tựu càng không cần nói nhiều. Về phần hắc báo cái đó dưới tay hắn, Diệp Thần Phong cũng không chuẩn bị khó xử bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là nghe theo hắc báo hành sự, trong lời nói cũng không có nhục mạ qua Diệp Thần Phong. Những người khác đều ly khai ghế lô đi, Diệp Thần Phong phất phất tay, sau đó lại hướng hổ ca cùng thiết nghiêu nói rằng, hai người các ngươi cũng không cần ở tại chỗ này, đem hai người kia dẫn đi căn cứ ta ý tứ xử lý thì tốt rồi. Không bao lâu thời gian, ghế lô trong người trên cơ bản đi vô ích, chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng võ kiệt đám người. Nằm dưới đất vương Diệp, Trịnh Đình cùng Trần Văn Xuyên cũng từ dưới đất bò dậy ngồi ở trên ghế salon, một đôi ánh mắt đều tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Diệp Thần Phong cũng không có ý định đối với bọn họ giấu giếm thân phận của mình rồi. Thuận miệng nói rằng, kỳ thực thắng thiên hội là ta sáng lập, ta là thắng thiên hội hội trưởng. Tuy rằng võ kiệt bọn họ không sai biệt lắm đoán được thân phận của Diệp Thần Phong, thế nhưng Diệp Thần Phong chính mồm nói ra sau, hãy để cho võ kiệt bọn họ đủ sửng sốt nhất 2 phút. Tỷ phu, ngươi, ngươi cũng quá nghiêu bê một điểm đi. Ngươi là thắng thiên hội hội trưởng hiện tại thắng thiên hội thế nhưng thống nhất toàn bộ thiên hải thế lực dưới đất A. Nói như vậy tỷ phu ngươi là thiên hải bí mật giáo phụ. Sau đó ta có thể tại thiên hải sông pha, phó kiệt hưng phấn nắm chặt nắm tay, diệp thần phong cái này tỷ phu địa vị lại ở trong lòng của hắn mặt lên cao không ít. Dương Tiểu Ninh một đôi thủy uông uông mắt to trung lóe ra tia sáng kỳ dị, tiểu nữ sinh không đều là vui vui mừng lợi hại nam nhân sao. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ trở thành dương tiểu ninh trong lòng hoàn mỹ nam nhân đại biểu, thân thể mềm mại không khỏi dựa vào được Diệp Thần Phong càng gần, thậm chí có thể nghe thấy được Diệp Thần Phong trên người nam nhân hơi thở, mắc cỡ đỏ mặt, nói rằng Thần Phong ca ca, vừa rồi cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a à. Chỉ cần có Thần Phong ca ca tại, chúng ta tổ chuyện gì đều không cần phải sợ. Vương Diệp, Trịnh Đình cùng Trần Văn Xuyên gương mặt lúng túng, nhất là Vương Diệp muốn khởi trước đây hắn bản thân nói khoác hắn biểu ca tại thắng thiên hội chung là bao nhiêu bao nhiêu tài ba, hắn tự hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, kết quả là hắn biểu ca tôn diệu chỉ là thắng thiên hội chung một cái ma cà bông, mà Diệp Thần Phong lại là thắng thiên hội hội trưởng, cái này tương phản làm sao có thể không để cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi ni. Ta là thắng thiên hội hội trưởng sự tình không phải ở bên ngoài nói lung tung, nhất là chờ các ngươi về tới kinh thành, Bây giờ kinh thành gia tộc còn không biết diệp thần phong tại thiên hải hừng hực khí thế phát triển thế lực dưới đất cùng thương nghiệp đế quốc ni. Diệp thần phong muốn đảng hắn trở lại kinh thành cấp những kinh thành đó trung đại gia tộc một cái thật to kinh hỉ. Nghe vậy, phó kiệt bọn họ không hẹn mà cùng điểm gật đầu, phách bộ ngực cam đoan không hội tướng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tại đã biết diệp thần phong nhiều bê thân phận sau, phương diệp đảng ba cái nam sinh biến được câu nệ không ít phải biết rằng Diệp Thần Phong thế nhưng bằng vào lực một người sáng lập thắng thiên hội, sau đó thống nhất thiên hải thế lực dưới đất. Cái này so Diệp Thần Phong nguyên lai Diệp ra dòng chính thân phận chấn động nhiều, bọn hắn bây giờ làm sao dám ở Diệp Thần Phong trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Trước mặt Diệp Thần Phong thế nhưng tại thiên hải mây mưa thất thường chính là nhân vật A. Bởi vương Diệp đẳng trên thân người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Phó Kiệt cùng Dương Tiểu Ninh quyết định đem bọn họ đưa đến trong bệnh viện đi mà Võ Kiệt cùng Dương Tiểu Ninh cũng chỉ có thể đủ tại trong bệnh viện cùng, đang cùng Diệp Thần Phong phân biệt trước. Dương Tiểu Ninh tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng, Thần Phong ca ca, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, coi như là tình nhân ta cũng nguyện ý. Tiếp theo Dương Tiểu Ninh liền đỏ mặt chạy vào trong bệnh viện. Dũng mãnh nhân sinh không yêu cầu giải thích. Diệp Thần Phong sờ sờ mũi, không có đem Dương Tiểu Ninh lời nói để ở trong lòng, chỉ là lầm bẩm thầm thì thì thầm một tiếng, xem ra mị lực của ta thật đúng là không nhỏ ni. chương 327, đã xảy ra chuyện. Xác định đầu phiếu. Trung tuần tháng 6, thiên hải buổi sáng nhiệt độ không khí đã 10 phần oi bức, hôi mông mông bầu trời hiện đầy mây đen, thỉnh thoảng có nhất hai trận gió thổi qua cũng là mang theo nhiệt khí, chút nào không thể đủ nhượng người thân thể cảm giác mát mẻ. Diệp thần phong trời còn chưa sáng thời gian tựu lên sớm rèn luyện, tại khu biệt thự trong chậm đi hơn nửa canh giờ, sau đó lại đùa bỡn một bộ huy vũ sinh uy quyền pháp, trong lòng đã đang tính toán muốn trở lại kinh thành. Trước đây Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện gặp phải một lần cổ võ cao thủ ám sát sau, đến bây giờ phía sau độc thủ cũng không có lần thứ hai xuất kích. Diệp thần phong trái lại mong muốn đối phương lại phái ra sát thủ tới, như vậy hắn liền có thể bắt sống đối phương, sau đó biết cha mẹ hắn trường tai nạn xe cộ rốt cuộc là ai chế tạo. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là hắn Diệp Thần Phong cha mẹ trận này tai nạn xe cộ chung liên lụy đến Cổ Võ Giới, muốn khởi cổ võ giới, Diệp Thần Phong cũng nhớ tới Hàn Sơ Tuyết cái này lạnh giá nữ nhân, rời đi thiên hải trước Hàn Sơ Tuyết đem thân thể của nàng cho Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tin tưởng một ngày nào đó bọn họ hội tại Cổ Võ Giới lần nữa gặp nhau, bởi vì hắn cha mẹ trận này tai nạn xe cộ, hắn cũng tổng hội có bước vào Cổ Võ Giới ngày nào đó chỉ là hiện nay diệp thần phong đối với phía sau màn độc thủ còn hoàn toàn không biết gì cả tỷ phu ngày hôm nay chúng ta cũng không cần ngươi cùng vương diệp mấy tiểu tử kia bởi vì chuyện ngày hôm qua đều không có ý tứ thấy ngươi ai để cho bọn họ mắt chó coi thường người ta võ kiệt tỷ phu sẽ là phổ thông người sao còn có ngày hôm qua dương tiểu ninh ngươi vẫn hỏi ta về chuyện của ngươi xem ra nàng là thích tỷ phu ngươi a à? bất quá tỷ phu ngươi yên tâm đi chuyện này ta tuyệt đối không hội nói cho chị ta biết, mấy ngày nay chúng ta sẽ tự mình an bài tại thiên hải hành trình, có tỷ phu người cái này thiên hải bí mật giáo phụ. Chúng ta tại thiên hải có thể yên tâm chơi. Diệp thần phong vừa dùng treo trên bờ vai khăn mặt lau chán một cái toát ra thật nhỏ mồ hôi hột, tự nhận được võ kiệt gọi điện thoại tới. Nguyên bản Diệp Thần Phong liền không dự định bồi cái này băng tiểu hài tử xấu xa tại thiên hải loạn đi dạo, ngày hôm qua nếu không có võ kiệt tiểu tử này tại, hắn làm sao có nhàn tình nhã trí đi thiên hải sân bay tự mình nhận bọn họ. Bất quá, chuyện ngày hôm qua trái lại nhượng Diệp Thần Phong phát hiện thắng thiên hội chỗ thiếu sót, cho nên ngày hôm qua trở lại biệt thự sau, Diệp Thần Phong cấp Phương Nam Tường gọi một cú điện thoại, nhượng Phương Nam Tường lần nữa chỉnh đốn một chút thắng thiên hội, một cái đại hình bang hội muốn đáng kể phát triển tiếp nhất định phải có bản thân một bộ quy tắc. Tượng ngày hôm qua tại trí tôn ngu nhạc thành gặp phải hắc báo cái này một loại rác rưởi tuyệt đối không thể đủ lưu tại thắng thiên hội trung phá hủy trật tự thắng thiên hội mặc dù là một cái thế lực dưới đất thế nhưng diệp thần phong không hy vọng nhìn đến bản thân bang hội trung thành viên cả ngày làm một ít hắc tha hoạt động nếu như tượng như vậy trường kỳ dĩ vãng phát triển tiếp thắng thiên hội khẳng định hội đi đường xuống dốc lại nói thiên hải chỉ là thắng thiên hội chạm thứ nhất nếu như ngay cả chạm thứ nhất đều xử lý không tốt cũng đừng đi đảm thống nhất toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất sự tình Phương Nam Tường đối với đề nghị của Diệp Thần Phong thị phi thường tán thành, đồng thời tại trong điện thoại cấp Diệp Thần Phong làm ra hứa hẹn. Cam đoan tại hai cái tháng chi nội lần nữa thanh lý một lần thắng thiên hội, đem này con sâu làm giàu nổi canh toàn bộ đá ra thắng thiên hội. Khi lấy được Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, Phương Nam Tường tại ngày thứ hai liền lập tức thi hành lên, thế cho nên khiến cho toàn bộ thiên hải thế lực dưới đất đều lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đã từng đã làm ác tha câu đương thắng thiên hội thành viên, ngay cả cơm đều ăn không vô, giấc ngủ đều không ngủ được, mỗi người đều muốn nhất định phải vì mình đã làm sự tình trả giá thật lớn. Bất quá, thắng thiên hội dù sao cũng là một cái thế lực dưới đất. Gia nhập vào thế lực dưới đất người có ai chưa từng làm ác tha câu đương ni. Tại diệp thần phong dưới chỉ thị, chỉ cần là làm không quá phận người, phương nam tường đều mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua. Ba ngày sau, đang dùng cơm diệp thần phong nhận được hổ ca gọi điện thoại tới hổ ca tại thanh âm trong điện thoại rất gấp xúc, lão đại, hầu tử cùng lý bàn tử tiêu thất, hiện tại đằng thiên chế dược hán là một mảnh loạn, phương ca đã nhượng thắng thiên hội thành viên ra đi tìm. Hổ ca một chút sức lực tướng cả kiện chuyện chân tướng nói một lần. Gần nhất đằng thiên chế dược hán phát triển khí thế ngất trời, hầu tử cùng lý bàn tử cũng cả ngày chiếu cố lục tại đằng thiên chế dược hán chung, cho nên cũng không có không cùng diệp thần phong bọn họ gặp mặt. Diệp Thần Phong cái này vung tay trưởng quý cũng vui vẻ được dễ dàng. Thế nhưng căn cứ đằng Thiên chế dược hán cao tầng theo như lời hầu tử cùng lý bản tử bọn họ đã tiêu thất hai ngày. Đằng Thiên chế dược hán cao tầng vừa không có Diệp Thần Phong phương thức liên lạc, bình thường đều là hầu tử cùng lý bản tử liên lạc Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn biết hầu tử cùng lý bản tử hình như cùng Thắng Thiên Hội có chút quan hệ, vì vậy đằng Thiên chế dược hán cao tầng liền đến Thắng Thiên Hội đem chuyện này nói cho Hồ Ca bọn họ nửa giờ sau, Diệp Thần Phong chạy tới thắng thiên hội tổng hội sở trong đại sảnh, Diệp Thần Phong thế nhưng đem hầu tử cùng Lý Bàn Tử cho rằng huynh đệ đối đãi bây giờ hầu tử cùng Lý Bàn Tử không giải thích được mất tích, hắn trong lòng không có từ trước đến nay bốc lên ra nhất cổ lửa giận. Diệp Thiếu, dùng hiện tại ta thắng thiên hội tại thiên hải thế lực, muốn trong thời gian thật ngắn tìm được hầu tử cùng Lý Bàn Tử hẳn không phải là việc khó. Cũng không biết lần này là ai tại đối phó hầu tử cùng Lý Bàn Tử phương nam tường như có điều suy nghĩ nói rằng diệp thần phong trong lòng là suy đoán ra một ít mánh khóe hầu tử cùng lý bản tử thế nhưng bị diệp thần phong lợi dụng bát cấp linh hồn lực cải tạo qua thể chất người người bình thường căn bản tựu không phải hai người bọn họ cái đối thủ lại mà bây giờ đằng thiên chế dược hán phát triển quá qua tấn mãnh nhất là diệp thần phong cầm đi ra ngoài ba loại phương thuốc không thể nghi ngờ là để cho người đỏ mắt ấn sao cơ như vậy hầu tử cùng Lý Bản Tử mất tích sự tình rất có thể cùng cái khác xưởng chế thuốc có quan hệ. Chuyện này chỉ có thể từ một phe này mặt bắt tay vào làm. Diệp thần phong muốn phải mau sớm tìm được hầu tử cùng Lý Bản Tử, vạn nhất hầu tử cùng Lý Bản Tử thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy Diệp thần phong hội cả đời đều băn khoăn. Phương ca, người điều ra một nhóm người tới, tra một chút thiên hải gần nhất có cái gì. Không xưởng chế thuốc có dị động. Mặc dù nói đằng thiên chế dược hán thu mua thiên hải phần lớn xưởng chế thuốc, nhưng vẫn là có tiểu một bộ phận xưởng chế thuốc kéo dài hơi tàn, nỗ lực muốn cùng đằng thiên chế dược hán gọi nhịp đến cùng, cho nên Diệp Thần Phong cho rằng hầu tử cùng lý bản tử mất tích, thiên hải cái khác xưởng chế thuốc có hiểm nghi lớn nhất. Còn có, Phương Ca, đem hai ngày này đằng thiên chế dược hán chung quanh quản chế phương pháp ghi hình toàn bộ điều đi ra. Nhìn có không có người khả nghi đã tới đằng thiên chế dược hán hoặc bồi hồi tại đằng thiên chế dược hán chu vi. Diệp Thần Phong đều đâu vào đấy an bài, phải biết rằng hắn linh hồn có thể là đến từ 500 năm sau thế giới, tại 500 năm sau hắn thường đi ra ngoài bang quốc gia chấp hành nhiệm vụ, gặp phải sự tình không hoảng loạn, lựa chọn chính xác nhất phương thức xử lý, là cơ bản nhất hàng đầu tố chất. Là, Diệp Thiếu, ta lập tức an bài người đi làm. Phương Nam từ một hơi đáp, vội vã đi ra Tổng hội Sở Đại Sảnh đi an bài sự tình. Lão Đại, ta muốn hầu tử cùng lý bàn tử không có chuyện gì, người cũng không nên quá lo lắng, chúng ta nên rất nhanh thì có thể tra ra tung tích của bọn họ. Hổ ca mở miệng an ủi, trong ánh mắt lóe lên một vòng lệ khí, hầu tử cùng lý bàn tử cũng là hắn hổ ca huynh đệ, bây giờ huynh đệ của mình mất tích, hổ ca trong lòng cũng thật sự là không dễ chịu. Ân công, hổ tử nói rất đúng, chúng tôi cũng cho rằng hầu tử cùng lý bàn tử không có việc gì, ngài hãy yên tâm. Thiết Nghiêu lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong trầm mặc điểm gật đầu, nhưng mà hắn ở trong thân thể lại là bốc cháy lên hừng hực thịnh nộ, Diệp Thần Phong đối đãi người một nhà đều là thật tâm thật ý, bất kể như thế nào, nếu như cho hắn biết là ai bắt đi Lý Bản Tử cùng hầu tử cái này hai người, hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối phương tiêu thất trên thế giới này, dám động hắn Diệp Thần Phong huynh đệ người, nơi nào vẫn có thể có kế tục sống trên thế giới này đạo lý. Phương Nam Tường phân phó xong sự tình sau, liền lại đi vào trong đại sảnh, nói rằng Diệp Thiếu, ta đã phái người đi thăm dò thiên hải hiện tại còn sống mấy nhà xưởng chế thuốc, đằng thiên chế dược hán quản chế phương pháp ghi hình cũng có người tại tống tới rồi, hiện tại chúng ta có thể làm được chỉ có chờ đợi tin tức. Phương Nam Tường, Hổ ca cùng thiết nghiêu nhìn nơi nơi cho tức giận Diệp Thần Phong, trong lòng đều một trận cảm khái, cảm khái Diệp Thần Phong là một cái hữu tình có nghĩa lão đại, bọn họ tin tưởng nếu có một ngày bản thân mất tích, Diệp Thần Phong khẳng định cũng là hội tức giận như vậy, có thể theo như vậy lão đại là một loại may mắn, nhất là hồ ca, hắn đã một lần lại một lần cảm thán, trước đây hắn nghĩa vô phản cố theo diệp thần phong ly khai biên cảnh thị trường giao dịch, đi tới thiên hải là một cái bao nhiêu lựa chọn chính xác. chương 328, Vĩnh không phản bội. Xác định đầu phiếu. Dạ, thâm trầm đáng sợ. Màu ngân bạch ánh trăng như nước chảy, từ trên bầu trời lưu loát chút xuống xuống. Thiên hải, thắng thiên hội tổng hội sở. Đèn đuốc huy hoàng kinh qua thắng thiên hội một ngày lục soát cuối cùng là có lý bàn tử cùng hầu tử tâm tích mặt mày quả nhiên không ra diệp thần phong sở liệu lý Bản tử cùng hầu tử lần này mất tích cùng thiên hải một nhà xưởng chế thuốc có quan hệ diệp thần phong trong tay cầm về ra xưởng chế thuốc tư liệu hằng huệ dược nghiệp thuộc về một nhà đảo quốc xưởng chế thuốc tại hai năm trước hằng huệ dược nghiệp tiến nhập nước hoa đồng thời tại thiên hải khai xuất đệ nhất ra xưởng chế thuốc đến tận đây sau đó hằng huệ dược nghiệp dùng thiên hải làm trung tâm tướng xưởng chế thuốc từng bước hướng tới những thành thị khác mở rộng, cái này hai năm ngược lại cũng phát triển khá vô cùng. Thẳng đến đằng thiên chế dược xưởng tại Thiên Hải thành lập, Thiên Hải dược nghiệp trên cơ bản bị đằng thiên chế dược xưởng cấp lũng đoạn hằng huệ dược nghiệp tại nước hoa nhiều gia phân xưởng cũng bị làm cho đối mặt phá sản uy hiếp, cử đằng thiên chế dược xưởng cao tầng theo như lời. Hằng Huệ dược nghiệp nước hoa người phụ trách đã từng tới tìm Lý Bản Tử thương lượng với hầu tử chuyện. Các loại đầu mối đầu mâu sôi nổi chỉ hướng hàng huệ dược nghiệp, Lý Bàn Tử cùng hầu tử mất tích hầu như có thể khẳng định cùng hàng huệ dược nghiệp có quan hệ. Tổng hội sở bên trong đại sảnh Phương Nam Tường nhận được một cú điện thoại sau, liền vội vàng nói, Diệp Hiếu, có hầu tử cùng Lý Bàn Tử tung tích, bọn họ hiện tại nên bị nhốt ở vùng ngoại thành bên ngoài một gian vứt đi nhà xưởng trong, chúng ta là điều không phải yêu cầu lập tức hành động. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm xuống, bát cấp linh hồn lực không tự chủ được thấu bắn mà ra, bị hắn cầm trong tay phần về hàng huệ dược nghiệp tư liệu, tại trong nháy mắt biến thành bột phấn. Bay lả tả tại trên mặt đất, có thể thấy được hắn tức giận trong lòng đạt được trình độ nào. Lão đại, nhượng ta cùng đi với người đi, hầu tử cùng lý bàn tử cũng là ta tiểu hổ huynh đệ. Hổ ca nhìn đến trong nháy mắt biến thành bụi phấn tư liệu, khóe mắt không kiềm hãm được rút rút, trong lòng thực tại bị diệp thần phong cái này loại âm trầm dọa sợ ân công, chúng tôi cũng muốn cùng đi với ngươi, nhiều nhiều người phân lực lượng. Thiết Nghiêu lập tức nói theo. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng ta một người đi là được, nhiều người trái lại tay tạp, vạn nhất bị đối phương phát hiện. Có thể sẽ đối hầu tử cùng lý bản tử bất lợi, cho nên các ngươi còn đang ở tại chỗ này chờ tin tức của ta đi. Gặp Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, Phương Nam Tường, Hổ Ca cùng Thiết nhiêu cũng không tốt nói thêm gì nữa, lại mà Diệp Thần Phong thực lực bọn họ cũng đều là biết đến, chỉ cần có Diệp Thần Phong ra ngựa, phỏng trừng khẳng định có thể tướng hầu tử cùng Lý Bản Tử Bình An mang về. Vùng ngoại ô một gian bỏ hoang nhà xưởng bên ngoài. Diệp Thần Phong tại từ phương Nam Tường trong miệng biết được địa chỉ sau, liền tại hơn một giờ nội đuổi đến nơi này. Vứt đi nhà xưởng chu vi cỏ hoang mọc thành bụi, nhà xưởng trong mơ hồ có ngọn đèn, Diệp Thần Phong tướng bắt cấp linh hồn lực phóng ra ngoài rất nhanh phát hiện tại vứt đi nhà xưởng mái nhà bộ, có hai gã cầm trong tay súng máy đang tập kích. Xem ra cái này đảo quốc hằng huệ dược nghiệp không đơn giản a à. Thậm chí ngay cả tay súng bắn tỉa đều mời tới. Diệp thần phong thân ảnh lặng yên không tiếng động tại hoang trong bụi cỏ cấp tốc di chuyển, hắn muốn bất chi bất giác đi vào vứt đi nhà xưởng chung, phải trước muốn tướng hai gã tay súng bắn tỉa giết chết, bằng không đặc biệt có thể hội đả thảo kinh xa. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối thực lực của chính mình một cách tự tin, thế nhưng hắn mong muốn đem hầu tử cùng lý bản tử nguy hiểm thu nhỏ lại tới phạm vi nhỏ nhất. Không phải là đối phó một cái tiểu tiểu xưởng chế thuốc mà. Dùng được như vậy thận trọng sao? Ta xem căn bản sẽ không có người tới nơi này. Nói cũng phải, còn muốn chúng ta đại buổi tối tại ở đây theo dõi, ta xem ở đây liền con ruồi cũng không có sao. Vứt đi nhà xưởng trên lầu chót hai gã tay súng bắn tỉa dùng lưu loát đảo quốc ngôn ngữ trao đổi, không biết một đạo hắc ảnh đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Mà cái này hai gã tay súng bắn tỉa lại một điểm cũng không có phát giác không thích hợp. Xì, si, xì. Si. Hai khỏa hòn đá nhỏ cấp tốc từ bóng đen người bàn tay chung bắn ra, chuẩn xác không có lầm đi vào hai gã tay súng bắn tỉa trong óc, mới vừa rồi còn tại chuyện trò vui vẻ hai gã tay súng bắn tỉa, trong nháy mắt đánh mất tính mệnh trong lúc ở chỗ này liền một điểm đại âm hưởng cũng không có phát sinh, tại vứt đi nhà xưởng nội người tuyệt đối sẽ không biết bên ngoài biến cố đứng tại vứt đi nhà xưởng mái nhà diệp thần phong nhìn trước mặt hai cổ thi thể thần sắc lạnh giá lắc đầu cái này hai gã tay súng bắn tỉa thật sự là quá không chuyên nghiệp đang thi hành nhiệm vụ chung bất kể lúc này có không có gặp nguy hiểm đều nên muốn tập trung tinh thần mà cái này hai gã tay súng bắn tỉa vẫn còn tại nhàn dỗi nói chuyện phiếm thực sự là ngốc nghếch đủ có thể vứt đi nhà xưởng nội tổng cộng có 6 người, trong đó hai người bị sợi dây cấp cột hai tay treo ở giữa không chung, cái này hai người, một là người mập, một là người gầy, béo không phải là lý bàn tử mà, mà gầy người kia không phải là hầu tử mà. Mà giờ khác này lý bàn tử cùng hầu tử y phục trên người bị bỏ đi, trên thân thể nhiều hơn từng đạo đỏ như máu vết thương, thậm chí có nhiều chỗ da đều tan vỡ, có thể xúc mục kinh tâm nhìn đến bên trong huyết nhục. Tại Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử trước mặt đứng tại bốn cái đảo quốc nam nhân, trong đó một cái tây trang dày ra đảo quốc nam nhân tên là Tùng Tỉnh Trách Nhất, là hàng huệ dược nghiệp tại nước hoa người phụ trách, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng, nhìn trước mặt bị treo ở giữa không trung Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử. Mà đứng tại Tùng Tỉnh Trách Nhất bên cạnh mặt khác ba gã đảo quốc nam nhân ăn mặc đảo quốc võ sĩ phục sức, thắt lưng gian phân biệt có nắm đảo quốc võ sĩ đao, xem ra cái này ba gã đảo quốc nam nhân là có chút thân thủ người hai người các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có chỉ cần các ngươi đem ba loại dược chế tạo phương thuốc giao ra đây ta có thể tha các ngươi một mạng đồng thời có thể cho các ngươi tới hằng huệ dược nghiệp công tác các ngươi phải biết rằng hằng huệ dược nghiệp tại chúng ta đảo quốc là lớn nhất một nhà xưởng chế thuốc với lại lão bản chúng ta trong tay trưởng khống thế lực không phải là các ngươi có thể chống cự cho các ngươi tiến nhập hằng huệ dược nghiệp công tác là hai người các ngươi may mắn tùng tỉnh trạch nhất dùng cực kỳ không lưu loát nước hoa ngữ nói rằng khuôn mặt tràn đầy chẳng đáng cùng không nhịn được. Bị sợi dây treo ở giữa không trung hầu tử cùng lý bàn tử hấp hối, hầu tử khóe miệng chật vật há miệng khai cùng nhau dáng tươi cười, dụng hết toàn lực quát ta hầu tử tuyệt đối không hội phản bội lão đại của ta, ta tuyệt đối không hội tướng ba loại phương thuốc nói cho các ngươi biết những. Này đào quốc cầu, thì là ta hầu tử nỗ lực sinh mệnh đại giới cũng không oán không hối hận. Tốt người cái cái bướng người nước hoa, người có tư cách gì đối ta gầm rú tùng tỉnh trạch nhất cầm lên một bên một cây hắc sắc roi ra roi ra thượng còn có từng cây một rậm rạp chẳng chi thiết thứ không chút do so dự vung vẩy roi ra chào hỏi hầu tử ba 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 roi ra quất vào hầu tử trên người trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều đạo thấy được vết thương hầu tử cắn răng thật chặt quan nỗ lực không để cho mình cổ họng trong phát sinh tiếng kêu thảm thiết chỉ là từng tiếng buồn bực hừ tại cổ họng của hắn trong vang lên hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn lão đại diệp thần phong mất mặt tuyệt đối không hội. Nhượng hầu tử nói ra ba loại phương thuốc không chẳng khác nào là phản bội Diệp Thần Phong sao. Diệp Thần Phong là hắn hầu tử đời này duy nhất công nhận lão đại, cho dù hy sinh tính mệnh, hắn cũng vĩnh không phản bội. Tùng tỉnh trách nhất nhìn đến hầu tử gắt gao không lên tiếng, lại đem ánh mắt âm lạnh chuyển rời đến lý bàn tử trên người, nói rằng nước hoa có câu điều không phải nói như vậy mà. Kẻ thức thời là người tài giỏi, ta muốn ngươi nên so bên cạnh ngươi vị bằng hữu này thức thời đi. Chỉ cần ngươi nói ra ba loại phương thuốc tới, ta có thể cấp một mình ngươi hứa hẹn, tại hàng huệ dược nghiệp trung an bài cho ngươi một cái tổng giám đốc vị trí, cần gì phải lại như thế chịu khổ dưới đầu đi ni. Bị treo ở giữa không trung lý bàn tử, khuôn mặt thanh một khối, từ một khối thịt mỡ lay động, thanh âm huyền yếu nói rằng tốt, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đi vào một điểm, ta không có bao nhiêu lực lượng. Lý bàn tử, người đang nói cái gì? Chúng ta tuyệt đối không thể đủ phản bội lão đại, người không thể đủ nói cho hắn biết ba loại phương thuốc. Hầu tử vừa nghe liền vội. Tùng tỉnh trạch nhất gặp Lý Bản Tử nguyện ý nói ra ba loại phương thuốc, lập tức đi tới Lý Bản Tử trước mặt, vừa cười vừa nói tốt, ta rất thưởng thức ngươi, ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định hội làm được. Ai biết đạo Lý Bản Tử đột nhiên ha ha cười to đi ra, một bãi nước miếng nhổ tại Tùng tỉnh trạch nhất trên khuôn mặt phi, ngươi con này đảo quốc cầu, Ăn người béo ra ra một hơi nước bọt, biệt dùng người béo ra ra ta vóc người béo, chính là một cái rất sợ chết hóa sắc, nếu như không có lão đại, ta Lý Bản Tử đời này cũng sẽ không cảm nhận được nhân sĩ thành công tư vị. Nếu như ta phản bội lão đại, như vậy ta Lý Bản Tử còn là một người mà. Ta Lý Bản Tử đời này cũng sẽ không phản bội lão đại. Lý Bản Tử khóe miệng cười thập phần vui mừng, khuôn mặt là kiên quyết thần sắc. Cả đời này, vĩnh không phản bội. Cái này là hầu tử cùng lý bàn tử duy nhất có thể vì diệp thần phong cái này lão đại làm sự tình. chương 329, nộ, 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 xác định đầu phiếu. Lý bàn tử thình lình xảy ra hành động những nguyên bản tâm tình thật tốt tùng tỉnh trách nhất sửng sốt 2-3 giây loại, trên mặt biểu tình thức khác biến được giữ tợn lên, xòe bàn tay ra xóa sạch trên gương mặt nước bọt, cổ họng trong mắng to, bát sát, người cái này bậc thấp người nước hoa, người sẽ vì ngươi làm chuyện xảy ra trả giá thật lớn bị Lý Bàn Tử nhổ nước miếng ở trên mặt, nhượng Tùng Tỉnh Trạch Nhất cho rằng là vô cùng nhục nhã, trong miệng thật sâu hít hai cái khí, Tùng Tỉnh Trạch Nhất sắc mặt biến được càng âm trầm, giờ khắc này, hắn trong lòng đã làm ra một cái quyết định, thì là cuối cùng có thể từ hầu tử cùng Lý Bàn Tử trong miệng biết được ba loại phương thuốc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai cái này bậc thấp vô tri người nước hoa. Lý Bàn Tử, tốt giảng, cái này mới tượng người đàn ông mà, cái này mới không làm thất vọng lão đại của chúng ta mà. Hầu tử nhếch miệng cười đồng thời, bắp thịt trên mặt không kiềm hãm được có quắp hay hạ, có thể là tác động đến nguyên bản trên khuôn mặt vết thương. Lý bản tử tuy rằng cả người tinh thần uể oải, thế nhưng y nguyên tự mô tự dạng biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo dáng dấp đó còn cần phải nói mà. Cũng không nhìn một chút lão đại của chúng ta là ai. Thì là đầu bị tước xuống, ta lý bản tử cũng không mang theo một chút nhíu mày. Bát sát, bát sát, bát sát, hai người các ngươi người nước hoa thật nhượng ta phẫn nộ rồi. Tùng tỉnh trạch nhất nhìn đến dễ dàng nói chuyện với nhau, thậm chí khuôn mặt còn lộ vẻ nụ cười lý bàn tử cùng hầu tử, dường như cái này hai người là tại lao việc nhà giống nhau, điều này làm cho tùng tỉnh trạch nhất làm sao có thể chịu được. Tức giận đến khóe mắt càng không ngừng nhúc nhích. Ba, 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 huy động bàn tay chung mang theo thiết thứ roi ra, tùng tỉnh trạch nhất tại lý bàn tử trên người là càng rút càng cố sức, thời gian không bao lâu, Lý bàn tử trên người liền ra chóc thịt bong, cả người trên người cơ bản không có một khối tốt ra, lóa mắt máu tươi bao vây lấy thân thể hắn. Thế nhưng Lý bản tử cắn chặt hàm răng, khóe miệng y nguyên vẫn duy trì dáng tươi cười, thanh âm huyền yếu mắng, người con này đảo quốc cầu, lẽ nào ngươi ngày hôm nay không có ăn cơm không? Ngươi là tự cấp người béo ra ra ta cào ngứa sao? Đáng tiếc người béo ra ra ta không có ngươi như thế cái cầu tôn tử. Nói rất hay, người cái cầu tôn tử, có loại tới đánh ngươi hầu gia gia ta à. Người hầu gia gia ta sẽ một chút nhíu mày, ta ngày hôm nay tự nhận thức ngươi như thế cái cầu tôn tử. Hầu tử nhìn đến cả người là huyết lý bàn tử, trong lòng khó chịu không gì sánh được, nhất cổ lửa giận lắp đầy lồng ngực của hắn. Khóe miệng hiện lên một vòng nghĩa vô phản cố dáng tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, lão đại, hầu tử mạng của ta xem ra đêm nay phải ở lại chỗ này, mong muốn kiếp sau ta hầu tử vẫn có thể làm huynh đệ của ngươi. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử nhìn nhau liếc mắt, Lý Bàn Tử dùng tận cuối cùng một ít khí lực gầm rú đạo, hầu tử, người hối hận không? Ta Lý Bàn Tử vĩnh viễn sẽ không hối hận, ngày hôm nay ta thế nào ta cảm giác Lý Bàn Tử đặc biệt đàn ông ni? Hình như chỉ có ngày hôm nay ta mới cảm giác mình là một cái đàn ông, một cái thuần đàn ông. Lý Bàn Tử, đi con mẹ ngươi, ngươi nói ta sẽ hối hận sao? Ta chỉ hối hận từ nay về sau không bao giờ nữa có thể bang đến lão đại chiếu cố. Hầu tử cười mắng, thân sắc có chút tiêu sái, thản nhiên. Cái gì gọi là huynh đệ? Cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ? Cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu đều không chối từ, rất nhiều người cũng sẽ đem những lời này đọng ở bên mép, nhưng là thật đến nguy nan thời gian, đại bộ phận người sẽ chọn ở sau lưng thống huynh đệ một đao, mà hầu tử cùng lý bản tử thời khắc này hành vi, chân chính thuyết minh một câu nói này tại bọn họ hai cái trong lòng, lên núi đao không thể sợ, xuống chảo dầu không cao mày, vì Diệp Thần Phong người huynh đệ này. Vì Diệp Thần Phong cái này tại bọn họ trong lòng thật sâu sùng bái cùng tôn kính lão đại, bọn họ hai cái có thể làm được sắp chết không sợ, chỉ là vì không cho bọn hắn lão đại mất mặt. Tùng tỉnh trách nhất tức giận đến nắm roi ra bàn tay không ngừng run rẩy hắn không có nghĩ đến trước mặt hai người kia lại có thể hội có bực này cốt khí. Đêm nay Tùng tỉnh trạch nhất tuyệt đối muốn từ lý bản tử cùng hầu tử trong miệng biết được đằng thiên chế dược sưởng ba loại phương thuốc, còn muốn cho hai người kia muốn sống không được, hắn cũng không tin sao không khai hai cái này người nước hoa miệng. Ba, 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 Tùng tỉnh trạch nhất phung vẩy roi ra chào hỏi hầu tử, đồng dạng tướng hầu tử cũng trừ thành một cái mười phần huyết nhân. Tiên hồng sắc huyết hiện đầy hầu tử thân thể, hầu tử khí tức là càng ngày càng yếu, một bên lý bàn tử cũng không sai biệt lắm một cái dạng, hai người trước mắt đường nhìn đã ở từ từ mơ hồ. Tùng tỉnh trách nhất sốc lên hai bên trái phải sớm tự chuẩn bị xong nước muối. Không chút do dự bát tại hầu tử cùng lý bàn tử trên người, chính cái gọi là trên vết thương tát muối, toàn thân không có một chỗ ra là hoàn chỉnh lý bàn tử cùng hầu tử bị nước muối lâm thấu. Có thể nghĩ đây là một loại bao nhiêu cảm giác thống khổ, thì là dùng sống không bằng chết cái này từ để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Nước muối xông vào vết thương, Lý Bản Tử cùng Hầu Tử Nguyên bản mơ mơ màng màng tinh thần, trong nháy mắt lại trở nên không gì sánh được thanh tỉnh, cổ họng trong theo bản năng muốn phát sinh tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng cuối cùng vẫn cường nhịn xuống, chỉ là trong miệng không ngừng hấp cảm lạnh khí, trên mặt Ngũ Quan đã sớm xoay khúc đến cùng nơi. Hai người các người bậc thấp người nước hoa, hiện tại ta không vội mà các ngươi nói cho ta biết ba loại phương thuốc, ta có thể là chuẩn bị thật nhiều cái trò chơi ta có thể bồi hai người các ngươi từ từ chơi. Tùng tỉnh trạch nhất nụ cười trên mặt thập phần sán lạn. Cấp ta kế tục hướng bọn họ hai cái trên người bát nước muối. Tùng tỉnh trạch nhất mệnh lệnh bên cạnh ba gã đảo quốc võ sĩ. Ba gã đảo quốc võ sĩ sôi nổi sốc lên trang bị đầy đủ nước muối thùng nước, hầu tử cùng lý bàn tử khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Nhấn, 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 lúc này, tại bọn họ hai cái trong lòng chỉ có ba chữ này. Phanh, một tiếng, giữa lúc ba gã đảo quốc võ sĩ phải tiếp tục bát nước muối thời gian, vứt đi nhà xưởng rất nặng thiết môn lại có thể ầm ầm đảo địa, lưu loát bụi có ở đây không toàn ánh đèn sáng người hạ bay múa đầy trời, đợi cho bụi bậm lạc định, một thanh niên thân ảnh ánh vào ở đây tất cả mọi người mi mắt trong. Bị treo ở giữa không trung nhắm mắt lại hầu tử cùng lý bàn tử, đang nghe tiếng vang to lớn sau, từ từ mở mắt, khi nhìn đến cổng thân ảnh thời gian khuôn mặt là không ức chế được kinh ngạc sau đó là không ức chế được kích động cổ họng trong thanh âm khàn khàn lão đại người đã đến rồi a à? nhưng mà lời nói tại trong miệng hai người nói lúc đi ra thanh âm biến được đặc biệt bình thản hình như bọn họ hai cái đã sớm biết diệp thần phong hội xuất hiện giống nhau thế nhưng trong thanh âm run chút nào không che giấu được bọn họ hai cái lúc này trong lòng đích thực chính tâm tình Diệp thần phong hai con người khi nhìn đến toàn thân là huyết lý bản tử cùng hầu tử thời gian, nguyên bản gợn sóng không sợ hãi thần sắc thay đổi, nồng đậm tức giận từ từ leo lên gương mặt của hắn. Diệp thần phong không có nghĩ đến lý bản tử cùng hầu tử bị người dần vặt thành cái này bộ dạng. Tâm tình trong lòng từ từ biến được chỉ một lên. Nộ, no, nộ, no, nộ. No. Cái này là diệp thần phong hiện tại trong lòng duy nhất tâm tình, trong thân thể khí thế đột nhiên bạo phát lên, đen kịt hai con người chung bốc hơi hừng hực thịnh nộ, dường như một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Đối với Diệp Thần Phong đột nhiên đến, tung tỉnh trách nhất bọn người tràn đầy khiếp sợ, bọn họ đặc biệt rõ ràng mái nhà thế nhưng có hai cái tay súng bắn tỉa, trước mặt người thanh niên này có thể nghênh ngang đi tới, chính là nói rõ bên ngoài hai cái tay súng bắn tỉa được giải quyết. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đại, cũng để cho Tùng Tỉnh Trạch Nhất suy đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong, ngươi là hai người kia lão đại. như vậy ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn ngươi cũng nên biết ba loại phương thuốc đi. chỉ cần ngươi trái lại giao ra đây, ta đảo là có thể nhường ngươi buông lỏng ly khai cái này thế giới. bằng không ta sẽ nhường các ngươi liền tử tư cách cũng không có. Diệp Thần Phong nhìn về phía Tùng Tỉnh Trạch Nhất ánh mắt hoàn toàn tượng là đang nhìn một cái người chết thông thường, cũng đúng. Tùng tỉnh trách nhất đem hầu tử cùng lý bàn tử dần vặt thành bộ dáng này, hắn đêm nay có thể sống rời đi nơi này mới là quái sự tình đi. Tối hôm nay các người toàn bộ đều muốn chết, thanh âm lạnh như băng từ diệp thần phong cổ họng trong bất thình lình phát sinh, có thể dùng tùng tỉnh trách nhất đám người không tự chủ ra đầu một trận tê dại, lưng lạnh siêu siêu, rậm rạp chẳng chỉ thật nhỏ mồ hôi hột từ trên trán sông ra, một loại không biết tên sợ hãi tràn ngập tại trong lòng bọn họ. Tùng tỉnh trạch nhất mạnh mẽ chấn định ở tâm tình, khóe miệng hữu ý vô ý hiện ra một vòng dáng tươi cười, xem ra lại là một cái không thức thời vụ người nước hoa, bất quá, đợi một lát ngươi lập tức sẽ cùng hai người kia giống nhau, mong muốn người có thể kế tục bảo trì cái này loại kiêu ngạo, bằng không ta còn cảm thấy không có ý nghĩa đi. chương 330, sát, 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 xác định đầu phiếu. Đối với tùng tỉnh trạch nhất dáng tươi cười, Diệp thần phong hồn nhiên không có để ở trong lòng, chợt hướng tới hắn bên phải trong không khí huy đánh một quyền. Phanh, một tiếng, một gã ẩn thân cho trong không khí ninja, hiện ra ở ở đây tầm mắt mọi người chung, một ngụm máu tươi từ tên hắc y ninja trong miệng phun tới. Diệp thần phong không chút do dự nào, tại tên hắc y ninja hiện thân thời gian, lại là mạnh mẽ một quyền đánh vào tên ninja ngực, giang rắc, giang rắc, giang rắc, tinh mịn xương đứt thanh từ hắc y ninja ngực truyền ra, khẩn tiếp theo, Diệp Thần Phong từ hắc y ninja trong tay đoạt lấy nắm ninja đao, bá. Thoáng cái, Diệp Thần Phong nắm trong tay ninja đao, hướng hắc y ninja cái cổ vạch tới, hắc y ninja còn không có phản ứng qua đây, hắn toàn bộ đầu tựu cùng thân thể chia lìa. Hắc y ninja hai con người chừng to đại, đầu quảng tại giữa không chung, cụ thi thể không đầu nơi cổ, không ngừng phun trào ra đỏ tươi sắc huyết, dường như một cái loại nhỏ suối phun thông thường ẩn nấp ở trong không khí hắc y ninja không có nghĩ đến bản thân vậy mà tự chết như vậy. Kỳ thực Diệp Thần Phong vừa bước vào vứt đi nhà xưởng, bén nhạy bát cấp linh hồn lực liền phát hiện tên này ninja, hắn đảo thật không có nghĩ đến, cái này đảo quốc hàng huệ dược nghiệp không riêng mời tới tay súng bắn tỉa, còn có đảo quốc ninja vì bọn họ trợ trận. Xem ra cái này hàng huệ dược nghiệp thật không đơn giản ni. Diệp Thần Phong đánh chết tên này hắc y ninja một loạt động tác cơ hồ là tại trong vòng 5 giây hoàn thành nguyên bản tràn đầy tự tin tùng tỉnh trạch nhất ngây dại, lần này cần từ lý bàn tử cùng hầu tử trong miệng nhận được ba loại phương thuốc, là xa tại đảo quốc hằng huệ dược nghiệp chân chính lão bản chỉ lệnh, vì thế hằng huệ dược nghiệp lão bản còn từ đảo quốc phái hai gã tay súng bắn tỉa cùng một gã ninja đến đây trợ giúp tùng tỉnh trạch nhất. Tên này hắc y ninja từ đầu đến cuối đều ẩn nấp ở trong không khí. Nếu có người thật đến đây giải cứu lý bàn tử cùng hầu tử, tuyệt đối có thể tướng đối phương sát trở tay không kịp, thế nhưng ai biết đạo nguyên bản tùng tỉnh trạch nhất trong lòng vương bài, lại có thể bị trước mặt người thanh niên này cứ như vậy giải quyết. Điều này hiển nhiên không hợp lý a à. Diệp thần phong ánh mắt không có ở hắc y ninja trên thi thể làm nhiều dừng lại, lạnh giá tràn ngập sát khí hai con ngươi nhìn về phía tùng tỉnh trạch nhất, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy từ. Giữa lúc tùng tỉnh trạch nhất kinh nghi bất định nhìn chằm chằm diệp thần phong thời gian, chỉ nghe thấy bên cạnh hắn truyền đến phanh. Phanh, phanh, ba tiếng nổ, ba gã đảo quốc võ sĩ đầu không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, đỏ tươi sắc huyết cùng bạch sắc óc tiên tùng tỉnh trạch nhất vẻ mặt. Lúc này tùng tỉnh trạch nhất hoàn toàn hóa đá, trước mặt phát sinh tất cả đối với hắn mà nói thật sự là thật là quỷ dị. Mùi máu tanh nồng đậm không ngừng sông vào mũi hắn trong, trong dạ dày mặt một trận bốc lên, oa một tiếng, tùng tỉnh trạch nhất vậy mà nhịn không được khom lưng nôn ói ra, liền mật đều toàn bộ phun ra tung tỉnh trách nhất lao lao bên mép vết bẩn, trong miệng không ngừng ngụm lớn thở hổn hển, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt. Nói rằng, người nước hoa, ngươi, ngươi không cần loạn tới. Chúng ta hằng huệ dược nghiệp điều không phải ngươi có thể đắc tội nổi, lão bản của ta tại đảo quốc cũng không đơn giản chỉ là thương nhân, trong tay của hắn còn nắm giữ nhất cổ thế lực dưới đất. Nếu như ngươi ngày hôm nay sát ta lời nói, ta cam đoan ngươi và người nhà của ngươi toàn bộ hội chết không có chỗ chôn bất quá, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện đêm nay ta có thể không cùng các ngươi theo đuổi. Thời khắc này tùng tỉnh trạch nhất chỉ muốn còn sống, cho nên hắn mới có thể mang ra thế lực sau lưng hắn, dùng này tới đe dọa Diệp Thần Phong. Sau đó sẽ tung một cái táo ngon, nhượng Diệp Thần Phong cho rằng chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng nếu như Tùng tỉnh trạch nhất ngày hôm nay thật sống rời đi nơi này, hắn khẳng định hội lợi dụng tất cả thủ đoạn đối Diệp Thần Phong tiến hành trả thù. Hằng Huệ dược nghiệp, Diệp Thần Phong khóe miệng lạnh giá cười nói, người yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ đi đảo quốc một chuyến, đến lúc đó hội đem trong miệng ngươi lão bản đưa đến Diêm Vương Điện đi tới cùng ngươi hội hợp. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng ta lão bản là A Miêu A Cẩu sao? Ngươi nước hoa, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại. Bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp gặp Diệp Thần Phong không mua sổ sách, tung tỉnh trách nhất lại vội vàng nói. Phàm là dám động đến ta huynh đệ người, giết không tha. Diệp Thần Phong từng bước hướng tâm tình hầu như đối mặt tan vỡ tùng tỉnh trách nhất đi tới. Sát, sát, sát. Tại Diệp Thần Phong trong mắt coi như là thiên vương lão tử dám động huynh đệ của hắn, hắn cũng sẽ dụng hết toàn lực tướng thiên vương lão tử cấp oanh sát. Chớ đừng nói chi là trước mặt con này chết đã đến nơi đảo quốc chó. Diệp thần phong trào tùng tỉnh trạch nhất cổ áo, tướng nhất khỏa cực dương hoàn nhét vào tùng tỉnh trạch nhất trong miệng, hắn làm sao có thể nhượng tùng tỉnh trạch nhất tử thống khoái như vậy ni? Tuyệt đối không thể. Tùng tỉnh trạch nhất bị ép nuốt nhất khỏa cực dương hoàn sau, lập tức hỏi, người cấp ta ăn cái gì đồ đạc? Người cấp ta ăn cái gì đồ đạc? Diệp thần phong không để ý đến tùng tỉnh trạch nhất, mà là tướng bị treo ở giữa không trung lý bàn tử cùng hầu tử cấp để xuống, nhượng sau phân biệt tại thân thể hai người trong rót vào nhất cổ linh hồn lực, nguyên bản đặc biệt hư nhược lý bản tử cùng hầu tử tinh thần tức khắc khá hơn nhiều. Hầu tử, lý bản tử, chúng ta trước nhìn hội vở kịch hay. Diệp thần phong khẽ mỉm cười nói, dáng tươi cười có chút thấm người. Tại Diệp thần phong vừa dứt lời chi tế, cực dương hoàn dược hiệu liền tại tùng tỉnh trạch nhất trong cơ thể phát huy tác dụng. Tùng tỉnh trạch nhất càng không ngừng lấy tay chảo thân thể, rất nhanh y phục trên người bị nắm thành vải, nhưng là hai tay của hắn còn đang điên cuồng gãi. Trong thân thể đau khổ nhượng tùng tỉnh chạch nhất không có cách gì chấm dứt động tác, Da trên người từ từ một tầng một tầng bị bắt xuống, sau đó là huyết nhục cũng bị hắn ngạnh sinh sinh xé kéo xuống, trên mặt cả tấm da cũng bị tê xuống, sống thoát thoát biến thành một cái huyết nhân, trước mắt cái này loại hình ảnh chút nào không thua gì phim kịnh dị dọa người trình độ. Ác ma, ác ma, người là ác ma. Tùng tỉnh chạch nhất cổ họng trong khàn giọng gầm rú, cái này loại xé rách huyết nhục cảm nhận sâu sắc lại há là người bình thường có thể thừa nhận. Thế nhưng cực dương hoàn không chỉ có thể nhượng tùng tỉnh chạch nhất toàn thân ngứa, vẫn có thể nhượng tùng tỉnh chạch nhất vẫn duy trì thanh tỉnh, bằng không sợ rằng tùng tỉnh trạch nhất đã sớm bất tỉnh đi. Hai chỉ trong mắt bị tùng tỉnh trạch nhất bản thân móc ra, mũi bị hắn bản thân cấp xé rách xuống, nhưng mà, trong thân thể cái này loại đau khổ phảng phất là đến từ chính cốt tủy chung. Nhưng Tùng Tỉnh Trạch Nhất căn bản không có cách gì dừng lại, thẳng đến cuối cùng hắn tướng buồng tim của mình móc ra một khắc kia, hắn mới chính thức giải thoát rồi. Lý Bàn Tử cùng hầu tử nhìn đến trước mặt Tùng Tỉnh Trạch Nhất máu rầm rề chết kiểu này, tại tại chỗ đủ sửng suốt có hơn một phút đồng hồ, lại mà muốn khởi mới vừa rồi bị Tùng Tỉnh Trạch Nhất dần vặt chết đi sống lại tràng cảnh, bọn họ hai cái cũng không có bởi vì hình ảnh mà cảm thấy buồn nôn, trái lại trong lòng có một loại báo thù sảng khoái cảm giác. Ngược lại lý bàn tử cùng hầu tử nhìn đến bản gương mặt diệp thần phong hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói lão đại chúng ta cho ngươi mất thể diện hai người các ngươi cũng biết cấp ta mất thể diện diệp thần phong tức giận nghi vấn hỏi sau đó tiếp tục nói rằng tại trong mắt các ngươi lẽ nào ba loại phương thuốc so hai người các ngươi mệnh còn có trọng yếu không ta diệp thần phong không quan tâm tiền ba loại phương thuốc cũng bất quá là kiếm tiền công cụ mà thôi huynh đệ đối với ta mà nói so tiền trọng yếu nhiều lắm Lý bàn tử cùng hầu tử trầm mặc không nói, một lát sau, hầu tử nói rằng, nếu như lại để cho ta lựa chọn, ta còn là sẽ không nói ra ba loại phương thuốc, coi như là dùng sinh mệnh vì đại giới. Lão đại, hầu tử nói một điểm đều không sai, chúng ta không hối hận lựa chọn của mình. Lý bàn tử lập tức phụ họa nói. Nhìn Lý bàn tử cùng hầu tử chân thành tha thiết biểu tình, Diệp thần phong trong lòng một trận xúc động, phân biệt vỗ một cái Lý bàn tử cùng hầu tử đầu, nói rằng hai người các ngươi đây là thế nào? Lẽ nào các ngươi không phải đi bệnh viện sao? Ta xem tiếp tục như vậy nữa hai người các ngươi huyết cần phải lưu quang. Lý bàn tử cùng hầu tử trên người hai người tổn thương quá nặng, Diệp Thần Phong chỉ là lợi dụng linh hồn lực bang hai người dừng lại huyết, bọn họ nhất định phải tại trong bệnh viện thật tốt tu dưỡng một trận. Diệp Thần Phong tuy rằng có thể lợi dụng linh hồn lực nhanh hơn hai người vết thương khép lại tốc độ, thế nhưng cái này hai người dù sao chảy nhiều máu như vậy, yêu cầu bảo dưỡng một đoạn thời gian tài năng đủ khôi phục như lúc ban đầu. Lão đại, không mang theo người bộ dáng này nói đùa, ta và Lý Bàn Tử hiện tại thế nhưng người bệnh A. Hầu tử cũng khai khởi nói giỡn, bất quá thân thể khẽ động, lập tức liên lụy đến vết thương trên người, đau hầu tử một trận nhe răng trợn mắt. chương 331, mong muốn không để cho ta thất vọng. Xác định đầu phiếu, Đối với đảo quốc Hằng Huệ Dược Nghiệp muốn cầm đến đằng thiên chế dược xưởng ba loại phương thuốc, không tiếc bất cứ giá nào đem hầu tử cùng lý bàn tử dần vặt thành bộ dáng này. Tuy rằng bây giờ Hằng Huệ Dược Nghiệp nước hoa người phụ trách tùng tỉnh trách nhất bị Diệp Thần Phong giải quyết, thế nhưng dù sao chuyện này phía sau màn người chủ sự là Hằng Huệ Dược Nghiệp đích thực chính lão bản. Sợ rằng chuyện này Hằng Huệ Dược Nghiệp không hội từ bỏ ý đồ, cho nên Diệp Thần Phong quyết định đi một chuyến đảo quốc. Hắn thích đem sở hữu đối với hắn có uy hiếp sự vật bóp chết tại trong nôi, bằng không sau đó còn không biết đảo quốc hằng huệ dược nghiệp hội đùa giỡn ra hoa chiêu gì tới ni. Dưới màn đêm đảo quốc, đồng dạng là đèn đuốc huy hoàng, rất nhiều người vừa nhắc tới đảo quốc, nhất là nam nhân trẻ tuổi, phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ tới trên giường động tác phiến. Đảo quốc là một cái giường thượng động tác phiến tràn lan quốc gia, rất nhiều nổi tiếng trên giường động tác phiến nữ diễn viên đều ra tự đảo quốc, nhiều ít cái đêm khuya nội ta người đối màn ảnh máy vi tính, là những này khả kính nữ diễn viên bồi chúng ta vượt qua cả ngày lẫn đêm a. À. Đào Quốc duy nhất ưu điểm chỉ sợ cũng ngay này. Nhất ngôi biệt thự trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, hai gã hơn 30 tuổi Đào Quốc nam nhân ngồi mặt đối mặt. Một tên trong đó ăn mặc tây trang nam nhân tên là Nguyên Điền Cửu Tín, là Hằng Huệ Dược nghiệp đích thực chính lão bản, Hằng Huệ Dược nghiệp biểu hiện ra là một nhà xưởng chế thuốc, kỳ thực trong đó còn dính tới rất nhiều không hợp pháp hoạt động đồng thời nguyên biển cửu tín trong tay còn nắm giữ nhất cổ không kém thế lực dưới đất. Một gã khác ăn mặc đảo quốc nam tử truyền thống phục sức nam nhân tên là độ biên đạt giả chính là đảo quốc độ biên gia tộc đại thiếu gia. Độ biên gia tộc tại đảo quốc thuộc về một cái võ thuật gia tộc phụ thân của độ biên đạt giả độ biên hùng xuyên là đảo quốc công nhận cao thủ. Độ biên gia tộc danh hạ sản nghiệp có rất nhiều có thể nói độ biên gia tộc tại toàn bộ đảo quốc đều có thể đủ bài thượng hào. Độ biên quân cư ta điều tra tại nước hoa thiên hải đằng thiên chế dược xưởng chỉ cần chúng ta lấy được trong tay bọn họ ba loại phương thuốc, như vậy đến lúc đó ta hàng huệ dược nghiệp khẳng định có thể phát triển đến toàn thế giới các nơi, ba loại phương thuốc thật là thị phi thường thần kỳ ni. Nguyên điền cửu tín đối độ biên đạt giã đặc biệt tôn kính. Bất quá, độ biên quân, người xin yên tâm, sau đó ta nguyên điền cửu tín nhất định hội thể sống chết thuần phục độ biên gia tộc, tuyệt không hài lòng. Nguyên điền cửu tín tiếp tục nói. Độ biên đạt giã điểm gật đầu, bưng lên ly trà trước mặt, hơi nhấp một miếng, nói rằng, Nguyên Điền Quân, thành ý của ngươi ta cảm thấy, sau đó Nguyên Điền Quân chuyện của ngươi chính là chúng ta độ biên gia tộc sự tình. Ngươi nói ba loại dược phẩm ta trước đó không lâu cũng để cho người mua gửi cho ta, dược hiệu quả nhiên là đặc biệt thần kỳ, ta tin tưởng chỉ cần cầm đến ba loại phương thuốc, Nguyên Điền Quân ngươi hằng huệ dược nghiệp khẳng định hội mở rộng đến toàn thế giới đến lúc đó hằng huệ dược nghiệp tướng biến thành chúng ta độ biên gia tộc nhất cổ trọng yếu trợ lực nguyên điền quân chúng ta độ biên gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi độ biên đạt giã buông xuống chén trà trong tay nói rằng độ biên quân theo lý mà nói người của ta nên phải có đáp lại a à. thế nào cho tới bây giờ còn không có liên hệ ta có thể hay không xảy ra chuyện gì nguyên điền cửu tín hơi có chút lo lắng hỏi độ biên đạt giã lắc đầu tự tin nói rằng Nguyên Điền Quân, chuyện lần này chắc chắn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chớ quên, ta còn phái một gã ninja đi giúp đỡ thủ hạ của ngươi hoàn thành việc này. Tên ninja am hiểu sử dụng ẩn thân thuật, có thể tướng địch nhân sát trở tay không kịp, cho nên Nguyên Điền Quân ngươi tự an tâm đẳng tin tức tốt. Độ Biên Quân, ngươi nói đúng, người nước hoa bất quá chỉ là một cái rác rưởi dân tộc mà thôi, thì như thế nào có thể cùng chúng ta đảo quốc tướng so? chúng ta đảo quốc mới là cái này mạnh nhất trên thế giới đại dân tộc. Nguyên Điền Cửu Tín kiêu ngạo nói. Biệt thự trong đại sảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen dựa vào tại đại sảnh góc trên vách tường, đang nói chuyện với nhau Nguyên Điền Cửu Tín cùng độ biên đạt dã hoàn toàn không có phát hiện không đúng địa phương. Hai người các ngươi giảng đủ chim ngữ sao, bóng đen không mặn không nhạt mở miệng nói. Thình linh xảy ra thanh âm hù dọa nguyên điền cửu tín cùng độ biên đạt dã vừa nhảy, sau đó ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển rời đến, đại sảnh góc tường bóng đen trên thân người. Bóng đen người từ trong góc phòng đi ra, gương mặt phòng đạm vân khinh. Khóe môi nhếch lên như có như không dáng tươi cười, cái này không phải là diệp thần phong mà. Tại tướng hầu tử cùng lý bàn tử đưa đến y viện sau, hắn liền lập tức đi máy bay đi tới đảo quốc, đồng thời điều tra rõ ràng hàng huệ dược nghiệp lão bản nguyên điền cửu tín sở chỗ ở. Người nước hoa Nguyên Điền Cửu Tín dùng cực kỳ không lưu loát nước hoa ngữ nghi vấn hỏi. Sau đó tiếp tục nói rằng, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm gì? Bất quá, ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì muốn chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nhún vai, nói rằng, ta là tối nay tới lấy hai người các ngươi mạng chó người, các ngươi không phải là muốn cầm đến đằng thiên chế dược sưởng ba loại phương thuốc sao? Chờ các ngươi xuống đất sau, ta có thể hội lòng từ bi dùng giấy nấu cho các ngươi đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, độ biên đạt giã mắt híp lại, chiếu Diệp Thần Phong theo như lời nói suy đoán, lần này bọn họ phái đi nước hoa cướp giật phương thuốc người, nhiệm vụ thất bại. Độ biên đạt giã thanh âm có vẻ có chút lạnh giá tạm tràn đầy sát khí, người nước hoa, người những lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi giết người của chúng ta? Độ biên đạt giã nước hoa ngữ trái lại nói xong thẳng lưu loát. Ta chỉ là sát mấy cái buồn nôn người cầu mà thôi. Diệp Thần Phong không cho là đúng nói rằng. Tốt, 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 người nước hoa, ta không phải không thừa nhận dũng khí của ngươi có thể tăng, bất quá, người đêm nay chủ động đưa tới cửa chỉ có chịu chết phần, nếu như ngươi không chủ động tới nơi này, có thể vẫn có thể sống lâu nhất ít ngày. Độ biên đạt giã lạnh giọng nói rằng, nước hoa tạp trùng, người chuẩn bị chịu chết đi. Nguyên điền cửu tín vừa định muốn mở miệng gọi người, liền bị độ biên đạt giã ngăn lại, nói rằng, nguyên điền quân, đêm nay ta ngứa tay, trước mặt cái này người nước hoa tựu giao cho ta xử lý đi. Nói độ biên đạt giã liền từ bên hông rút ra nắm đảo quốc võ sĩ đao. Nghe được độ biên đạt giã đều nói như vậy, Nguyên Điền cửu tín liền không nói thêm gì, dù sao hắn cũng biết độ biên đạt giã thực lực không tầm thường. Diệp thần phong hí ngược nhìn trước mặt tràn ngập tự tin độ biên đạt giã, độ biên đạt giã đặc biệt khó chịu diệp thần phong thứ ánh mắt này, quát dẹp đường, người nước hoa, ngày hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút chúng ta đảo quốc võ thuật. Phanh, một tiếng, độ biên đạt giã vừa dứt lời, đứng tại bên cạnh hắn nguyên điền cửu tín đầu liền bạo liệt ra, trong lúc nhất thời huyết hoa văng khắp nơi, huyến lệ không gì sánh được. Vừa muốn quơ đao độ biên đạt giã dại ra ở, đầu óc nhất thời chuyển bất quá cong tới, một lát sau, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, trong đại sảnh chỉ có ba người bọn họ, như vậy nguyên điền cửu tín vô duyên vô cơ bể đầu, Nhất định là trước mặt người thanh niên này gây nên, thế nhưng trước mặt người thanh niên này đứng tại chỗ không nhúc nhích a. Độ Biên Đạt Dã trong lòng tự tin trong nháy mắt tan vỡ, đang đối mặt không biết lực lượng đáng sợ thời gian, đại bộ phận người cũng sẽ liền dũng khí chống cự đều đánh mất, mà Độ Biên Đạt Dã lúc này liền là loại tâm tình này. Người nước Hoa, ta là Độ Biên gia tộc người, nếu như ngươi dám động thủ với ta lời nói, Độ Biên gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi với lại chúng ta độ biên gia tộc tại đảo quốc đặc biệt có địa vị, cha ta đồng dạng cũng là đảo quốc công nhận cao thủ, chúng ta độ biên gia tộc điều không phải ngươi có thể chọc nổi. Ở vào trong hoảng loạn độ biên đạt giã rất nhanh chấn định lại, như thế nào đi nữa nói độ biên đạt giã từ nhỏ tại đại gia tộc trung lớn lên, với lại tự thân cũng có nhất định thực lực, ngược lại cũng là cụ bị nhất định xử sự, sự không hoảng hốt tố chết. Độ biên gia tộc, phụ thân ngươi là đảo quốc công nhận cao thủ, Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ nói rằng, hắn đang lo tìm không được đối thủ tới đột phá thực lực ni. Nguyên bản Diệp Thần Phong dự định giải quyết rồi hàng huệ dược nghiệp lão bản liền rời đi đảo quốc, hiện tại hắn đảo là có thể tại đảo quốc nhiều ở mấy ngày, chỉ bất quá hắn mong muốn cái này phụ thân của độ biên đạt giã nghìn vạn đừng cho hắn thất vọng rồi. Người nước hoa, người đã đắc tội chúng ta độ biên gia tộc, ta khuyên người còn là tự hành kết thúc đi. Tiết kiệm đã bị không cần thiết thống khổ, nhìn đến như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, độ biên đạt giã còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là nghe qua độ biên gia tộc, là đang sợ, trên người tự tin cùng kiêu ngạo lần thứ hai đầy trị trở về. Ngu ngốc, Diệp Thần Phong từ hàm răng vá trong lạnh giá nhớ lại hai chữ này. Độ biên đạt giã biến sắc, trên đầu trong nháy mắt cảm giác được có cổ trọng lực đang đè ép, run rẩy môi vừa định muốn mở miệng, chỉ tiếc xong một bước, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, độ biên đạt giã đầu đồng dạng bạo liệt ra trong lúc nhất thời biệt thự trong đại sảnh tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. chương 332, tội không thể tha thứ được. Xác định đầu phiếu, nguyên điền cửu tín cùng độ biên đạt giã tử, ngày thứ hai có thể dùng bọn họ nơi tòa thành thị nào sôi trào lên. Nguyên điền cửu tín cùng độ biên đạt giã đều là có nhất định thân phận người, nhất là độ biên đạt giã, độ biên gia tộc tại đảo quốc lực ảnh hưởng đặc biệt to lớn, độ biên đạt giã lại là độ biên gia tộc đại thiếu gia, độ biên gia tộc hạ mặc cho gia chủ, độ biên đạt giã tin người chết sao có thể đủ nhượng người không khiếp sợ ni. Ngắn ngủi cả đêm thời gian hầu như trong tòa thành này người đều đang nghị luận chuyện này, đoán được đấy là người nào không biết sống chết người dám khiêu khích độ biên gia tộc uy nghiêm. Mà chuyện này đầu sỏ gây nên diệp thần phong, ngày hôm qua từ nguyên điền cử tín biệt thự chung sau khi rời đi, tại phụ cận tìm một nhà lữ quán, Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm tối, thoải mái tắm một cái, Tịnh không có cấp đi độ biên gia tộc hội một hồi phụ thân của độ biên đạt giả, cái này bị đảo quốc người công nhận vì cao thủ nam nhân. Độ biên đạt giả đã bị Diệp Thần Phong giết đi, ai biết đạo độ biên gia tộc cuối cùng có thể hay không tra được Diệp Thần Phong trên đầu tới. Nếu để cho độ biên gia tộc biết Diệp Thần Phong là hung thủ, khẳng định hội cấp Diệp Thần Phong mang đến không ít phiền phức, thậm chí hội cấp Diệp Thần Phong người bên cạnh mang đi không ít phiền phức chính cái gọi là chảm thảo muốn trừ tận gốc, cái này sống núi đã cùng độ biên gia tộc kết lại. Như vậy Diệp Thần Phong chuẩn bị huyết tẩy độ biên gia tộc, đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối đãi bản thân tàn nhẫn, linh hồn đến từ 500 năm sau Diệp Thần Phong cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, hắn trái lại mong muốn phụ thân của độ biên đạt giã thật là một cao thủ ni. Với lại hắn cũng mong muốn độ biên gia tộc trong cao thủ càng nhiều càng tốt, cứ như vậy Diệp Thần Phong liền có thể tại cực hạn chiến đấu chung đột phá bắt cấp linh hồn lực, bằng không thực lực còn muốn muốn đi lên đề thăng. Còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào ni. Phụ thân của độ biên đạt giả độ biên hùng xuyên trong biệt thự, một gã năm sáu chục tuổi lão nhân ăn mặc truyền thống đảo quốc đồng phục võ sĩ, tại biệt thự trong đại sảnh đi tới đi lui, lão giả chân mày chăm chú nhíu, nhất cổ hơi thở lạnh như băng từ thân thể của lão nhân trong phát ra, một đôi âm trầm đôi mắt dường như khi tức giận lang con ngươi, ngưng tụ nồng đậm sát khí. Phía sau lão nhân đứng tại một vị cùng hắn tuổi không sai biệt lắm nam nhân, còn có một tên niên kỳ tương đối nhẹ nam nhân cùng một gã ăn mặc xinh đẹp thiếu phụ, phảng phất là cảm nhận được lão người sát khí trên người. Ba người này đều lựa chọn trầm mặc không nói. Cái này vị lão nhân liền là phụ thân của độ biên đạt giã độ biên hùng xuyên, độ biên hùng xuyên mặc dù có hai đứa con trai, thế nhưng độ biên đạt giả là nhất có tiền đồ một cái cũng là hắn trong lòng nhận định hạ mặc cho độ biên gia tộc gia chủ ai biết đạo độ biên đạt giả tự chết như vậy với lại tử trạng đặc biệt xấu xí thậm chí là toàn bộ đầu cũng không có điều này làm cho biết tin tức độ biên hùng xuyên phẫn nộ vạn phần lúc đó liền đem trước tới báo tin người tại chỗ đánh chết có thể thấy được độ biên hùng xuyên ở trong thân thể thịnh nộ là bao nhiêu thịnh vượng đại ca đạt giả tử đã trở thành sự thật Bây giờ chúng ta có thể làm được chính là lập tức tìm ra hung thủ." Tên cùng độ biên hùng xuyên tuổi không sai biệt lắm nam nhân nói, hắn là Độ Biên Hùng Xuyên thân đệ đệ Độ Biên Nguyên Tín. "Phụ thân, ca tử chúng ta đều rất khó chịu, thế nhưng bây giờ không phải là thương tâm thời gian a." Tên Nhiên Kỳ tương đối nhẹ đảo quốc nam nhân lần lượt mở miệng, hắn chính là Độ Biên Đạt Dã thân đệ đệ Độ Biên Gia Khang. "Bất quá, Độ Biên Gia Khang đang nói ra câu nói này thời gian Khóe miệng lướt qua một vòng dáng tươi cười, nhưng mà bị hắn nhanh chóng thu liếm. Phải biết rằng phụ thân của hắn độ biên hùng xuyên thế nhưng nhận định độ biên đạt giã là hạ mặc cho độ biên gia tộc gia chủ. Bây giờ độ biên đạt giã không giải thích được bị người giết, như vậy hắn độ biên gia khan chẳng phải là có hy vọng ngồi trên. Hạ mặc cho độ biên gia tộc gia chủ vị. Phụ thân, ngài nhất định nên vì đạt giã báo thù A. Đạt giã là ngài thương yêu nhất nhi tử, bây giờ lại tử thảm như vậy. Đây là có người ý định muốn cùng chúng ta độ biên gia tộc không qua được à? A. Ăn mặc xinh đẹp thiếu phụ cũng lên tiếng, hắn là độ biên đạt giã thê tử An Đằng Mỹ Cầm, An Đằng gia tộc tại đảo quốc cũng có không tầm thường địa vị. Ngay cả ta con trai của độ biên Hùng Xuyên đều có người dám động. Độ biên Hùng Xuyên thanh âm trầm thấp, tâm tình trong lòng hoàn toàn ở vào bạo phát sát biên giới. Đại ca, theo ta thấy là người mấy năm nay rời khỏi công chúng tầm mắt quá lâu, thế cho nên những người đó quên mất người uy nghiêm, đồng dạng cũng quên mất chúng ta độ biên gia tộc uy nghiêm, tại đảo quốc phàm là dám trêu nộ chúng ta độ biên gia tộc người. Kết cục chỉ có một, tử, độ biên nguyên tín trong giọng nói ẩn hàm thịnh nộ, từ trước đây đến hiện tại, đã từng nỗ lực coi rẻ độ biên gia tộc uy nghiêm người, hầu như toàn bộ đến bí mật đi gặp Diêm vương gia. Coi rẻ độ biên gia tộc uy nghiêm, tướng độ biên gia tộc công nhận hạ mặc cho gia chủ giết đi, đây đối với độ biên gia tộc mà nói là tội không thể tha thứ được. Độ biên hùng xuyên cũng đã đã quên có bao nhiêu năm không ai tới khiêu khích độ biên gia tộc uy nghiêm, song lần này nhất khiêu khích lại là đưa hắn yêu thích nhất nhi tử giết đi. Hơn nữa còn là chết không toàn thây, đây đối với độ biên gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái đau vô cùng đau bạt tai. Đồng dạng hiện tại đảo quốc rất nhiều người đều đang chờ độ biên gia tộc xuất kích, bọn họ tin tưởng dùng độ biên gia tộc hành sự tác phong, đối với độ biên đạt giã chết thảm chuyện này, tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ, đồng dạng bọn họ cũng tin tưởng dùng độ biên gia tộc thực lực, muốn tìm ra giết chết độ biên đạt giã đích thực hung hẳn không phải là một chuyện khó. Nguyên tín, người giúp ta thông chi cảnh sát, hai ngày này phong tỏa sở hữu đường hàng không, chúng ta độ biên gia tộc nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra sát hại đạt giã đích thực hung. Độ biên hùng xuyên âm trầm mở miệng nói. Đại ca, người yên tâm đi, ta lập tức đi làm. Độ biên nguyên tín lập tức hướng biệt thự cổng đi ra ngoài. Độ biên hùng xuyên một câu nói liền có thể nhượng đảo quốc cảnh sát giúp đỡ phong tỏa hai ngày đường hàng không, có thể nghĩ độ biên hùng xuyên cùng với độ biên gia tộc tại đảo quốc thế lực có bao nhiêu cường hãn. Phụ thân, chỉ cần giết tử anh ta hung thủ còn không có ly khai đảo quốc, dùng chúng ta độ biên gia tộc thực lực, cam đoàn có thể tại trong vòng hai ngày tìm được hung thủ tung tích, đến lúc đó ta nhất định muốn thân thủ cho ta ca báo thù. Độ biên gia khang lời thề son sắt nói rằng. Độ biên hùng xuyên nhìn thoáng qua độ biên gia khang, hắn nơi nào sẽ không biết độ biên gia khang tâm tư, thế nhưng bây giờ hắn thương yêu nhất nhi tử độ biên đạt giã đã chết, độ biên gia khang trở thành con trai duy nhất của hắn, sau này độ biên gia tộc gia chủ vị hay là muốn rơi đến độ biên gia khang trên người. Độ biên hùng xuyên thở dài một hơi nói rằng, gia khang, từ nay về sau hảo hảo nỗ lực, độ biên gia tộc tương lai muốn nhờ vào ngươi. Đang nghe được độ biên hùng xuyên lời nói sau, độ biên ra khang kích động thiếu chút nữa ha ha đại bật cười, may là kịp thời nhịn được, điểm gật đầu, nói rằng, phụ thân, ngài yên tâm đi, anh ta chưa hoàn thành sự tình, ta sẽ thay hắn hoàn thành. Tốt, hai người các ngươi cũng đi bận đi, độ biên hùng xuyên bất đắc dĩ phất phất tay. Độ biên ra khang cùng an đằng Mỹ cầm sôi nổi thối lui ra khỏi biệt thự đại sảnh, vừa rời khỏi biệt thự đại sảnh. Độ biên gia khang liền ôm an đằng Mỹ cầm mảnh mai, dưới bàn tay rời đến An Đằng Mỹ cầm vú bóp một cái, nói rằng, đại tẩu, ngươi cũng yên tâm đi, ta sau đó sẽ thay ta đại ca chiếu cố ngươi, ta cam đoan có thể lớn hơn ta ca nhượng ngươi ở trên giường càng thoải mái. Kỳ thực độ biên gia khang đã sớm nhìn chúng hắn tẩu tử An Đằng Mỹ cầm, từ trước chỉ là cấp bách cho ca ca của hắn trên đời, hắn mới muộn chỉ không hề động tay, bây giờ độ biên đạt giá tử, hắn độ biên gia khang trở thành hạ mặc cho gia chủ người được đề cử. Lúc này không đúng An Đằng Mỹ Cầm động thủ, còn đợi lúc nào? An Đằng Mỹ Cầm bị Độ Biên gia khang ôm trong nháy mắt, thân thể một trận run, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, An Đằng gia tộc mặc dù đang đảo quốc cũng có nhất định địa vị, thế nhưng An Đằng Mỹ Cầm đã gả cho Độ Biên đạt giá, dùng Độ Biên gia tộc uy nghiêm không thể có thể để cho An Đằng Mỹ Cầm tái giá cấp nam nhân khác, cùng với như vậy nàng còn không bằng từ Độ Biên ra khang đi. Cứ như vậy nàng sau này tại độ biên gia tộc cũng có một cái chỗ dựa vững chắc, dù sao tưởng bọn họ đại gia tộc như thế đám hỏi, phu thê trong lúc đó căn bản là không có quá nhiều tình cảm. Đối với độ biên đạt giã tử, an đằng mỹ cầm chỉ là có một chút xíu thương cảm mà thôi. Đại tàu ta sau đó còn muốn thỉnh ra khang ngươi nhiều hơn chiếu cố. An đằng mỹ cầm thanh âm nũng nịu nói rằng, không như bây giờ để ra khang ta tới hảo hảo thương yêu tàu tử một phen. Độ biên gia khang cười lại bóp một cái an đằng Mỹ cầm phong đồn. Thật đúng là đừng nói độ biên gia khang cùng an đằng Mỹ cầm xứng đáng là đảo quốc người, một là ca ca vừa mới chết tựu câu dẫn tẩu tử, một là trượng phu vừa mới chết tựu đầu nhập trượng phu đệ để ôm ấp, nhượng người buồn nôn đến cực hạn. chương 333, Sát Thần Xác định đầu phiếu Đương Thái Dương mất đi buổi trưa thời gian uy nghiêm, chậm rãi sau khi xuống núi, màn đêm chậm lại, đèn đường tiếp nhị liên tam sáng lên. Khi biết độ biên đạt giã tin người chết sau, độ biên gia tộc hầu như xuất động sở hữu tinh anh, nỗ lực muốn tướng hung thủ sau màn tìm ra, nhưng là bọn hắn phí hết tâm tư lại hào vô sở hoạch, căn bản cha không ra mảy may đầu mối. Điều này làm cho độ biên gia tộc rất nhiều người đều lâm vào hoảng sợ tâm tình bất an ở giữa. Bọn họ cũng đều biết độ biên đạt giã là độ biên hùng xuyên thương yêu nhất nhi tử, rất sợ đến cuối cùng độ biên hùng xuyên thịnh nộ phát tiết đến trên người của bọn họ. Diệp Thần Phong đứng tại tân quán cửa sổ sát đất hộ trước, nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, khóe miệng không nén nổi ý gian xẹt qua nhất tia cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm độ biên gia tộc. Độ biên hùng xuyên. Khẩn tiếp theo, Diệp Thần Phong khuôn mặt mơ hồ hiện lên sát khí, xoay người hướng ngoài cửa đi ra, hắn muốn hành động, hắn thật mong muốn độ biên gia tộc có thể cho hắn một kinh hỉ. hắn coi độ biên gia tộc là làm là để thăng thực lực con đường, đi ra khách sạn sau, Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Trải qua một ngày lục soát, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Điều này làm cho độ biên hùng xuyên là tức giận vạn phần, lúc nào độ biên gia tộc biến được vô năng như vậy. Liên tại đảo quốc tìm cá nhân đều tìm không được. Đây đối với độ biên gia tộc mà nói là một loại sỉ nhục, đối với độ biên hùng xuyên mà nói đồng dạng cũng là một loại sỉ nhục. Độ biên hùng xuyên biệt thự trong đại sảnh, ngọn đèn lượng được có chút chói mắt, độ biên hùng xuyên đệ đệ độ biên nguyên tín cùng con trai của độ biên hùng xuyên độ biên gia khang, hai người mắt không nháy một cái nhìn chăm chú vào độ biên hùng xuyên, cùng đợi đối phương mở miệng. Ban ngày, độ biên gia khang cùng hắn tẩu tử an đằng Mỹ cầm ở trên giường đại chiến một phen. Có thể dùng an đằng Mỹ cầm hiện tại cũng không xuống giường được, cho nên an đằng Mỹ cầm buổi tối mới không có tới độ biên hùng xuyên trong biệt thự. Nguyên tín, thật chẳng lẽ liền một điểm đầu mối cũng không tra được sao? Ngồi ở trên ghế salon độ biên hùng xuyên mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hừng hực tức giận, chỉ là hắn một mực hết sức áp chế, nhị tử bị người đầu đánh bể mà chết, hắn cái này làm cha làm sao có thể chịu được. Càng buồn cười là suốt cả ngày đã qua, dùng độ biên gia tộc tại đảo quốc thế lực, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không có điều tra ra. Độ biên hùng xuyên một đôi bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt, Bàn tay chung không ngừng phát sinh chi lạc, chi lạc âm hưởng. Đại ca, ta xem lần này hung thủ tuyệt đối không đơn giản, chúng ta nhiều hơn nữa tìm chút thời giờ khẳng định có thể tra được hung thủ. Nhìn nơi nơi cho bạo phát sát biên giới độ biên hùng xuyên, độ biên nguyên tín vội vàng nói. Độ biên hùng xuyên nắm chặt hữu quyền trong dây lát hóa thành bàn tay, dùng sức phách đánh vào trước mặt bằng gỗ bàn trà thượng, phanh. Một tiếng, cả trường bằng gỗ bàn trà thượng xuất hiện từng cái cái khe dường như nhất trương mạng nhện thông thường cấp tốc tản ra, ca, ca, ca rất nhỏ âm hưởng từ bằng gỗ bàn trà thượng phát sinh, sau đó cả trương bằng gỗ bàn trà biến thành nhất đống thật nhỏ mảnh nhỏ. Phát tiết xong một phen sau, độ biên hùng xuyên lửa giận trong lòng dẹp loạn một chút, lắc đầu nói rằng nhất định phải tại hai ngày này nội tìm ra sát hại đạt giã hung thủ. Dùng chúng ta độ biên ra thế lực cũng chỉ có thể đủ nhượng cảnh sát phối hợp chấm dứt hai ngày đường hàng không mà thôi, hai ngày sau sở hữu đường hàng không tướng bình thường khởi động, đến lúc đó hung thủ có thể dễ dàng ly khai đảo quốc. Nếu như ta độ biên hùng xuyên liền sát hại nhi tử hung thủ cũng không tìm ra được, như vậy ta còn có mặt mũi sống trên thế giới này sao? Ta muốn nhượng tất cả mọi người biết đắc tội độ biên gia tộc người toàn bộ đều muốn chết, cho nên trong vòng hai ngày nhất định phải tìm được sát hại đạt giã hung thủ, bằng không để cho bọn họ đi cấp đạt giã chôn cùng đi. Độ biên gia tộc không yêu cầu vô năng phế vật, Độ biên hùng xuyên sắc mặt lạnh giá dường như vạn năm vết nứt, nhượng một bên độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang, thân thể không kiềm hãm được run lên, nhất là vừa rồi độ biên hùng xuyên vỗ vào bàn trà thượng. Một cái tát kia chung sở phát ra sát khí. Đại ca, ta nhất định sẽ làm cho người phía dưới không ngủ không nghỉ lục soát, ta tin tưởng hung thủ tổng hội có đầu mối lưu lại. Độ biên nguyên tín thận trọng nói rằng, độ biên hùng xuyên lúc còn trẻ thế nhưng giết người không chấp mắt nhân vật hung ác, toàn thân thực lực cũng để cho đảo quốc đại đa số người ngưỡng vọng, theo tuổi tác tăng trưởng độ biên hùng xuyên đã lâu lắm lâu lắm không có phẫn nộ qua, bởi vì này một ít năm không người nào dám nỗ lực khiêu chiến độ biên gia tộc uy nghiêm, mà lần này độ biên đạt giã tử. Đốt độ biên hùng xuyên cửu chưa thiêu đốt thịnh nộ. Độ biên nguyên tín nhìn ra được ca ca hắn độ biên hùng xuyên, lúc này đây trong thân thể sinh ra thịnh nộ là mãnh liệt nhất, nếu như tìm không ra sát hại độ biên đạt giã hung thủ, sợ rằng đảo quốc rất nhiều người cũng sẽ tao ương. Trở thành độ biên hùng xuyên phát tiết công cụ. Tuy rằng nghe không hiểu các ngươi tại nói cái gì, chỉ sợ các ngươi nên rất muốn gặp được ta đi. Giữa lúc biệt thự đại sảnh bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được thời gian, Diệp thần phong dường như trước đây tiến nhập nguyên điển cửu tín biệt thự giống nhau, lại một lần nữa thần không thông báo chưa phát giác ra xuất hiện ở độ biên hùng xuyên biệt thự trong đại sảnh. Đối với có bát cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay tiến nhập một chỗ, trên cơ bản điều không phải một cái bao nhiêu chuyện khó khăn. Đối với độ biên hùng xuyên đảng độ biên gia tộc thành viên trung tâm, bọn họ từ nhỏ tự hội tiếp xúc các quốc gia ngữ ngôn, rất hiển nhiên ba người bọn họ nghe hiểu diệp thần phong nước hoa ngữ. Độ biên hùng xuyên con người híp lại, dùng lưu loát nước hoa ngữ hỏi, ngươi là sát hại con ta hung thủ. Diệp thần phong không có phủ nhận, thản nhiên điểm gật đầu, nói rằng, ngươi quy nhi tử chính là ta sát, nếu các ngươi độ biên gia tộc tìm ta tìm vất vả như vậy như vậy ta tự chủ động đưa tới cửa chỉ bất quá các ngươi có không có năng lực tướng tính mạng của ta ở tại chỗ này sẽ nhìn bản lãnh của các ngươi đang nghe diệp thần phong thừa nhận chuyện này sau độ biên hùng xuyên độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang ba người sắc mặt đồng thời biến đổi độ biên hùng xuyên chợt từ trên ghế sa lông đứng lên quát dẹp đường ngày hôm nay mạng của ngươi ta nhận ta sẽ nhường ngươi nếm tận thống khổ mà chết nga Diệp Thần Phong không cho là đúng nhìn Đỗ Biên Hùng Xuyên, nói rằng, nghe nói ngươi là đảo quốc công nhận cao thủ, đợi một lát ngươi có thể nhìn vạn không nên quên ta thất vọng, bằng không đêm nay ta chủ động đưa tới cửa có thể sẽ không có ý tứ. Người nước hoa, người có phần quá kiêu ngạo đi, người căn bản không xứng làm cha ta đối thủ, Đỗ Biên Gia Khang Thân là con trai của Đỗ Biên Hùng Xuyên, hắn thế nhưng đặc biệt rõ ràng cha mình thực lực, khi còn bé hắn thế nhưng đem cha của mình cho rằng truy đuổi thần tượng, cho dù trước mặt Diệp Thần Phong có năng lực sát ca ca của hắn độ biên đạt giã, thế nhưng hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể đánh bại phụ thân của hắn độ biên hùng xuyên. Như vậy hiện tại tựu để cho ta tới kiến thức một chút cái này vị đảo quốc công nhận cao thủ thực lực làm sao đi. Diệp Thần Phong trong cơ thể bát cấp linh hồn lực đột nhiên tăng vọt, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở độ biên hùng xuyên trước mặt, độ biên hùng xuyên sắc mặt kịch biến, trong đầu căn bản không phản ứng kịp, bản năng đưa tay ra chống đối diệp thần phong hướng bộ ngực hắn oanh khứ một quyền phanh một tiếng độ biên hùng xuyên căn bản không có cách gì chống lại ở diệp thần phong toàn lực một kích thân thể bị đánh bay ra ngoài nặng nề đụng vào biệt thự trên vách tường trong miệng không ngừng phun ra máu tươi ngực xương toàn bộ bị diệp thần phong cấp oanh kích thành bụi phấn đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua độ biên nguyên tín trợn tròn mắt độ biên gia khang trợn tròn mắt Độ biên gia khang vừa còn đang nói Diệp Thần Phong không xứng làm phụ thân hắn đối thủ ni. Ai biết đạo một giây kế tiếp phụ thân của hắn đã bị Diệp Thần Phong cấp một quyền đánh bay. Đây đối với độ biên gia khang trong lòng lực đánh vào thực tại không nhỏ. Vừa rồi độ biên nguyên tín tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng hắn cũng bản năng cho rằng Diệp Thần Phong căn bản sẽ không là độ biên hùng xuyên đối thủ, kết quả lại là cùng ý nghĩ của hắn tạo thành một cái không gì sánh được tương phản to lớn. Diệp thần phong nhìn đến cách đó không xa nửa chết nửa sống độ biên hùng xuyên, thất vọng lắc đầu, xem ra hắn đối độ biên hùng xuyên ôm quá lớn mong đợi, kết quả cái này độ biên hùng xuyên thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Trong đại sảnh động tính lập tức đưa tới bên ngoài bảo tiêu chú ý, ở đây dù sao cũng là độ biên gia tộc gia chủ biệt thự, các biện pháp bảo vệ vẫn là tương đối đáo vị, chừng 20 tên ăn mặc hắc y đảo quốc bảo tiêu trước tiên chào vào trong đại sảnh, khi bọn hắn nhìn đến nửa chết nửa sống, độ biên hùng xuyên thời gian, ánh mắt dối giết tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Phản ứng tới được độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang vừa định muốn mở miệng, trong đại sảnh liền vang lên bên tai không dứt bang bang thanh. 20 tên bảo tiêu đầu quỷ dị từng cái bạo liệt ra, toàn bộ tràng diện hết sức đẹp mắt, có một loại cực hạn bạo lực mỹ cảm. Mà Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt dường như một tôn sát thần, hai con người trung thần sắc gợn sóng không sợ hãi. chương 334, Thuần Phục Xác định đầu phiếu Thẳng đến chừng 20 tên bảo tiêu đầu toàn bộ vỡ ra được, trong đại sảnh mới lần thứ hai khôi phục an tĩnh, ngoại trừ diệp thần phong bình tĩnh tiếng hít thở bên ngoài, lại không những thanh âm khác. Độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang quên mất hô hấp, đôi mắt chừng dường như đèn lồng khổ, sắc mặt trong nháy mắt biến được trắng bệch không gì sánh được, nồng đậm sợ hãi bao vây lấy lòng của hai người bẩn. Độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang đều đều không phải cái gì tỉnh du đăng, bình thường bọn họ đối đãi địch nhân thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng bây giờ bọn họ hai cái cùng diệp thần phong tướng so, như vậy thì thật là tiểu vu kiến đại vu, hai mươi mấy cái đầu tiếp nhị liên tam bạo liệt, cái này loại máu tanh trình độ đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Huyết phụ bay đầy trời sái, hơn hai mươi cụ thi thể không đầu an tĩnh nằm tại trên mặt đất, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống độ biên hùng xuyên, thấy như vậy một màn sau đồng dạng dại ra ở, liên tưởng đến độ biên đạt giã tử trạng cùng nguyên điền cửu tín tử trạng, hắn có thể khẳng định cái này hơn 20 tên bảo tiêu chính là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Diệp Thần Phong giết chết. Đây quả thực quá khoa trương đi, loại chuyện này nên chỉ sẽ phát sinh tại trong phim ảnh A. Bây giờ thế nào tại trong hiện thực phát sinh, độ biên hùng xuyên biết lần này mình đã phải thiết bản thượng, nếu như lại cùng người trẻ tuổi trước mặt này cứng đối cứng đi xuống, hắn độ biên hùng xuyên tuyệt đối là một con đường chết, chỉ có sống sót tài năng đủ vì con hắn báo thù, cho nên chuyện cho tới bây giờ lại cùng trước mặt người thanh niên này cứng đối cứng, rất rõ ràng cho thấy đặc biệt không lựa chọn sáng suốt. Độ biên hùng xuyên ngực xương bị diệp thần phong một quyền oanh kích thành bột phấn, thế cho nên hắn nhất hô hấp, ngực thì có loại xé rách như đau đớn, hắn độ biên hùng xuyên làm độ biên gia tộc gia chủ, chẳng bao lâu sau đã bị qua bực này nhục nhã. Ở trong thân thể thịnh nộ tăng 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 đi lên bốc lên. Mà ở nhìn đến Diệp Thần Phong biểu tình bình tĩnh sau, hắn ở trong thân thể thịnh nộ lại đang trước tiên tiêu lui xuống, trong lòng âm thầm phát thệ, ngày hôm nay bút chướng này. Ta độ biên hùng xuyên hôm nào lại cùng ngươi toán, nước hoa có câu điều không phải nhiều như vậy mà. Đại trưởng phu có được giãn được, ta tự tạm thời cúi đầu trước ngươi. Độ biên hùng xuyên tại trong lòng không ngừng tìm cho mình cúi đầu trước Diệp Thần Phong lý do, dùng loại phương pháp này tới đến một ít bản thân thoải mái, nỗ lực thuyết phục bản thân đó cũng không phải cái gì chẳng qua sự tình. Độ biên hùng xuyên căn bản không có cách gì từ dưới đất đứng lên, chỉ có thể sau dựa lưng vào tường, cố nén ngược toàn tâm đau đớn. Thanh âm hư nhược nói rằng, người nước hoa, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chuyện lần này toán chúng ta độ biên gia tộc có lỗi với ngươi, con ta tử ta cũng sẽ không truy cứu, ngươi xem như vậy làm sao? Ngươi đề nghị này ngược lại không tệ, Diệp Thần Phong hơi điểm gật đầu, khóe môi nhếch lên một vòng hí ngược dáng tươi cười. Nghe được Diệp Thần Phong sau khi trả lời, độ biên hùng xuyên cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng mà không đợi độ biên hùng xuyên nói, Diệp Thần Phong mở miệng lần nữa, bất quá. Ta là một cái tâm địa đặc biệt người hiền lành, nếu con của ngươi đến bí mật đi. Như vậy ta lý nhân đem ngươi đưa đến bí mật đi cùng con trai ngươi gặp mặt, cứ như vậy ta coi như là làm một chuyện tốt đi. Độ biên hùng xuyên vừa trầm tĩnh lại thần kinh não bộ, một lần nữa căng thẳng lên, hai con ngươi âm tình bất định nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, nói rằng, người thật chẳng lẽ muốn cùng độ biên gia tộc tử dập đầu đi xuống sao? Người biết chúng ta độ biên gia tộc tại đảo quốc thế lực sao? Nếu như ngươi giết ta, cho dù ngươi trở lại nước hoa, chúng ta vẫn như cũ có thể có biện pháp tìm được ngươi, thậm chí là thân nhân của ngươi tuy rằng thân thủ của ngươi phi thường tốt, nhưng là thân nhân bằng hữu của ngươi Nhi. Bọn họ có năng lực tự vệ sao, cho nên có chút sự tình ngươi phải suy nghĩ một chút rõ ràng mới quyết định. Cái này là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Hơn nữa còn là dùng bạn của Diệp Thần Phong hòa thân người tới uy hiếp, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm đến Diệp Thần Phong nghịch lân, cả khuôn mặt bá. Nhất lạnh xuống, khóe miệng dáng tươi cười cũng hoàn toàn tiêu thất, thanh âm đạm mạc từ cổ họng của hắn trong truyền ra, người biết ta Diệp Thần Phong nghịch lân là cái gì không? Rất không thích người khác uy hiếp ta, càng không thích người khác dùng bằng hữu của ta hòa thân người tới uy hiếp ta, rất rõ ràng ngươi hai điểm này toàn bộ phạm vào. Như vậy ngươi nói ngươi còn có kế tục lưu trên thế giới này lý do sao? Độ biên hùng xuyên không có nghĩ đến những lời này của mình, đốt Diệp Thần Phong trong lòng phẫn nộ, thế nhưng độ biên hùng xuyên trong lòng đồng dạng biệt khuất vạn phần là con hắn bị người cấp giết chết. Hiện tại hắn lại bị người đánh cho tưởng con chó chết, mà Diệp Thần Phong lại là lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho hắn đệ nhất lần cảm thấy như thế không công bình. Từ trước độ biên hùng xuyên giết chết người khác thời gian, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới không công bình. Bây giờ hắn cũng bị Diệp Thần Phong giết đi, lại buồn cười cho rằng cả kiện sự tình một điểm đều không công bình. Ta thu hồi lời mới vừa nói, người khai ra điều kiện đến đây đi đêm nay ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Độ biên hùng xuyên bị đè nén hỏi. Diệp thần phong lắc đầu, nói rằng chậm, nói ra coi như là tát nước ra ngoài, ngươi nhất định phải vì mình theo như lời nói mà phụ trách, mà ngươi muốn trả giá cao chính là tử. Ngươi, độ biên hùng xuyên lời còn chưa nói hết, tự chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đầu của hắn cùng chừng 20 tên bảo tiêu giống nhau bạo liệt ra, đường đường độ biên gia tộc gia chủ tựu chết như vậy, ai để cho bọn họ người nào không dễ chọc, hết lần này tới lần khác muốn chọc Diệp Thần Phong Nhi. Cái này không phải là mình đem mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Tại nhìn thấy độ biên hùng xuyên đầu bạo liệt sau đó, bang bang hai tiếng, độ biên nguyên tín cùng độ biên ra khang hai chân mềm nhún hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, trong miệng run rẩy nói rằng, Diệp Tiên Sinh, thỉnh ngài tha chúng ta đi. Diệp Tiên Sinh, thỉnh ngài tha chúng ta đi. Hai chúng ta tự nguyện làm Diệp Tiên Sinh ngài cầu, chỉ cần Diệp Tiên Sinh có thể tha ta môn một mạng. Vừa rồi Diệp Thần Phong tự ra tên của hắn, cho nên độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang mới có thể xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp Tiên Sinh. Muốn làm ta Diệp Thần Phong cầu, hai người các ngươi có tư cách này sao? Các ngươi có thể mang cho ta tới chỗ tốt gì? Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Tiên Sinh, hiện tại độ biên Hùng Xuyên đã chết, dùng hai chúng ta tại độ biên quan hệ của gia tộc, chúng ta có thể dễ dàng khống chế toàn bộ độ biên gia tộc, chúng ta độ biên gia tộc tùy thuộc sản nghiệp đặc biệt rộng, độ biên gia tộc danh hạ tổng tư sản đạt được 100 ức nhân dân tệ, với lại chúng ta độ biên gia tộc trong tay còn trưởng khống nhiều phần thế lực dưới đất. Chỉ cần Diệp Tiên Sinh đồng ý tha chúng ta, những này cũng sẽ là Diệp Tiên Sinh Ngài, hai chúng ta tướng bang Diệp Tiên Sinh Ngài xử lý tốt Ngài sản nghiệp, sau này Diệp Tiên Sinh Ngài lần thứ hai đi tới đảo quốc, gặp phải bất cứ phiền phức gì chúng ta có thể ra tay giúp Ngài giải quyết. Độ biên nguyên tín thao thao bất tuyệt nói, lúc này hắn thầm nghĩ muốn bảo vệ hắn tánh mạng của mình, về phần ca ca của hắn độ biên hùng xuyên tử, hắn hiện ở nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Diệp tiên sinh, chúng ta nguyện ý thuần phục cho ngài, chỉ cầu ngài phóng chúng ta một con ngựa. Độ biên ra khang run rẩy môi nói rằng, chừng 20 tên bảo tiêu cùng độ biên hùng xuyên vô duyên vô cớ bể đầu, thật sâu chấn nhiếp tâm linh của hắn nghe được độ biên gia tộc danh hạ sản nghiệp cao tới 100 ước nhân dân tệ, cùng với độ biên gia tộc trong tay còn trưởng khống vài cổ thế lực dưới đất, Diệp Thần Phong bắt đầu động lòng, ai biết đạo tương lai hắn thắng thiên hội có muốn hay không phát triển đến đảo quốc tới ni. Như có độ biên gia tộc nguyện ý làm Diệp Thần Phong trước mặt một con chó, Diệp Thần Phong lại cớ sao mà không làm ni. Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, mới vừa đi ra đại sảnh không bao lâu, lại lần nữa trở về, lần này trong tay của hắn chảo một gã độ biên hùng xuyên biệt thự bảo tiêu, tướng nhất khỏa cực dương hoàn nhét vào bảo tiêu trong miệng, theo cực dương hoàn dược hiệu phát huy, tên bảo tiêu không ngừng gãi thân thể của chính mình, cuối cùng biến thành nhất đống huyết nhục, so độ biên hùng xuyên bọn họ bể đầu tử trạng còn khó hơn nhìn. Độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang nhìn đến trước mặt một màn này, trong lòng là kinh hồn táng đảm, diệp thần phong tướng hai khỏa cực dương hoàn ném xuống đất, nói rằng viên thuốc này tên là cực dương hoàn, Dùng sau đó thân thể hội kỳ ngứ không gì sánh được, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hai người các ngươi cũng nhìn thấy đi. Bất quá, cái này Cực Dương Hoàn là có giải dược, hàng năm đều phải muốn định kỳ dùng nhất khỏa giải dược, bằng không Cực Dương Hoàn dược hiệu y nguyên hội phát tác. Hai người các ngươi không phải nói muốn làm ta Diệp Thần phong cầu sao? Muốn nhượng ta tin tưởng hai người các ngươi lời nói, như vậy các ngươi lập tức tướng trước mặt Cực Dương Hoàn nuốt vào trong bụng. Độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau điểm gật đầu, sau đó run rẩy cầm lên trên đất cực dương hoàn, nhét vào trong miệng, bọn họ biết ăn cực dương hoàn sau, chỉ sợ bọn họ đời này đều muốn làm diệp thần phong chó, thế nhưng nếu như bọn họ không ăn lời nói, như vậy khẳng định hội lập tức bể đầu mà chết, bọn họ hai cái đều không muốn chết, cho nên nghĩa vô phản cố lựa chọn làm diệp thần phong cầu. Độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang tướng cực dương hoàn nuốt vào cái bụng sau, không bao lâu thời gian cực dương hoàn dược hiệu liền phát tác, Diệp Thần Phong lại đem hai khỏa giải dược ném cho bọn hắn hai cái, đang phục dụng lý giải dược sau, trên người đau khổ tại trước tiên biến mất không còn chút nào. chương 335, Sôi trào đảo quốc võ thuật giới Xác định đầu phiếu Tại độ biên đạt giá cùng nguyên điền cửu tín bị sát hại tin tức truyền ra sau, khẩn tiếp theo lại truyền ra một cái càng nặng ký tin tức, độ biên gia tộc gia chủ độ biên hùng xuyên tử, phải biết rằng độ biên hùng xuyên tại đảo quốc võ thuật giới chung có nhất định uy vọng, nếu như nói độ biên đạt giá cùng nguyên điền cửu tiến tử, tại bọn họ nơi thành thị nhấc lên một cái tiểu ba lan, như vậy độ biên hùng xuyên tử còn lại là giống như là kinh đảo hải lãng, trong lúc nhất thời toàn bộ đảo quốc võ thuật giới đều xô trào lên. Diệp thần phong tâm tình có chút không tệ bước chậm tại trên đường phố, hắn tịnh không có lập tức cấp hồi nước hoa, lần này bởi vì hàng huệ dược nghiệp sự tình tới một chuyến đảo quốc, mặc dù nói trên thực lực không có đột phá, nhưng là của hắn thu hoạch vẫn là không ít, chỉ ít từ nay về sau đảo quốc độ biên gia tộc tướng biến thành hắn Diệp Thần Phong một con chó, độ biên gia tộc sở hữu danh nghĩa sản nghiệp cũng tướng biến thành hắn Diệp Thần Phong vật trong bàn tay. Hai ngày này độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang tự hội tướng độ biên gia tộc danh nghĩa sản nghiệp tư liệu sửa sang lại, sau đó cấp Diệp Thần Phong xem qua, cho nên Diệp Thần Phong còn muốn tại đảo quốc ngây ngốc hai ngày thời gian. Trên đường phố đột nhiên tuôn ra một nhóm nước hoa sinh viên, nam học sinh trên người mặc đặc biệt thống nhất, toàn bộ đều là kiểu áo Tôn Trung Sơn, nữ học sinh mặc sẽ không có như vậy thống nhất, xuyên các loại kiểu dáng đều có. Ngay Diệp Thần Phong nghỉ chân chi tế, một gã 23-24 tuổi nữ học sinh đã đi tới, tên này nữ học sinh tướng mạo thập phần thanh thuần, mặc trên người một phẩm bài đồ thể thao, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, khóe miệng mỉm cười hai bên trên gương mặt hiện lên hai cái buồn cười tiểu má lúm đồng tiền, hỏi, ngươi cũng là du học sinh sao? Như vậy cùng đi với chúng ta đi. Diệp Thần Phong vẫn không trả lời, đã bị tên này thanh thuần nữ học sinh kéo vào chen trong đội ngũ. Hơi có chút cảm giác khó hiểu, vì vậy mở miệng hỏi, các ngươi cái này là đi nơi nào? Tên này thanh thuần nữ học sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, nói rằng không thể nào. Ngươi không biết chúng ta muốn đi đâu. Người chẳng lẽ không đúng du học sinh sao? Diệp thần phong nhún vai, hồi đáp ta là tới đảo quốc du lịch, cũng không là du học sinh. Thanh thuần nữ học sinh điểm gật đầu, nói rằng, không quan hệ, là tối trọng yếu là chúng ta đều là người nước hoa, người coi như làm là xung cái đếm đi. Giúp chúng ta người nước hoa tráng tráng sĩ khí, đỡ phải bị những Này đảo quốc người xem thường chúng ta. Kế tiếp tên này thanh thuần nữ sinh cùng Diệp Thần Phong lẫn nhau tự giới thiệu mình một lần, tên này nữ học sinh tên là Lâm Vũ Gia. Từ Lâm Vũ Gia trong miệng Diệp Thần Phong đã biết cái này nhóm du học sinh muốn đi làm cái gì. Chuyện này nguyên nhân gây ra hay là muốn từ trên người Diệp Thần Phong nói lên, độ biên hùng xuyên đột nhiên tử vong, có thể dùng đảo quốc võ thuật giới rất nhiều người đều phẫn nộ rồi. Dù sao độ biên hùng xuyên là đảo quốc người công nhận cao thủ, cao thủ như vậy lại có thể bị người giết. Kết quả là từ trước cùng độ biên hùng xuyên có giao tình đảo quốc võ thuật giới nhân sĩ, sôi nổi tướng đầu mâu nhắm ngay địa phương nước hoa võ quán, muốn tướng cái này miệng cơn giận dữ phát tiết tại người nước hoa trên người. Độ biên hùng xuyên nơi trong thành phố nổi danh nhất một nhà nước hoa võ quán tên là quốc thuật quán, cái này nhóm du học sinh mục đích chính là quốc thuật quán, cư tin tức nói ngày hôm nay buổi trưa có đảo quốc võ thuật giới nhân sĩ tướng sẽ đi quốc thuật quán nháo sự. Tịnh tuyên bố muốn nhượng nước hoa tại đảo quốc võ quán toàn bộ đóng. Cái tin tức này nhất ra lập tức khơi dậy nước hoa du học sinh phẫn nộ, du học sinh tự phát tổ chức nên vì nước hoa võ quán cố gắng hò hét. Nước hoa công phu tuyệt đối là cái này mạnh nhất trên thế giới. Vũ gia, vị bạn học này là ai? Ta từ trước tại sao không có gặp qua ni? Một gã vóc người cao lớn nam học sinh, nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Lâm Vũ ra nói chuyện phiếm trò chuyện có chút vui mừng, liền lập tức đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian tràn đầy có chút địch ý lâm vũ gia nhìn người trước mặt này cao mã đại nam sinh giới thiệu hắn gọi diệp thần phong mới vừa ở ta còn tưởng rằng hắn cũng là du học sinh ni kết quả là bắt hắn cho kéo vào trong đội ngũ nguyên lai like hắn là tới đảo quốc du lịch bất quá nhiều người đều không phải nhiều một phần lực lượng mà dù sao mọi người đều là người nước hoa nghe lâm vũ gia nói như vậy danh nhân cao mã đại nam học sinh mới biết được diệp thần phong cùng lâm vũ gia mới mới vừa quen vì vậy trong ánh mắt địch ý tức khắc thiếu rất nhiều, hướng Diệp Thần Phong đưa tay ra, nói rằng ta là Tô Thanh Dương, ta thế nhưng học mấy năm công phu, đợi một lát ngươi theo ta là được, dù sao đến võ quán trong không biết đảo quốc này tôn tử hội làm ra chuyện gì. Bảo hộ một hai người ta Tô Thanh Dương vẫn có thể đủ làm được. Diệp Thần Phong liếc mắt liền nhìn ra Tô Thanh Dương thích lâm vũ ra. Đối với Tô Thanh Dương kiêu ngạo tư thái, Diệp Thần Phong chỉ là bình thản cười cười, cùng Tô Thanh Dương nắm tay, nói rằng ta đây nhận việc trước cảm ơn ngươi. Tô Thanh Dương nghe được Diệp Thần phong khách sáo ngôn ngữ, nụ cười trên mặt nhiều vài phần, khoát tay áo nói rằng mọi người đều là người nước Hoa, chiêu cố đối phương là phải. Nếu là người có hứng thú, ta vẫn có thể giáo hai người chiêu. Sau đó ở bên ngoài Cam Đoan không ai dám khi dễ đến trên đầu ngươi tới. Lâm Vũ ra nhìn đến Tô Thanh Dương càng tới càng kiêu ngạo dáng dấp, mày liếu không khỏi nhíu nhíu, nói rằng Tô Thanh Dương người có thể không hiện đặt sao. Muốn khoe khoang đợi một lát đến đảo quốc người trước mặt đi khoe khoang, nói không chính xác người ta diệp thần phong một tay là có thể tướng người đánh ngã xuống đất nhi. Vũ ra, người cái này đều không phải khó coi ta đó sao. Tô Thanh Dương khổ gương mặt, sau đó vỗ vỗ diệp thần phong vai, nói rằng, không được, huynh đệ, đợi hội tìm một cơ hội, ta nhất định muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tại nói chuyện phiếm gian, cái này nhóm du học sinh đi tới mục đích quốc thuật quán, lúc này quốc thuật quán cổng bu đầy người, một đám hướng quốc thuật quán bên trong trương đầu vọng não, dù sao quốc thuật quán bên trong lại lớn như vậy địa phương, mà hôm nay tới quốc thuật quán vô giúp vui người nhiều vô cùng. Đảo quốc nhân hòa người nước hoa đều có, cổng bị nhiều tên quốc thuật quán đệ tử cản lại. Ngày hôm nay chúng ta chỉ sợ là liền quốc thuật quán bên trong còn không thể nào vào được, nguyên bản ta còn muốn muốn kiến thức một chút chúng ta nước hoa công phu bác đại tinh thâm ni lâm vũ ra biểu môi có chút bất đắc dĩ nói vũ ra chuyện này tựu để ta lo ta vừa vặn nhận thức quốc thuật quán bên trong đệ tử ta đi nói một chút coi tô thanh dương đẩy ra đoàn người chen đến trước mặt nhất không bao lâu thời gian lại ép ra ngoài có chút tự ngạo nói rằng tốt chúng ta có thể tiến vào tô thanh dương mang theo lâm vũ ra cùng diệp thần phong chen vào quốc thuật quán bên trong ngăn cản cửa quốc thuật quán đệ tử không có ngăn cản ba người bọn họ quốc thuật quán bên trong đã chật ních không ít người, một nửa là đảo quốc người, một nửa là người nước hoa, lần này tới quốc Phật quán gây chuyện đảo quốc người tên là Sơn Bản Hiếu Thái, có người nói toàn thân thực lực cũng tương đương phi phàm, tại đảo quốc võ thuật giới lực ảnh hưởng gần với độ biên hùng xuyên, tại đảo quốc cũng có thuộc về hắn bản thân võ quán. Sơn Bản Hiếu Thái là một gã hơn 30 tuổi đảo quốc nam nhân, khuôn mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, một bộ lão tử thiên hạ vô địch dáng dấp, tại sơn bản hiếu thái đứng đối diện một gã nước hoa trung niên nam nhân, tên nam tử này người tên là Hoắc Tề Danh, là căn này quốc thuật quán quán trưởng. Tương đối vu sơn bản hiếu thái khuôn mặt khinh thường biểu tình, Hoắc Tề Danh trái lại trịnh trọng nhiều, tịnh không có biểu hiện ra bất luận cái gì khinh thị tư thái tới. Hai người cứ như vậy đứng tại quốc thuật quán ngay chính giữa, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng, này đào quốc món lòng thật mẹ nó không biết xấu hổ, chẳng lẽ thật cho là chúng ta người nước hoa dễ khi dễ? Muốn nói công phu khởi nguyên địa còn là tại chúng ta nước hoa ni. Đảo quốc người có tư cách gì tới chúng ta nước hoa võ quán nháo sự? Đảo quốc võ thuật giới người hoàn toàn là chó cùng rứt rậu, bọn họ nguyên bản tự xem chúng ta nước hoa võ quán khó chịu, thừa dịp lần này độ biên hùng xuyên tử, muốn tướng thịnh nộ phát tiết đến chúng ta nước hoa võ thuật giới trên thân người. Độ biên hùng xuyên còn nói là đảo quốc công nhận cao thủ ni kết quả còn không là bị người giết sao. Ta muốn giết chết độ biên hùng xuyên, nhất định là chúng ta người nước hoa, ngày hôm nay Sơn Bản Hiếu Thái hoàn toàn là tới tự dước lấy nhục. Quản con mẹ nó ni, ta có thể nghe nói hoác sư phụ cũng là có tương đương cao công phu, ta cũng không tin dùng hoác sư phụ thực lực còn không thu thập được Sơn Bản Hiếu Thái sao. Quốc thuật bên trong quán, một nhóm đến sớm nhất nước hoa du học sinh sôi nổi châu đầu ghé tai nghị luận, xem ra bọn họ đối quốc thuật quán quán trưởng hoắc tề danh tương đối một cách tự tin. Diệp thần phong còn lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, dù sao hắn là nửa đường bị lâm vũ ra mạc danh kỳ diệu kéo tới, nếu tới, hắn cũng liền quyết định lưu lại nhìn một tuồng kịch. chương 336, cực độ kiêu ngạo. Xác định đầu phiếu. Sơn bản hiếu thái không có mở miệng, mà là đứng tại sơn bản hiếu thái bên trái một gã 25-26 niên kỷ khinh đảo quốc nam nhân lên tiếng, Nói không quá lưu loát nước Hoa ngữ, ta ý của sư phụ là chỉ cần ngày hôm nay các ngươi quốc thuật quán ngoan ngoãn đóng cửa, sư phụ ta có thể tha các ngươi một con ngựa, bằng không cuối cùng mất mặt còn là chính các ngươi. Tên này 25, 26 tuổi đảo quốc nam nhân tên là Thanh Mộc Thọ Minh, là sơn bản hiếu thái thủ hạ xuất sắc nhất đồ đệ. Theo Thanh Mộc Thọ Minh mở miệng, ở đây người nước Hoa toàn bộ đổi sắc mặt, cái này đảo quốc người cũng quá kiêu ngạo đi. Đem người nước Hoa nhìn như vậy không chịu nổi trong lúc nhất thời khơi dậy rất nhiều người nước hoa phẫn nộ, bao quát đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lâm Vũ ra cùng Tô Thanh Dương. Người này toán cái thứ gì, chẳng qua là sơn bản hiếu thái đổ đệ mà thôi, ta Tô Thanh Dương đều có thể đủ kết quả hắn. Tô Thanh Dương khuôn mặt không phẫn, còn kém sông lên trực tiếp đối thanh một thọ minh động thủ. Lâm Vũ ra cái này thanh thuần muội tử đồng dạng gương mặt khó chịu, hắn quả thực là quá khi dễ người, luận võ cũng không có bắt đầu ni đã nghĩ muốn nhượng quốc thuật quán từ nay về sau đóng cửa. Cái này đều không phải người si nói mộng mà. Diệp thần phong quan sát đến đối lập mà đứng sơn bản hiếu thái cùng hoắc tề danh, từ hai người kia trên người tán phát ra khí thế để phán đoán, sợ rằng sơn bản hiếu thái còn mạnh hơn hoắc tề danh thượng một bậc, hai người nếu quả như thật động khởi tay tới, cuối cùng thắng được người 90% trở lên là sơn bản hiếu thái, bất quá, luận võ loại chuyện này không thể đủ tất cả bằng thực lực nói, kinh nghiệm thực chiến cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng. Từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi hoắc tề danh nhìn thoáng qua thanh mộc thọ minh, sau đó lại đưa mắt như ngừng lại sơn bản hiếu thái trên người, sơn bản hiếu thái, ngươi không cho là đồ đệ của ngươi nói hơi quá đáng sao. Nơi này là ta quốc phật quán, cũng không là tại ngươi võ quán trong. Sơn bản hiếu thái khóe miệng lộ ra cùng nhau không sao cả dáng tươi cười, dùng nước hoa ngữ nói rằng, hoắc tề danh, đồ đệ của ta ý tứ chính là ta ý tứ, nếu như hôm nay ngươi không đồng ý đóng quốc thuật quán, như vậy thì cùng ta tới một hồi luận võ đi. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ngươi quốc thuật quán vẫn có thể mở tiếp nữa, nếu như ngươi thua ở trên tay của ta. Ta sẽ đích thân tướng ngươi ném ra quốc thuật quán cổng, nhượng mọi người nhìn nước hoa công phu là lợi hại bực nào. Sơn bản hiếu thái tại lợi hại hai chữ này thượng cố ý tăng thêm tin tức, ý tứ trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoắc tề danh, người có nghe hay không? Ngươi cho là mình là sư phụ ta đối thủ sao? Vì không nên tự rước lấy nhục, ta xem ngươi còn là lập tức cục đuôi đào tẩu đi. Bằng không tại đồ đệ của ngươi trước mặt bại bởi sư phụ ta. Là một cái bao nhiêu chuyện mất mặt, thanh mộc thọ minh có sơn bản hiếu thái giúp hắn chỗ dựa. Không chút kiên kỵ châm chọc hoác tề danh. Thanh mộc thọ minh một lần lại một lần vũ nhục hoác tề danh ngôn ngữ, hoàn toàn chọc giận ở đây nước hoa du học sinh, thân thể bọn họ trong cũng đều là chảy xuôi viêm hoàng con cháu huyết dịch, cái này thanh mộc thọ mệnh quả thực là phách lối có chút quá phận. Cái này món lòng là từ đâu trong nhô ra, hắn từ đâu tới tư cách đối hoắc sư phụ soi mói. Ta xem hắn là trong óc bị đại tiện cấp quán mãn rồi. Toàn bộ nhất nhược trí nhi đồng. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này đảo quốc quy tôn tử quá khinh người, thật muốn muốn một quyền đập nát hàm răng của hắn. Hoắc sư phụ, Thay ta môn hảo hảo giáo huấn một chút những này phách lối đảo quốc người, để cho bọn họ biết cái gì gọi là nước Hoa công phu. Đối, Hoắc sư phụ, dùng thực lực của ngươi nhượng cái này bang tôn tử ngậm miệng. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Chung quanh nhất bang nước Hoa du học sinh thảo luận sôi nổi, nếu không ngại vì bản thân không biết công phu, chỉ sợ bọn họ đã sớm sông lên tìm Thanh một Thọ Minh đấu một phen. Hoắc Tề Danh nghe chu vi du học sinh môn thanh âm, hướng sơn bản hiếu thái thản nhiên lên tiếng, đã như vậy, chúng ta thuộc hạ gặp thật chiêu đi. Hoắc tề danh làm ra một cái thỉnh tư thế. Sơn bản hiếu thái kéo dài mặt, cười lạnh nói, Hoắc tề danh, đây là ngươi lựa chọn của mình, mà đợi hội ngươi tựu sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là bao nhiêu ngu xuẩn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Sơn bản hiếu thái nhượng một bên thanh mộc thọ minh lui xuống. Chu vi người vây xem cũng sôi nổi lui về phía sau vài bước, Cấp Sơn Bản Hiếu Thái cùng Hoắc Tề Danh để lại đầy đủ luận võ không gian. Sơn Bản Hiếu Thái hai chân đạp địa, bằng vào nhất cổ xung lược, chợt hướng Hoắc Tề Danh phát động công kích, một cái mạnh mẽ nắm tay hướng Hoắc Tề Danh ngực ném tới. Hoắc Tề Danh buông lỏng tránh thoát, Sơn Bản Hiếu Thái dường như biết một quyền này đối phương có thể tránh khỏi, đồng thời một cái tảo đường chân hướng Hoắc Tề Danh thắt lưng gian đá vào. Một quyền này cùng một cước hoàn toàn là nối liền lên người bình thường căn bản là không có cách gì tránh thoát, mà Hoắc Tề Danh tại trước tiên dùng cánh tay chắn thắt lưng gian, phanh một tiếng, sơn bản hiếu thái một cái tảo đường chân đá vào Hoắc Tề Danh trên cánh tay của. Hoắc Tề Danh như người lui về phía sau hai bước, trên cánh tay một trận tê dại, nếu như cái này một cái tảo đường chân trực tiếp ở giữa Hoắc Tề Danh bên hông lời nói, hắn biết bản thân khẳng định sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ, dù sao thắt lưng gian là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương hoàn hảo hắn bằng vào nhiều năm tỷ võ kinh nghiệm, dùng cánh tay đi chặn sơn bản hiếu thái tảo đường chân. Trung quanh nước hoa du học sinh âm thầm vì hoác tề danh niết nắm mồ hôi lạnh, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng hoác tề danh phải thua ni. Như vậy đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một loại đả kích. Lâm vũ ra vuốt ve trên dưới bộ ngực phập phồng, xem ra nàng vừa rồi cũng lại càng hoảng sợ, không tự chủ hỏi bên cạnh Diệp Thần Phong, người nói hoác sư phụ có thể thắng sơn bản hiếu thái sao. Diệp thần phong bình thản hồi đáp, cái này rất khó nói, chỉ ít hiện tại đến xem hoác sư phụ còn ở hạ phong. Vừa nghe Diệp thần phong nói như vậy, Tô Thanh Dương lập tức không vui, ta nói người còn là điều không phải người nước hoa. Vậy mà trường người khác trí khí diệt uy phong mình, nghe người giọng điệu này hình như mình là cao thủ võ lâm. Diệp thần phong chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không nghĩ tới đổi lấy Tô Thanh Dương sắc mặt, vì vậy hắn cũng liền không lên tiếng nữa quốc thuật quán ngay chính giữa, Sơn Bản Hiếu Thái vừa cười vừa nói, hoặc tề danh, không nghĩ tới người thật là có vài phần bản lĩnh nghi. Bất quá, ở trong mắt ta người cũng chỉ có như thế điểm khả năng, ta Sơn Bản Hiếu Thái muốn nhượng sở hữu nước hoa võ quán từ đảo quốc tiêu thất. Hoặc tề danh ánh mắt biến được càng ngưng trọng, căn cứ mới vừa rồi cùng Sơn Bản Hiếu Thái đệ nhất lần giao phong, hắn đã đoán được Sơn Bản Hiếu Thái thực lực tại trên hắn. Thế nhưng hắn ngày hôm nay không đường có thể lui hắn ngày hôm nay đại biểu cho sở hữu nước hoa võ thuật giới người mặt, một ngày hắn thua, không riêng gì hắn bản thân mất mặt, đồng thời cũng hội ném nước hoa võ thuật giới mặt, cho nên bất kể như vậy hắn đều phải đem hết toàn lực cùng sơn bản hiếu thái so đi xuống. Hoắc tề danh, lại tiếp ta một chiêu thử xem. Sơn bản hiếu thái lần thứ hai đối hoắc tề danh phát động thế tiến công, hắn biết vừa rồi hoắc tề danh dùng cánh tay chặn hắn tạo đường chân, tại ngắn thời gian chi nội, Hoắc Tề Danh cánh tay tướng ở vào tê dại không có cách gì nhúc nhích trạng thái, như vậy Hoắc Tề Danh chỉ có thể dùng một cánh tay, cho nên Sơn Bản Hiếu Thái phải bắt được cơ hội này đối Hoắc Tề Danh thừa thắng truy kích. Hoắc Tề Danh tuy rằng thực lực muốn so Sơn Bản Hiếu Thái yếu hơn một bậc, nhưng hắn có thể điều không phải lãng được hư danh hạng người, dựa vào phong phú kinh nghiệm thực chiến, mỗi lần tại khẩn yếu bước ngoặt đều có thể đủ đúng lúc tránh thoát công kích của đối phương. Điều này làm cho Sơn Bản Hiếu Thái tâm tình hấp tấp lên bất kể công kích của hắn tốc độ nhiều nhanh, cuối cùng từ đầu đến cuối có thể bị hoác tề danh né tránh. Một bên thanh mộc thọ minh gặp hoác tề danh chỉ là né tránh, không công kích, vội vã mở miệng lớn tiếng trêu đùa, hoác tề danh, lẽ nào đây là cái gọi là nước hoa công phu sao? Người lẽ nào tự chỉ biết là né tránh sao? Xem ra nước hoa công phu cũng bất quá như vậy thôi. Người hoác tề danh cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu mà thôi. Thanh Mộc Thọ Minh muốn dùng phép khích tướng buộc Hoắc Tề Danh cùng sư phụ của hắn chứng minh quyết đấu, lúc này tình thế chỉ cần Hoắc Tề Danh dám cùng Sơn Bản Hiếu Thái cứng đối cứng, cuối cùng Hoắc Tề Danh tuyệt đối sẽ là bị thua nhất phương. Thanh Mộc Thọ Minh thình lình xảy ra khiêu khích ngôn ngữ, những Hoắc Tề Danh phản ứng chậm một nhịp, chính là cái này vẻn vẹn nhất phách thời gian, bị Sơn Bản Hiếu Thái cấp nắm chặt, một quyền không không rời đánh vào Hoắc Tề Danh ngực, một quyền này Sơn Bản Hiếu Thái dùng hết toàn lực Hoắc tề danh ngực ăn một cái trọng quyền sau, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, cổ họng trong hiện ra máu tươi bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về trong bụng, cả người dùng nghị lực đứng thẳng, không nhượng thân thể của chính mình té xuống đất đi, bất quá, hắn biết ngày hôm nay mình bại, như vậy kế tiếp nên thế nào xong việc nghi. Thật chẳng lẽ nhượng sơn bản hiếu thái đem hắn ném ra quốc thuật quán sao? Hắn thật sự là ném không khởi cái này người a chương 337, một bà tai sự tình. Xác định đầu phiếu. Tại hoắc tề danh ngực bị Sơn Bản Hiếu Thái đánh một quyền thời gian, quốc thuật quán trong an tĩnh quỷ dị xuống, chung quanh cái này bang nước hoa du học sinh không thể tin được bọn họ thấy, còn có hoắc tề danh các đồ đệ cũng sôi nổi đờ đẫn nhìn chằm chằm hoắc tề danh. hoắc tề danh, ta người căn bản không phải đồng một tầng thứ thượng hiện tại ta nên thực hiện mới vừa nói qua lời của, thân thủ đem ngươi ném ra quốc thuật quán, từ hôm nay trở đi ở đây không còn có quốc vật quán cái này võ quán. Sơn bản hiếu thái nhìn sắc mặt trắng bệch, vẫn không nhúc nhích hoác tề danh nói rằng, hắn đặc biệt rõ ràng bản thân vừa rồi một quyền kia trung ẩn chứa lực lược, thời khắc này hoác tề danh hoàn toàn là tại gắt gao mạnh trống. Hoác sư phụ, người còn không có đảo điện ni, chẳng qua là bị hắn đánh một quyền mà thôi, người còn tịnh không có bại ni. Đúng vậy, hoác sư phụ, vừa rồi chỉ là ngươi nhất thời đại ý, người nhất định có thể tướng cái này đảo quốc quy tôn tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn đến hoác tề danh y nguyên trực đính đính đứng tại chỗ, cái này bang nước hoa du học sinh trong lòng còn đối hoác tề danh có kỳ vọng. Hoác tề danh trong lòng một trận cười khổ, hiện tại đừng nói là di chuyển thân thể, chỉ cần hắn vừa mở miệng nói, cổ họng trong lập tức hội phun ra máu tươi tới, tuy rằng hắn rất muốn cắn răng cùng sơn bản hiếu thái tỷ thí đi xuống, nhưng hắn thật là đạt tới cực hạn. Sơn bản hiếu thái từng bước hướng hoắc tề danh đi tới. Ta đã nói nước hoa công phu thế nào có thể cùng chúng ta đảo quốc võ thuật tướng Sony. Nước hoa là thừa thải người nhu nhược địa phương. Nhìn đến từ từ đến gần sơn bản hiếu thái, hoắc tề danh sắc mặt trắng bệch là càng ngày càng khó coi, thân thể không kiềm hãm được run rẩy, bắp thịt trên mặt không tự chủ được co quắp. Người đừng hòng muốn đụng đến bọn ta sư phụ thoáng cái. Sáu gã hoắc tề danh đổ đệ đi ra, chắn hoắc tề danh trước người có dạng gì sư phụ sẽ có cái đó dạng đồ đệ ta gặp các người căn bản toàn bộ đều là nhất bang Nguyễn chân hà thanh mộc thọ minh đứng ra nói rằng cùng năm tên sơn bản hiếu thái đồ đệ cùng nơi hướng sáu gã hoắc tề danh đồ đệ đi tới giao phong ngắn ngủi qua đi hoắc tề danh sáu gã đồ đệ không huyền niệm chút nào bị đánh ngã trên mặt đất kỳ thực hoắc tề danh cái này sáu gã đồ đệ thực lực cũng không kém chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến tương phản thanh mộc thọ minh đám người kinh nghiệm thực chiến muốn so với mới phong phú nhiều nguyên bản nóng lòng muốn thử nước hoa du học sinh tại nhìn thấy màn này sau. Trong lòng vừa sinh ra dũng khí lại đang trong nháy mắt tiêu thất, theo bọn họ đi bây giờ đi ra ngoài hoàn toàn là bị đối phương ngược phần. Hoặc tề danh, người xem một chút chính người giáo là một ít gì đồ đệ. Đều là một ít vô dụng rác rưởi Sơn bản hiếu thái lạnh giọng diếu cợt nói. Diệp thần phong nhìn đến người gây sự sơn bản hiếu thái, bây giờ hắn không muốn ra tay cũng khó khăn, dù sao hắn đồng dạng là người nước hoa hắn làm sao có thể nhìn đến đồng bào của mình bị đảo quốc người làm nhục như vậy là điều không phải rác rưởi điều không phải dùng miệng mong chờ nói ta nhận thức cho các người hiện tại nên lập tức từ quốc vật quán trong tiêu thất diệp thần phong từ vây xem bên trong đám người chen lấn đi ra ngoài sân vắng như bước đi tới sơn bản hiếu thái trước mặt nói rằng diệp thần phong cử động này nhượng người ở chỗ này sửng sốt chốc lát Lâm Vũ ra lo lắng xuyên qua đám người, lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo nói rằng bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời gian. Liên hoác sư phụ đều không phải là đối thủ của hắn, người can thiệp vào cũng vô ích, sẽ chỉ làm chúng ta người nước hoa càng mất mặt. Tô Thanh Dương đồng dạng theo Lâm Vũ ra nhịp bước đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, huynh đệ, Vũ ra nói một điểm đều không sai, ta tuy rằng trong lòng hận không thể tướng những. Này đảo quốc món lòng đánh một trận tơi bời nhưng là thực lực của ta cùng bọn họ tranh lệch nhiều lắm, chớ nói chi là ngươi. Hoắc tề danh, ngươi lúc nào biến được không chịu được như thế. Lại muốn nhượng vài cái du học sinh tới giúp ngươi xuất đầu. Sơn bản hiếu thái tự nhiên mà vậy đem Diệp Thần Phong cho rằng là du học sinh. Sơn bản hiếu thái căn bản nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, lập tức cút ngay cho ta, ngươi cho là mình là ai. Bằng không ta có thể cho ngươi cả đời đều nằm tại trên giường bệnh vượt qua. Ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi lập tức từ quốc thuật quán trong tiêu thất. Diệp Thần Phong thanh âm chút nào không biến pháp, dường như đang nói một cái chuyện đương nhiên sự tình thông thường. Lâm Vũ Gia nhìn thoáng qua bên cạnh thái độ kiên định Diệp Thần Phong, cuối cùng vẫn quyết định cùng Diệp Thần Phong đứng tại cùng một trận chiến tuyến thượng. Các người không nên lấn hiếp người quá đáng, nếu thắng luận võ. Như vậy cần gì phải muốn người gây sự nghi? Lâm Vũ Gia đều đứng ra thân là lâm vũ ra người ái mộ tô thanh dương nào có không đứng ra đạo lý. Song quyền chăm chú nắm chặt, quốc thuật quán trong không chào đón các ngươi, còn mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Có lẽ là Diệp Thần Phong đám người thái độ bị nhiễm đến chung quanh du học sinh, chung quanh du học sinh mỗi một người đều đứng dậy, chặn sơn bản hiếu thái đường đi. Thanh Mộc Thọ Minh mắt thấy thế cục vượt qua bọn họ trưởng khống phạm vi. Mà những biến hóa này đều là Diệp Thần Phong đưa tới, đưa ngón tay ra chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng người dám cùng ta luận bàn một hồi sao? Nếu như người thắng ta, chúng ta lập tức ly khai; nếu như người thua, các ngươi cũng không cần ngăn trở sư phụ ta đường. Sơn Bản Hiếu Thái đảo thật không tốt đối những này du học sinh động thủ, nghe được đồ đệ của mình Thanh Mộc Thọ Minh nói như vậy, không nén nổi hài lòng điểm gật đầu, nói rằng thế nào? Hoắc Tề Danh đã bị thua ta, tại luận võ trước ta liền đem lời nói rất rõ ràng. Nếu như hắn thua, ta muốn thân thủ đưa hắn ném ra quốc thuật quán, xem ra các ngươi người nước hoa không riêng gì người nhu nhược, còn am hiểu xấu lắm." Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Sơn Bản Hiếu Thái, nói rằng, "Đồ đệ của ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, kỳ thực ngươi cũng không có tư cách làm đối thủ của ta, đối phó ngươi chăm chú nhất chiêu đủ vậy." Thanh Mộc Thọ Minh dường như nghe được Thiên Phương Dạ Đàm, vừa định muốn ha ha đại bật cười, thuận tiện khinh bỉ một phen Diệp Thần Phong. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, Diệp Thần Phong động thủ, một cái tát phiến tại Sơn Bản Hiếu Thái trên gương mặt, một tát này ẩn chứa cực hạn bát cấp linh hồn lực, Sơn Bản Hiếu Thái thân thể thành cái một cái bao tải thông thường ném bay ra ngoài, nửa bên mặt hoàn toàn lõm đi xuống, thân thể ở giữa không trung ném bay đồng thời, trong miệng không ngừng rơi ra toái hàm răng. Diệp Thần Phong một tát này không chỉ tướng Sơn Bản Hiếu Thái nửa bên mặt gò má đập nát, từ nay về sau Sơn Bản Hiếu Thái còn nghĩ biến thành một cái kẻ ngu si bởi vì diệp thần phong linh hồn lực xông vào sơn bản hiếu thái trong óc phá hủy hắn thần kinh não bộ dùng bây giờ y học kỹ thuật muốn khôi phục lại căn bản là chuyện không thể nào nguyên bản ẩm ý quốc thuật quán lại một lần nữa yên tĩnh lại đây là cái gì tình huống diệp thần phong một cái tát đã đem sơn bản hiếu thái cấp phiến bay phải biết rằng ngay cả quốc thuật quán quán trưởng hoắc tề danh cũng không phải là đối thủ của sơn bản hiếu thái a Diệp thần phong một tát này chung đến cùng được muốn ẩn chứa nhiều ít lực lượng tài năng đủ tướng Sơn Bản Hiếu Thái cũng phiến bay. Lại mà nhìn đến Sơn Bản Hiếu Thái không chỉ bị phiến bay, với lại nửa khuôn mặt bị đánh được nát vụn, đây càng thêm nhượng ở đây nước hoa du học sinh chấn kinh rồi, một đôi ánh mắt đầy hiếu kỳ tập trung vào Diệp thần phong trên người. Lâm Vũ ra miệng hơi mở, dường như nhìn ngoại tinh nhân thông thường nhìn Diệp thần phong, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao lên tiếng. Tô Thanh Dương so Lâm Vũ ra càng kinh ngạc, phải biết rằng vừa rồi tại tới quốc thuật quán trên đường, hắn còn nói muốn chiếu cố Diệp Thần Phong nhi, Đồng thời còn muốn tìm cái thời gian cùng Diệp Thần Phong luận bàn một chút, mà lúc này Diệp Thần Phong vậy mà một cái tát là có thể tướng Sơn Bản Hiếu Thái cấp phiến bay, cái này khởi không phải nói rõ Diệp Thần Phong thực lực tại hoác tề danh chi thượng. Hắn Tô Thanh Dương lại tại sao sẽ là như vậy cao thủ đối thủ ni? cảm thấy vừa rồi bản thân hoàn toàn là tại quan công trước mặt đùa dỡn đại đao, hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống, đôi má cũng trướng đến đỏ bừng. Sơn bản hiếu thái đổ đệ thanh mộc thọ minh đẳng ánh mắt của người qua lại tại sư phụ của bọn họ cùng diệp thần phong trên người di động tới. Chốc lát sau, thanh mộc thọ minh nói một câu đặc biệt ngu mốc lời nói, ngươi, ngươi đánh lén. Đánh lén, diệp thần phong miệng mặt nói lầm bầm, sau đó nói, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, Ta lập tức muốn phiến ngươi một cái tát, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, như vậy tổng không tính là đánh lén đi. Một giây sau, Diệp Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở Thanh Mộc Thọ Minh trước mặt, Thanh Mộc Thọ Minh căn bản liền một chút phản ứng cũng không có, lại là ba nhất Thanh Thúy Hưởng, Thanh Mộc Thọ Minh bước lên sư phụ hắn Sơn Bản Hiếu Thái theo gót. Vừa không gì sánh được phách lối Sơn Bản Hiếu Thái cùng Thanh Mộc Thọ Minh, cứ như vậy bị Diệp Thần Phong hai bàn tay giải quyết nếu không vừa rồi hoắc tề danh cùng Sơn Bản Hiếu Thái luận võ, ở đây những... Này người khẳng định hội cho rằng Sơn Bản Hiếu Thái nguyên bản chính là cái yếu được rơi cha mặt hàng, thế nhưng bây giờ có hoắc tề danh ví dụ tại trước, đây hết thải tựu đều bất đồng. chương 338, Cản dỡ tên Côn Đồ Xác định đầu phiếu Thừa dịp quốc thuật quán trong mọi người ngây người, Diệp Thần Phong lựa chọn chuồn mất, hắn có thể không muốn lưu lại trở thành hiện trường nhân vật tiêu điểm, vừa rồi hắn nguyên do lựa chọn xuất thủ có hai điểm nguyên nhân, một là hắn Diệp Thần Phong là người nước hoa, nhìn đến người nước hoa bị đảo quốc người khi dễ thành cái bộ dáng này, hắn có thể trơ mắt ở một bên thờ ơ lạnh nhạt sao. Hai là đảo quốc võ thuật giới nguyên do hội tướng đầu mâu nhắm ngay nước hoa võ quán, còn điều không phải độ biên hùng xuyên đột nhiên bị giết sự tình mà. Mà cả kiện chuyện đầu sỏ gây nên, không chính là của chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí mà. Tại Diệp Thần Phong lặng yên không tiếng động ly khai quốc thuật quán không bao lâu sau, quốc thuật quán trong người nước hoa chậm rãi từng cái tỉnh lại, nhìn trước mặt té trên mặt đất bị đánh được tượng con chó chết sơn bản hiếu thái cùng thanh mộc thọ minh, bọn họ còn là thật không dám tin tưởng trước mặt tận mắt đến sự thực, dù sao Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi, thông thường tại bọn họ trong ấn tượng cao thủ không phải như vậy trẻ tuổi a à. Ta vừa rồi không có hoa mắt đi, sơn bản hiếu thái bị người nọ một cái tát cấp phiến bay ra ngoài. Người nọ sớm nói với Thanh Mộc Thọ Minh muốn phiến hắn bàn tay, Thanh Mộc Thọ Minh lại là ngay cả phản ứng năng lực cũng không có. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Khoa trương cái rắm cũng không nhìn một chút cái này huynh đệ quốc gia nào người. Trong thân thể của hắn cùng chúng ta chảy xuôi đồng dạng huyết, hiện tại những... Này đảo quốc ngu ngốc nên biết chúng ta nước hoa công phu bác đại tinh thâm đi. Các ngươi bị nói lung tung đạm di, cao thủ ni, thế nào không thấy, Đến nơi này nhất khác mới có người phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh đã không ở quốc thuật quán trong, ở đây nước hoa du học sinh tâm tình lập tức sóng động, Diệp Thần Phong ngày hôm nay thế nhưng nước hoa anh hùng A. À. Nếu không có Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện, Sơn Bản Hiếu Thái cùng Thanh Mộc Thọ Minh những Này món lòng, đến cuối cùng còn không biết muốn thế nào nghĩ hết biện pháp tới nhục nhã bọn họ những Này người nước hoa ni, bạn học. Ta thấy vừa rồi các người đang cùng vị cao thủ nói, Chẳng lẽ vị cao thủ cũng là du học sinh? Các ngươi có thể không thể đủ mang chúng ta đi gặp hắn? Một gã 23, 24 tuổi nam du học sinh nhìn Lâm Vũ ra cùng Tô Thanh Dương hỏi. Hai vị bạn học, nếu như các ngươi thật nhận thức vừa rồi vị cao thủ lời nói, nhất định muốn mang chúng ta đi gặp hắn a. Chúng ta muốn phải thật tốt cảm tạ cảm tạ hắn, là hắn ngày hôm nay bảo vệ chúng ta người nước Hoa tôn nghiêm. Đúng vậy, nếu có cơ hội như vậy ta nhất định muốn cùng vừa rồi vị cao thủ uống quá ba bôi. Sau đó nhược hắn thu ta làm đồ đệ, vừa rồi vị cao thủ hai bàn tay thật sự là đánh cho quá sảng khoái. Theo tên 23-24 tuổi nam du học sinh mở miệng, chung quanh du học sinh cũng sôi nổi nói chuyện, trong lúc nhất thời những. Này người đối diệp thần phong kính ngưỡng tình như nước sông cuồn cuộn liên miên không tiếc. Phản ứng tới được lâm vũ ra lập tức hướng quốc thuật quán bên ngoài phóng đi, mà bây giờ trên đường phố nơi nào còn có Diệp Thần Phong thân ảnh. Lâm Vũ ra cái này thanh thuần nha đầu, nhất đôi mắt lập tức biến được u oán lên, muốn khởi vừa rồi Diệp Thần Phong tại quốc thuật quán bên trong đại phát thần uy, nàng nhất khỏa trái tim liền không nhịn được nhanh hơn khiêu động tần suất. Quốc thuật quán trong bị trọng thương hoắc tề danh, cổ họng trong sâu kín thở dài một hơi, nói rằng xem ra chúng ta nước Hoa võ thuật giới là có người kế nghiệp a. À sơn bản hiếu thái thế nhưng liền hoác tề danh hắn mình cũng chiến không thắng nổi. Mà bị Diệp Thần Phong thật đơn giản một cái tát cấp phiến bay. Điều này nói rõ cái gì? Hắn hoác tề danh cùng Diệp Thần Phong tướng so, thực lực tranh lệch cách xa vạn dặm cái này thì như thế nào có thể không cho hắn cảm thán một phen ni? Ly khai quốc thuật quán Diệp Thần Phong sớm đã đem quốc thuật quán trong sự tình ném đến lên chín từng mây đi, tại hai ngày sau trong thời gian, độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang đem độ biên gia tộc danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ tư liệu cấp chỉnh lý đi ra. Diệp thần phong đại khái rõ ràng độ biên gia tộc sở hữu sản nghiệp sau, hắn liền quyết định phải về thiên hải. Lại mà Diệp thần phong nhận được vận thành vương phỉ phỉ tiểu nha đầu kia điện thoại, bây giờ thi vào trường cao đẳng đã kết thúc có một đoạn thời gian, vương phỉ phỉ tại trong điện thoại nói cho Diệp thần phong muốn tới thiên hải. Trước đây Diệp Thần Phong đi vận thành thời gian, cùng vương phỉ phỉ sống nương tựa lẫn nhau ra ra, có thể nói biến tướng bởi vì Diệp Thần Phong mà chết. Trước khi chết Diệp Thần Phong cũng đáp ứng vương phỉ phỉ ra ra, muốn tướng vương phỉ phỉ chăm sóc đến tốt nghiệp đại học sau đó. Nhưng mà, người định không bằng trời định, nguyên bản quật cường ngông nghênh nữ hài vương phỉ phỉ, tại Diệp Thần Phong trước mặt bầy biện ra mềm yếu một mặt, càng là chủ động đưa ra muốn làm Diệp Thần Phong chim hoàng yến, nàng cả đời này cũng chỉ nguyện ý làm Diệp Thần Phong một người chim hoàng yến, nàng quật cường cùng ngông nghinh chỉ có tại diệp thần phong trước mặt mới có thể tiêu thất. đang đối mặt cái khác người thời gian, vương phỉ phỉ vẫn là cái kia vương phỉ phỉ, một cái kiêu ngạo đến thực chất bên trong, quật cường không chịu thua nữ hài. rời đi đảo quốc trước, diệp thần phong lại cho độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang hai khỏa cực dương hoàn giải dược. diệp thần phong gần hai ngày cũng sẽ không tới đảo quốc, cho nên đỡ phải đến lúc đó phiền phức còn không bằng trước đó cho nhiều độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang hai khỏa giải dược đâu cái này hai người nên không dám đối diệp thần phong đùa giỡn hoa dạng gì tại diệp thần phong cấp độ biên nguyên tín cùng độ biên gia khang hai khỏa cực dương hoàn giải dược thời gian cái này hai người là cảm động nước mắt nước mũi một sấp dày một cái kình hướng diệp thần phong nói lời cảm tạ đồng thời hướng diệp thần phong cam đoan bọn họ hai cái nhất định hội bang diệp thần phong hảo hảo xử lý độ biên gia tộc nhượng Diệp Thần Phong có thời gian nhiều tới đảo quốc vui đùa một chút. Tháng 6 hạ tuần, thiên hải nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên, trên bầu trời nóng hừng hực thái dương chích nướng đại địa, dường như muốn tướng hành tàu tại trên mặt đất người đi đường đương thịt quay nướng chín thông thường. Thiên hải chạm xe lửa người đến người đi chen không gì sánh được, vương phỉ phỉ từ trên xe lửa đi xuống, ngày hôm nay vương phỉ phỉ nửa người trên mặc một bộ bạch sắc tu thân tê tuất, ngược hai tòa núi nhỏ ngọn núi hết sức xuất sắc, nửa người dưới ăn mặc nhất điều màu xanh nhạt quần jean, tướng mông của nàng bộ chăm chú bao vây lấy. Vương phỉ phỉ tóc vẫn là chát thành một cái đàn đuôi ngựa, bởi khí trời rất nóng, trắng nón khuôn mặt bốc lên ra tế tinh mịn mật mồ hôi hột. Ngày hôm qua gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong thời gian, Diệp Thần Phong nói qua muốn tới thiên hải chạm xe lửa đón nàng, cho nên Vương phỉ phỉ hai thủy uông uông mắt to ở trong đám người tìm Diệp Thần Phong thân ảnh. Vương phỉ phỉ mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là trên người của nàng nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, nghiễm nhiên đã có sẵn mùi vị của nữ nhân, huống hồ vương phỉ phỉ tướng mạo lại hết sức xuất chúng, tóc đen thui chát thành một cái đan đuôi ngựa, nhượng vương phỉ phỉ trên người có vài phần đẹp đẽ cùng khả ái. Thiên hải chạm xe lửa rất nhiều nam tính ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vương phỉ phỉ, năm tên ăn mặc lòe lòe thanh niên, khi nhìn đến vương phỉ phỉ sau, liền trực tiếp hướng vương phỉ phỉ đã đi tới đi tuốt ở đằng trước một gã thanh niên mang nhất cặp kính mát, mặc trên người đủ mọi màu sắc y phục, những người nhìn có chút choáng váng, chỉ cao khí ngang đối vương phỉ phỉ, nói rằng, tiểu mỹ nữ, có muốn hay không theo Kakata đi nhạc vui một chút, Kakata tại thiên hải vẫn còn có chút thể diện, chỉ cần tiểu mỹ nữ nguyện ý theo ta, ta cam đoan có thể nhượng ngươi qua thượng thoải mái cuộc sống. Cô nàng, thế nào? Lẽ nào ngươi còn không vui theo chúng ta dư ca sao? Chúng ta dư ca có thể để ý ngươi, Người nên vui vẻ mới đúng. Cô nàng, người cũng không tán thưởng, đàng hoàng theo chúng ta dư ca đi. Đứng tại mang kính mác thanh niên bên cạnh bốn gã thanh niên sôi nổi quáng đê vỡ. Cái này bốn gã thanh niên trang phục so kính dâm thanh niên còn muốn khoa trương, tóc một đám thành cái ổ gà thông thường. Hết lần này tới lần khác còn muốn nhuộm thành đủ mọi màu sắc, thấy thế nào đều nhượng người cảm thấy không phải chủ lưu A. Tên bị gọi vì dư ca kính dâm thanh niên, khoát tay áo có chút kiêu ngạo nói các ngươi cái này là nói thế nào ni. Tương lai cái này vì tiểu mỹ nữ chính là của các ngươi đại tẩu, đối đãi đại tẩu các ngươi chẳng lẽ không nên phóng tôn trọng một ít sao. Sư ca, người nói đúng, là chúng ta nhất thời lơ là, chúng ta cái này hướng tương lai đại tẩu chịu nhận lỗi. Đại tẩu, xin lỗi. Đại tẩu, xin lỗi. Bốn gã ổ gà nam trêu đùa hướng vương phỉ phỉ xin lỗi. Tiểu mỹ nữ, đi theo ta đi lẽ nào ngươi thật muốn nhượng huynh đệ của ta đối với ngươi động thủ sao? Mang kính mắt dư ca vẻ mặt ăn chắc vương phỉ phỉ dáng dấp. Vương phỉ phỉ khẽ nhíu chân mày, ngược lại, một đôi thủy uông uông mắt to nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, đi vào thiên hải chạm xe lửa cổng, vì vậy nàng nhíu chân mày lỏng rồi rời ra, đơn bạc môi hơi dơ lên, các ngươi nằm cái hay nhất hiện tại lập tức từ nơi này ly khai. Bằng không đợi một lát ta không thể bảo đảm các ngươi vẫn có thể đi ra thiên hải chạm xe lửa chương 339, vĩnh viễn không hối hận lựa chọn của mình. Xác định đầu phiếu, vương phỉ phỉ vừa dứt lời. Không chỉ có cái này năm tên thanh niên ngây ngẩn cả người, ngay cả người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cảm thấy vương phỉ phỉ những lời này nói phải mặc danh kỳ diệu, lẽ nào vương phỉ phỉ còn là một cái nữ hiệp không được sao? Có thể tướng trước mặt cái này năm tên thanh niên đánh ngã xuống đất. Bất quá, từ ở bề ngoài nhìn vương phỉ phỉ thế nào đều không tượng là một cái bạo lực nữ sinh. Trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều người đều từ trong lòng bốc lên ra một câu nói như vậy, chẳng lẽ cái này lớn lên thập phần thanh thuần nữ sinh đầu không tốt lắm xử. Mang kính dâm dư ca cất tiếng cười to đi ra, ha ha ha, đây là ta lớn như vậy nghe qua buồn cười nhất uy hiếp, ta bất kể là đầu của ngươi có chuyện. Còn là thế nào, ngày hôm nay ngươi cần phải ở trên giường đem ta hầu hạ thoải mái đứng tại dư ca bên cạnh bốn gã thanh niên chung ba người, đồng dạng mắt sáng lên tại vương phỉ phỉ trên người qua lại di động tới, về phần một gã khác lớn lên có chút nhu trong nhu khí thanh niên, từ đầu đến cuối trong ánh mắt cũng không có đối vương phỉ phỉ sản sinh khát vọng, từ trình độ nào đó có thể đoán được. Tên này nhu trong nhu khí thanh niên đối với nữ nhân không có hứng thú, như vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có, hắn đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Mang kính dâm dư ca nhìn thoáng qua bên cạnh ba gã mắt sáng lên thủ hạ, người nói các ngươi yên tâm ta ăn thịt các ngươi thang khẳng định có thể uống được thực sự không được chúng ta hôm nay tới chơi một lần nhiều người chiến ta muốn như vậy hội càng kích thích vừa nghe nói dư ca muốn chơi nhiều người chiến tên nhu trong nhu khí thanh niên khuôn mặt lập tức nổi lên thần sắc hưng phấn ánh mắt không có chú ý vương phỉ phỉ mà là đang dư ca cùng mặt khác ba gã thanh niên trên người qua lại tạo động điều này làm cho dư ca cùng mặt khác ba gã thanh niên trong lòng một trận ác hàn Dư ca vội vã mở miệng nói, đại binh, mấy người chúng ta chơi nhiều người chiến, người cấp ta bên kia mát mẻ bên kia ở. Bị gọi là đại binh nhu khí thanh niên khuôn mặt bất mãn lộ ra thần sắc thất vọng, cái này đó có thể thấy được hắn thật đúng là là đối nam nhân tình có độc chung ni. Tiểu mỹ nữ, ngươi là muốn chúng ta dùng thủ đoạn cứng rắn mang ngươi đi ni. Cũng là ngươi bản thân ngoan ngoãn theo chúng ta đi, mang kính dâm dư ca trong lòng đã có một ít không kịp đợi, càng xem trước mặt vương phỉ phỉ tựu càng cảm thấy xinh đẹp, trong lòng nghĩ đến đợi một lát đến trong phòng muốn thế nào mới sảng khoái. Chạm xe lửa chung đủ có đầy bầu nhiệt huyết thanh niên nhân, bất quá đại đa số người nhìn thấy khí thế hung hăng dư ca đám người, cho dù có lòng muốn muốn giúp một cái vương phỉ phỉ cũng không dám đứng ra. Một gã chừng 20 tuổi, trên người lưng một cái tay nải, ăn mặc tượng một gã sinh viên nam sinh, tại trong lòng do dự một lát sau, lại mà nhìn đến vương phỉ phỉ thanh thuần dáng dấp, hắn cuối cùng quyết định muốn anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Lấy hết dũng khí đi tới dư ca đám người trước mặt. ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng, nơi này là công cộng trường hợp, các người nằm cái đây là đang phạm pháp. Lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì tàn khốc. Ba, một tiếng, tên nam sinh này lời còn chưa nói hết. Đã bị dư ca cấp phiến một cái tát, khó chịu quát dẹp đường, nơi nào nhô ra tiểu ma cà bông. Chỉ người bộ dáng này còn muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân cứu người bà ngoại đi thôi. Tên nam sinh này trong nháy mắt bị tỉnh mộng, cảm giác khuôn mặt đau rát đau nhức trong lòng vậy mà có loại muốn khóc xung động, hai bàn tay nắm thật chặt tay nải dây lưng. Cả người thân thể không kiềm hãm được run rẩy Các ngươi ở đây là chuyện gì xảy ra? Hai gã tại trạm xe lửa trong tuần tra cảnh sát, nhìn đến động tĩnh bên này sau, liền lập tức đã đi tới. Bị đánh mộng tên nam sinh nhìn đến cảnh sát đồng chí sau, trước tiên hồi qua thần, hai tay lôi kéo một gã cảnh sát đồng chí cánh tay, kích động chỉ vào dư ca đám người, nói rằng bọn họ muốn bước bách tên nữ sinh này, hai người các ngươi vội vàng đem bọn họ bắt được cảnh sát cục trong đi, vừa bọn họ còn đánh ta một cái tát đi. Bị tên nam sinh lôi kéo cánh tay cảnh sát, hai con người nhìn về phía dư ca, khi nhìn đến dư ca thời gian, lập tức bỏ qua rồi nam sinh bàn tay, khuôn mặt treo đầy dáng tươi cười, đi tới dư ca trước mặt. Nói rằng, dư thiếu, người ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào lão tử ta đi nơi nào còn muốn đi gặp người hội báo sao? Dư ca không có cấp tên cảnh sát chút nào sắc mặt tốt nhìn, kỳ thực dư ca là có một ít gia đình bối cảnh, phụ thân của hắn là thiên hải địa phương một nhà cảnh sát phân cục cục trưởng. Tự như cùng Chu Mậu Đức là nam khu phân cục cục trưởng, mà dư ca phụ thân là bắc khu phân cục cục trưởng. Mà cái này hai gã cảnh sát đúng lúc là bắc khu phân cục cảnh viên, bọn họ hai cái tại nhìn thấy dư ca sau, làm sao có thể đủ không ra vẻ đáng thương nghi tiểu tử này trước mặt mọi người đùa giỡn bạn gái của ta hai người các ngươi đem hắn mang về cảnh sát cục thật tốt giáo dục một chút dư ca phân phó cái này hai gã cảnh sát cái này hai gã cảnh sát cúi đầu khom lưng nói rằng dư thiếu chúng ta lập tức đưa cái này không trưởng ánh mắt đồ đạc mang về cảnh sát cục tên là vương phỉ phỉ ra mặt nam sinh lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người đây là cái gì tình huống Hiện nay thấy việc nghĩa hăng hái làm người cũng bị trảo tiến cảnh sát cục, mà làm chuyện xấu người lại có thể nhượng cảnh sát cúi đầu khom lưng. Mà Chu Vi vừa rồi nguyên bản cũng muốn đứng ra nói vài lời công đạo người, khi nhìn đến cái này hai gã cảnh sát đối dư ca thái độ sau, ý nghĩ trong lòng tức khắc biến mất vô ảnh vô tung. Vương Phỉ Phỉ nhìn vì nàng ra mặt nam sinh xa lạ, giờ khắc này khuôn mặt tràn đầy mê man cùng kinh hoàng, vì vậy nàng lên tiếng, ta Tịnh Không là bạn gái của hắn là bọn hắn muốn bức bách ta. Cái này hai gã cảnh sát vừa nhìn chỉ biết là chuyện gì. Liền vội vàng nói tốt, ta biết ngươi ở đây cùng bạn trai của ngươi giận dỗi, ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Mang kính dâm dư ca đối với cái này hai gã cảnh sát biểu hiện coi như là thỏa mãn, vừa cười vừa nói tiểu mỹ nữ, theo ta về nhà đi. Nhượng thiếu gia ta thật tốt điều giáo điều giáo ngươi. Vương phỉ phỉ cười, trong nụ cười ẩn hàm chẳng đáng, bởi vì nàng nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia chạy tới dư ca phía sau, tại vận thành thời gian Diệp Thần Phong tại Vương Phỉ Phỉ trước mặt biểu hiện ra đủ thực lực, thậm chí là vận thành đại hình bang hội Thiên Đao hội đều muốn nghe lệnh của Diệp Thần Phong, cho nên theo Vương Phỉ Phỉ, trước mặt dư ca đám người căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Dư ca vừa định muốn mở miệng mắng to Vương Phỉ Phỉ, nữ nhân này thật là người ngu thời gian, chỉ nghe thấy Vương Phỉ Phỉ cổ họng trong phát sinh cùng nhau đặc biệt trong trẻo động nhân thanh âm thần phong ca ca người đã đến rồi a à. diệp thần phong từ dư ca bên cạnh gặp thoáng qua đi tới vương phỉ phỉ trước mặt sờ sờ tiểu nha đầu này đầu nói rằng phỉ phỉ là không là có người khi dễ ngươi ân thần phong ca ca bọn họ khi dễ ta vương phỉ phỉ cười chỉ chỉ dư ca đám người đón diệp thần phong ánh mắt mang kính dâm dư ca lạnh giọng nói rằng nhìn cái gì vậy lập tức từ ra ra người trước mặt của ta cút đi, bằng không có người đẹp mắt. Thật đúng là mẹ nó cho là mình mang kính dâm chính là người mù A Bính. Diệp thần phong đối vương phỉ phỉ tiểu nha đầu này là phát ra từ trong lòng thương yêu, dù sao ban đầu ở vận thành vương phỉ phỉ nha đầu kia ra ra tử, có một phần là diệp thần phong nguyên nhân. Vương phỉ phỉ nhìn diệp thần phong không tính là rắn chắc hình bóng, chắn trước mặt nàng, trong lòng không có từ trước đến nay bị nhất cổ cảm giác an toàn cấp bao gồm, Nàng không hối hận lựa chọn ban đầu, lựa chọn làm Diệp Thần Phong chim hoàng yến, tại trong đời của nàng bi thương nhất nhất khác, chỉ có Diệp Thần Phong thật tâm thật ý bồi tại bên cạnh nàng, cho nên một khắc kia nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt, buông xuống kiên trì hơn 10 năm quật cường cùng kiêu ngạo. "Sư ca, tiểu tử này là ta thích loại hình, có thể không thể đem hắn cùng nơi mang về?" Bị gọi vì đại binh tên Nhu trong Nhu khí thanh niên, hai con người sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. "Đại binh" Tiểu tử này tựu phần thưởng cho ngươi, sư ca cười phất phất tay. Đại binh hèn mọn xoa xoa tay, cười hướng Diệp Thần Phong đi tới. Tiểu soái ca, buổi tối ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong nghe được đại binh nói xong ác tâm như vậy lời nói, trong lòng là không thể chịu đựng được, phanh một cước đá vào đại binh trên bụng. Đại binh thân thể thức khác hướng sau té bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào một cái trong thùng rác mặt thật con mẹ nó buồn nôn người. Diệp thần phong không tự chủ tướng đế giải bản trên mặt đất cọ hai hạ, dường như cảm thấy đá vào đại binh trên thân thể, đều là ô uế dày của hắn, muốn khởi vừa rồi đại binh lúc nói chuyện giọng nói. Diệp thần phong trên thân thể lập tức khởi một thân nổi ra gà, không nghĩ tới tới thiên hải chạm xe lửa tiếp một chút vương phỉ phỉ, còn sẽ gặp phải cái này loại tạp cá tạp cầu. chương 340, chỉ vì ngươi cởi xuống tóc thắt bím đuôi ngựa. Xác định đầu phiếu, mềm mỏng đại binh bị diệp thần phong một cước rơi vào thùng rác sau đau đến cổ họng trong quỷ hống quỷ khiếu hắn không có nghĩ đến nhìn qua trắng nõn diệp thần phong lại là một cái nhân vật hung ác ba người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì cấp ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận sau đó đem hắn giao cho đại binh xử lý tình hồn lại dư ca lập tức mở miệng ra lệnh còn không có đảng ba gã thanh niên động thủ diệp thần phong liền động tốc độ nhanh như thiểm điện Tại những người bình thường này trong mắt chỉ có thể thấy một đạo hắc ảnh, tùy theo trong không khí quanh quẩn răng rắc, răng rắc, răng rắc xương nứt thanh, a. A a, khẩn tiếp theo ba gã dư ca chính là thủ hạ cổ họng trong sôi nổi phát sinh đau nhức hô, thân thể chẳng biết lúc nào đã là nằm trên đất, ngực xương toàn bộ lõm hõm vào. Ở đây không ai nhìn đến Diệp Thần Phong là như thế nào xuất thủ. Dư ca nhìn trước mặt đối diện hắn mỉm cười Diệp Thần Phong, thân thể chợt run run một cái uy hiếp nói người biết ba ta là người nào không ba ta là bắc khu phân cục cục trưởng ngày hôm nay chỉ cần ngươi dám động ta thoáng cái ta lập tức có thể nhượng người đem ngươi chảo tiến cảnh sát cục lại là một cái liều tra mặt hàng chính là một cái phân cục cục trưởng tự có dũng khí cầm đi ra khó coi người nếu là diệp thần phong nói ra thân phận của mình còn điều không phải muốn nhượng tên này cái gọi là dư ca sợ đến tẻ ra quần mà hai gã cảnh sát cũng tỉnh lại đối diệp thần phong nói rằng ngươi vừa rồi ác ý đả thương người, cho nên còn thỉnh ngươi theo chúng ta hồi một chuyến cảnh sát cục đi. Diệp thần phong thực lực đặt tại trước mắt, cái này hai gã cảnh sát cũng không dám ác nói tướng hướng, chỉ tại đem diệp thần phong mang vào cảnh sát cục trước, bọn họ vẫn phải là sẽ đối diệp thần phong khách khí. Ta không có công phu cùng các ngươi đi cảnh sát cục, hai người các ngươi tên gọi là gì? Diệp thần phong nhìn chằm chằm hai gã cảnh sát chất vấn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? hai người các ngươi đều không phải tùy thân có phối thương sao? Chẳng lẽ còn biết sợ tiểu tử này mà, thiên hải có thân phận đại thiếu gia tựu mấy cái như vậy, ta cũng không biết thiên hải lúc nào có hắn như thế một nhân vật. Dư ca mệnh lệnh hai gã cảnh sát. Hai gã cảnh sát nghe được dư ca nói cũng đặc biệt có lý, lập tức đắc ý đối diệp thần phong lẽ thẳng khí hùng nói ra tên của mình, sau đó còn nói thêm, tiểu tử, hiện tại chúng ta đem tên nói cho người biết, người có thể đủ làm gì được chúng ta ni người giả bộ b thử nhìn một chút ra, thế nào không giả bộ được diệp thần phong tiện tay móc ra điện thoại di động bấm thị ủy bí thư châu văn hải tư nhân điện thoại đem đại khái sự tình nói với châu văn hải một lần còn nhắc tới trước mặt cái này hai gã cảnh sát tên tiểu tử người trang đảo còn là thật giống người cho là chính ngươi là ai ta lão tử là nam khu phân cục cục trưởng người cho rằng bắt một chiếc điện thoại tựu không sao chứ thật chưa từng thấy qua ngươi người ngu ngốc như vậy người còn là chính hứng thú san lan trào phúng diệp thần phong dư ca trong túi trong tay tiếng chuông đột nhiên vang lên không nhịn được tiếp thông đang nghe thanh âm trong điện thoại sau sắc mặt của hắn càng tới càng tái nhợt phụ thân của hắn vừa bị tạm thời cách chức tiếp thu điều tra có người nói cùng cùng nơi tham ô nhận hối lộ án kiện có quan hệ hai gã cảnh sát chuông điện thoại di động sau đó cũng vang lên tại bọn họ nghe được thanh âm trong điện thoại sau sắc mặt sôi nổi đại biến cấp trên thông chi bọn họ từ giờ khác này, bọn họ hai cái không bao giờ. Nữa là cảnh sát, nói cách khác bọn họ hai cái chính là bị đá ra cảnh sát cục. Xem ra Châu Văn Hải làm việc hiệu suất còn là thật cao, làm thiên hải người đứng đầu, muốn đối phó một cái phân cục cục trưởng và hai gã tên đều chưa biết lính cảnh sát, còn điều không phải chuyện dễ dàng mà. Huống chi diệp thần phong nhìn đến dư ca cái này đức hạnh là có thể đoán ra phụ thân của hắn khẳng định điều không phải cái gì hảo điều còn có trước mặt cái này hai gã khoác cảnh y bại hoại, từ trước khẳng định cũng không có bớt làm bẩn thiểu sự tình. Thế nào, hiện tại không có phụ thân người chỗ dựa, người còn có cái gì có thể uy hiếp ta tư bản sao? Diệp thần phong khinh thường cười nói, sau đó lại nhìn hai gã đờ đẫn cảnh sát, nói rằng hai người các ngươi hiện tại đã không phải là cảnh sát đi. Như vậy cấp ta lập tức tiêu thất, bằng không đợi một lát quả đấm của ta thế nhưng không trường ánh mắt. Đây là cái gì tình huống? thật đơn giản một chiếc điện thoại, để bác khu phân cục cục trưởng tạm thời cách chức, còn nhượng hai cảnh sát trong nháy mắt bị đá ra cảnh sát cục. Cái này được muốn bao lớn năng lượng A, người như thế như thế nào là hai cái tiểu tiểu cảnh sát đắc tội nổi ni. Huống chi bọn họ hai cái hiện tại đã không phải là cảnh sát, sắc mặt xấu xí không gì sánh được hướng chạm xe lửa bên ngoài đi, bọn họ hai cái đều không phải ngu ngốc, cũng không muốn lội cái này nước đục. Hiện tại ta đánh ngươi. Ngươi còn có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong nhìn Dư Ca cười hỏi. Dư Ca môi run rẩy nói rằng, ngươi, ngươi không thể đủ làm như vậy. Như ngươi vậy là phạm pháp. Chúng ta muốn giảng đạo lý a? Giảng đạo lý, đó là một không tệ đề nghị. Diệp Thần Phong thanh âm một trận, sau đó tiếp tục nói rằng, đáng tiếc ta Diệp Thần Phong cũng không là một cái thích giảng đạo lý người, càng không thích đối bạch si giảng đạo lý. Diệp Thần Phong thuận lợi bắt được Dư Ca thủ đoạn dùng sức lắc một cái, trắng hiếu xương tức khắc từ da trung đâm đi ra. Dư ca cổ họng trong tê tâm liệt phế hết to, cuối cùng chịu không nổi đau đớn, đã bất tỉnh. Diệp thần phong thành cái người bình thường giống nhau, đối vương phỉ phỉ ôn nhu cười nói, phỉ phỉ, chúng ta đi thôi. Ân, tốt, vương phỉ phỉ vừa bước ra hai bước, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì. Xoay người đi tới lúc ban đầu vì nàng ra mặt tên trước mặt nam sinh, lộ ra cùng nhau dáng tươi cười cám ơn ngươi tên chừng 20 tuổi nam sinh nghe Vương Phỉ Phỉ ngọt thanh âm, cứ thế là đứng tại chỗ một cái kình cười khúc khích, thẳng đến Vương Phỉ Phỉ cùng Diệp Thần Phong ly khai chạm xe lửa, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại nhi. Tiểu tử, nước miếng của ngươi đều phải để lại đi ra, người ta đã đi xa, ngươi nói ngươi không có có bản lãnh gì sung cái gì đầu to. Một gã cụ ông vỗ vỗ tên nam sinh này vai nói rằng. Nam sinh kiên định lắc đầu, cuối cùng có thể đổi được nàng một câu cảm ơn ngươi, ta tự đủ hài lòng. Cụ ông bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, tiểu tử, người chúng độc không cạn a. À. Chờ ngươi một ngày kia có vừa rồi người tuổi trẻ kia thực lực và bối cảnh sau, rồi hãy nói. Diệp thần phong mang theo vương phỉ phỉ ly khai chạm xe lửa sau, vương phỉ phỉ nha đầu kia muốn nhượng diệp thần phong theo nàng tại thiên hải đi dạo một chút, diệp thần phong dự định nhượng vương phỉ phỉ vào ở biệt thự của hắn trong, cũng nói với Vương Phỉ Phỉ sáng tỏ đường hân cùng Triệu Uyển Đình tồn tại, cái này mới có thể dùng Vương Phỉ Phỉ trong lòng khẩn trương lên, lôi kéo Diệp Thần Phong một mực thiên hải trên đường phố nơi nơi mù đi dạo. Mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ ngồi ở một chỗ công viên trên ghế dài, nơi chân trời xa sáng lạn màu sắc mê người không gì sánh được. Vương Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng: "Thần Phong ca ca, ta sẽ an tâm làm tốt ngươi chim hoàng yến." Ta không có những ý nghĩ khác. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, "Phỉ Phỉ, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu có một ngày ngươi thật trở thành nữ nhân của ta, ở trong mắt ta không có cái gì chim hoàng yến chi phân, bất quá, ngươi bây giờ thật còn nhỏ, sự tình từ nay về sau chậm rãi rồi hãy nói." "Có thể chờ ngươi lên đại học là có thể gặp phải của mình thích nam sinh." Vương Phỉ Phỉ quật cường lắc đầu, "Ta Vương Phỉ Phỉ chỉ muốn làm Thần Phong ca ca ngươi chim hoàng yến." ta vương phỉ phỉ chỉ có tại thần phong ca ca trước mặt ngươi mới có thể làm một cái tiểu nữ nhân, nam nhân khác đời này đều đừng hòng muốn nhìn đến ta cái này một mặt. Vương phỉ phỉ đột nhiên từ trên ghế dài đứng lên, vươn tay giải khai nàng đan đuôi ngựa, tóc đen theo nhu hòa gió đêm phiêu động, tại mặt trời chiều làm nổi bật hạ, vương phỉ phỉ sóng vai tóc dài, để cho nàng nhiều vài phần thành thục ý nhị, cái này là nàng mười mấy năm qua, Đệ nhất lần tại ngoại trừ ra ra nàng bên ngoài trước mặt nam nhân cởi ra nàng tóc thắt bím đuôi ngựa. Thần Phong ca ca, ta xinh đẹp như vậy sao? Vương Phỉ Phỉ dáng tươi cười thập phần ôn nhu. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, rất đẹp, như ngươi vậy càng động nhân. Vương Phỉ Phỉ dáng tươi cười càng sáng lạn, hướng Diệp Thần Phong chớp chớp nàng thủy uông uông mắt to, nói rằng, Thần Phong ca ca, vậy sau này Phỉ Phỉ chỉ vì một mình ngươi cởi xuống tóc thắt bím đuôi ngựa có được hay không? Ta nhất động nhân hình dạng, thầm nghĩ cấp Thần Phong ca ca một mình ngươi nhìn đến. Diệp Thần Phong tại trong lòng thở dài một hơi, hắn biết Vương Phỉ Phỉ nha đầu kia cùng Đường Hân nha đầu kia giống nhau, đối với hắn là khang khăng một mực, đã có một ít sự tình là chúng mục tiêu đã định trước, như vậy Diệp Thần Phong cũng không lại đi nhiều suy nghĩ gì. Nhìn trước mặt ôn nhu thiếu nữ, Diệp Thần Phong thân thủ kéo lại Vương Phỉ Phỉ bàn tay, tướng Vương Phỉ Phỉ kéo vào ngực trong, chỉ là nhẹ nhàng ôm Vương Phỉ Phỉ tịnh không có làm chuyện khác, trong chấp nhoáng này, nhất cổ hạnh phúc ấm áp tư vị tại vương phỉ phỉ nội tâm tràn ngập ra. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 17